Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 99. Thời điểm hai luồng lôi điện bị Dương Diệp dễ dàng phá vỡ, trong nội tâm Nhiếp Quân cả kinh, hiển nhiên, Dương Diệp còn mạnh hơn nàng nghĩ. Thấy trường kiếm của Dương Diệp đâm tới, Nhiếp Quân không dám có chút chủ quan, tay phải nàng xoay tròn, một đạo thiểm điện từ trong lòng bàn tay kích bắn ra, oanh lên thân kiếm của Dương Diệp. Bị lôi điện oanh trúng, trường kiếm có chút dừng lại, cùng lúc đó, những dòng điện kia bao trùm lên thân kiếm, sau đó điên cuồng ăn mòn kiếm của Dương Diệp, bất quá rất nhanh, tay Dương Diệp khẽ chấn động, trong trường kiếm tuôn ra một cỗ kiếm ý, sau khi kiếm ý niết bàn cảnh xuất hiện, những dòng điện kia bị chấn thành hư vô. Sau đó kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên kích xạ ra một đạo kiếm khí, tốc độ cực nhanh, ở thời điểm Nhiếp Quân còn chưa phục hồi tinh thần lại oanh lên vai nàng. Nhưng để cho Dương Diệp có chút ngoài ý muốn là, khi kiếm khí oanh lên vai Nhiếp Quân, trên thân thể Nhiếp Quân đột nhiên xuất hiện một tấm lưới lôi điện, kiếm khí vừa mới tiếp xúc lưới lôi điện, liền bị lưới điện hủy diệt. Mà lúc này, trong cơ thể Nhiếp Quân đột nhiên tuôn ra vô số lôi điện, những lôi điện này lập tức bao vây Dương Diệp cùng nàng lại. Ông! Lúc này, một tiếng kiếm minh từ trong đó vang lên, sau đó những lôi điện kia bị cắt thành vô số đoạn, rất nhanh, lôi điện tiêu tán ở trên không trung. Dương Diệp cùng Nhiếp Quân xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, lúc này, Dương Diệp đứng ở trước mặt Nhiếp Quân, mà kiếm trong tay hắn thì chỉ vào giữa mi tâm của Nhiếp Quân. Bại! Tuy tất cả mọi người cảm thấy Dương Diệp nhất định sẽ thắng, mà Dương Diệp xác thực cũng thắng, nhưng mọi người như trước bị thực lực của Dương Diệp dọa sợ, đặc biệt là hai tông ngũ thành cùng Dương Diệp là địch, Dương Diệp bày ra thiên phú cùng thực lực, để cho bọn hắn có chút sợ. Hiện tại, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giao hảo với Dương Diệp, hoặc là tìm cơ hội một kích tất sát Dương Diệp. Trong tràng, Nhiếp Quân nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ta thua rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thu kiếm, quay người rời đi. Như Thiên Lan không nói, hiện tại đối thủ của hắn là những lão quái vật kia, một đời trẻ tuổi, ít nhất ở Minh Mục Đại Lục, đối với hắn đã không có uy hiếp gì rồi. Nếu như là một đời tuổi trẻ của linh giới có lẽ còn có thể thử một chút. Linh giới dù sao không phải thế giới phong bế, rất nhiều thiên mới có thể đi ngoại vực lịch lãm rèn luyện, mà thiên tài ngoại vực cũng có thể đến linh giới. Đối với vài tên thiên tài linh giới sắp xếp trên vũ bảng, hắn cũng rất tò mò. Trừ đó ra, còn có các điện hạ của U Minh Điện, thực lực của các nàng sợ rằng cũng không biết tăng lên tới loại trình độ nào. Linh giới. Dương Diệp hít sâu một hơi, lúc này hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn đi về rồi. Lúc này Nhiếp Thanh xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Quân, nàng đang muốn nói chuyện, Nhiếp Quân khẽ lắc đầu nói. Cô yên tâm, ta sẽ không bị đả kích. Nhiếp Thanh thò tay vỗ bả vai Nhiếp Quân nói. Như vậy cũng tốt, phải nhớ kỹ một điểm, thất bại cũng không phải một chuyện xấu, bởi vì nó để cho chúng ta biết rõ thiếu sót của mình, như thế, chúng ta mới có thể để cho mình làm tốt hơn. Nhiếp Quân nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhiếp Thanh quay người nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Nhiếp Quân là thiên tài Nhiếp gia, nếu như có gì sơ suất, vậy đối với Nhiếp gia mà nói, không thể nghi ngờ là một tổn thất thật lớn. Dương Diệp khoát tay áo nói. Luận bàn mà thôi, cũng không phải chiến đấu sinh tử. Nghe vậy, trong nội tâm Nhiếp Thanh âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Dương Diệp này kỳ thật nhiều khi cũng là một người rất dễ thân cận. Không có nghĩ bao nhiêu, nàng nhìn lướt qua mọi người trong tràng nói. Chư vị, chúng ta đi thôi. Mọi người nhẹ gật đầu, đi theo Nhiếp Thanh bay về phía chân trời. Đúng lúc này, Lâm gia Lâm Thiên đột nhiên mang theo ba huynh muội Lâm gia đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, chứng kiến ngươi, lão phu thật xấu hổ. Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên ở trước mặt các thế gia cùng hai tông còn lại nói chuyện với hắn, sau đó Dương Diệp minh bạch. Đây là Lâm gia phóng thích thiện ý, muốn kết giao hắn cùng với Thiên Sát Các. Nghĩ vậy, Dương Diệp cười nói. Tiền bối quá khiêm nhượng. Ta cùng đám người Lâm Đại Lang xem như hảo hữu, tiền bối xưng hô Dương Diệp là được. Nghe vậy, Lâm Thiên âm thầm gật đầu, ai nói Dương Diệp là một người bảo thủ, một kẻ ngu xuẩn hữu dũng vô mưu. Xem, người ta khiêm tốn như thế nào, biết làm người như thế nào. Kỳ thật, sau khi nghe Dương Diệp biết thân phận của ba huynh muội Lâm gia, còn đưa bọn chúng về Lâm gia, hơn nữa tặng ba huynh muội Lâm Ấu Huyên Huyền kiếm đế cấp, hắn đối với Dương Diệp đã có chút tò mò rồi. Hiện tại,
hắn gặp được Dương Diệp, đối với Dương Diệp, hắn đánh giá là tuổi trẻ khinh cuồng, thà gãy không cong, mặc dù có chút điên, nhưng nhiều khi lại hiểu được tiến thối. Tóm lại, nếu là địch nhân, nhất định phải nhất kích tất sát, bằng không thì, sẽ bị hắn điên cuồng trả thù, trọn đời không được bình an. Còn nếu là bằng hữu, sẽ đạt được một minh hữu cường đại. Lâm gia lựa chọn thứ hai. Lâm Thiên cười nói. Như vậy lão phu cũng cậy già lên mặt, tiểu tử, ba tiểu gia hỏa nhà ta cũng là tu kiếm, ngươi có thể chỉ điểm bọn hắn một chút hay không? Dương Diệp cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Hai người nhìn nhau cười cười. Tuy đồ đệ của ta không học kiếm, nhưng hy vọng đạt được Dương tiểu huynh ngươi chỉ điểm một chút. Lúc này, Thủy lão quỷ mang theo Tư Không Khánh đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói. Tư Không Khánh nhìn Dương Diệp ôm quyền, trong mắt tràn đầy kính ý. Đương nhiên không có vấn đề. Dương Diệp cười nói. Nhìn thấy Lâm gia cùng Thiên Lan Tông chủ động kết giao Dương Diệp, sắc mặt Nguyên lão khó coi. Mà đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, mấy tiểu tử nhà ta cũng hy vọng các hạ có thể chỉ điểm một chút. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Mà khi Nguyên lão thấy người nói chuyện, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Dạ gia gia chủ, dạ không. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Lan không nói. Dạ gia. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người lão giả hoa bào nói chuyện. Bên cạnh lão giả, còn có một lão giả áo đen, lão giả này hắn nhận thức, đúng là Dạ Danh đã từng đi Minh Ngục Đại Lục đuổi giết hắn. Lão giả hoa bào cùng Dạ Danh còn có toàn bộ người Dạ gia, kể cả mấy đại thế gia cùng hai đại tông môn ở bên cạnh đều đang nhìn. Dương Diệp. Dạ gia muốn cùng Dương Diệp giao hảo, Dương Diệp có thể đáp ứng hay không? Nếu như Dương Diệp không muốn, vậy bọn họ cũng chỉ có một con đường có thể lựa chọn, chính là tìm cơ hội không tiếc bất cứ giá nào tru sát Dương Diệp. Bởi vì, nếu Dương Diệp lớn lên, cái hậu quả này bọn hắn thừa nhận không nổi. Mà nếu như Dương Diệp đáp ứng, vậy thì đại biểu Dương Diệp không có ý tứ muốn cùng bọn họ không chết không ngớt. Mà bọn hắn, cũng chẳng khác nào nhiều hơn một lựa chọn, cái kia chính là cùng Dương Diệp giao hảo, nếu như có thể cùng Dương. Diệp kết làm minh hữu. Tiềm lực cùng thực lực của Dương Diệp đối với bọn họ mà nói không phải uy hiếp, mà là trợ lực. Kỳ thật một đường đi tới, kiến thức đến thiên phú cùng tiềm lực của Dương Diệp, rất nhiều thế gia cũng đã bắt đầu hối hận. Hối hận lúc trước bị ma quỷ ám ảnh đi tập sát Dương Diệp, giết Dương Diệp, xác thực có thể chia cắt kiếm minh, đạt được một ít lợi ích, còn có thể diệt trừ một cái uy hiếp. Nhưng bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực cùng tiềm lực của Dương Diệp, bởi vậy lợi ích không có được một chút. Trái lại hao binh tổn tướng vô số. Tiếp tục tập sát Dương Diệp. Cái kia cần trả một cái giá lớn bao nhiêu. Mà cái giá lớn này, tuyệt đối không phải một chút lợi ích có thể đền bù. Coi như là 1.000 vạn tử tinh thạch, cũng kém một cường giả hư giả cảnh. Mà chia cắt kiếm minh, bọn hắn có thể có được 1.000 vạn tử tinh thạch sao? Nhìn Nguyên gia, đã từng ẩn vực đệ nhất thế gia, mà bây giờ, cơ hồ biến thành yếu nhất rồi. Tóm lại. Đối với mấy đại thế gia mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không tiếp tục đối địch với Dương Diệp, bởi vì cái kia sẽ tiếp tục trả giá rất lớn, còn không nhất định có thể tru sát Dương Diệp. Mà bây giờ, Dạ gia đã biểu đạt thành ý của mình, chỉ xem Dương Diệp lựa chọn như thế nào mà thôi. Chọn như thế nào, cái này còn cần do dự sao? Dương Diệp không do dự, lập tức nhìn Dạ gia gia chủ Dạ không ôm quyền, cười nói. Tự nhiên không có vấn đề. Cùng mấy đại thế gia tiếp tục là địch, hắn não tàn mới làm như vậy. Thử nghĩ, dù hắn tru sát những thế gia cùng tông môn này, lại có thể được cái gì? Tử tinh thạch, khôi lỗi, địa bàn, những vật này với hắn mà nói, cũng không phải tất yếu. Mà nếu như hắn làm như vậy, hắn cũng cần trả giá rất nhiều, ví dụ như kiếm minh cùng thiên sát các sẽ chết rất nhiều người, hơn nữa hắn còn có thể lãng phí rất nhiều thời gian. Mà hắn bây giờ... đã không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở Minh Ngục Đại Lục. Nghe Dương Diệp nói, Dạ gia gia chủ còn có chút ít thế gia ở bên cạnh thở dài một hơi, bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn cũng không muốn cùng Dương Diệp chết chung. Bởi vì thật sự quá không đáng, trả giá vô số tánh mạng đi giết một người, đổi lấy lại là một chút lợi ích không có ý nghĩa, cách làm này không khỏi quá ngu xuẩn. Kỳ thật, nếu bọn hắn sớm biết Dương Diệp khủng bố như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghe Nguyên gia lừa dối đi tập sát Dương Diệp. Nguyên gia cùng Dương Diệp có thù không đội trời chung, nhưng bọn hắn không có a. Dạ gia gia chủ Dạ không nhìn Dương Diệp ôm quyền nói.
Sự tình lúc trước, Dạ gia ta sai trước, lão phu đại biểu Dạ gia xin lỗi các hạ, từ nay về sau, Dạ gia nguyện cùng Kiếm Minh kết làm minh hữu, công thủ hỗ trợ. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Sự tình quá khứ, xóa bỏ. Nghe Dương Diệp nói, bên cạnh lại có một lão giả đứng dậy nói. Lý gia ta cũng nguyện ý cùng Kiếm Minh kết làm minh hữu, công thủ hỗ trợ. Lão giả vừa nói xong, bên cạnh lại có một lão giả đứng ra nói. Ninh gia nguyện ý cùng Kiếm Minh kết làm minh hữu, công thủ hỗ trợ. Rất nhanh, trong tràng chỉ còn lại có Nguyên gia, Vân gia cùng với Tần gia không có bày tỏ thái độ. Ba nhà này không có tỏ thái độ cũng rất bình thường, một cái là Nguyên gia bị Dương Diệp cơ hồ muốn diệt tộc, còn có một là Vân gia bị Dương Diệp giết nhi tử, Tần gia thì bị Dương Diệp đánh chết hai hư giả cảnh, thù này, há nói buông liền có thể buông sao? Đặc biệt là Nguyên gia, Dương Diệp là cơ hồ diệt Nguyên gia a. Cùng Dương Diệp kết minh, dù bọn hắn nguyện ý, chỉ sợ Dương Diệp cũng sẽ không nguyện ý. Dương Diệp tự nhiên sẽ không nguyện ý cùng Tam gia kết minh. Bởi vì hắn không tin Tam gia này, hơn nữa hành vi của Tam gia này, cũng chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Đặc biệt là Nguyên gia cùng Tần gia, sở dĩ hắn đối địch ẩn vực thế gia, có thể nói Nguyên gia không thể bỏ qua công lao, mà Tần gia thì phái người đi Minh Ngục Đại Lục đánh Kiếm Minh, cái này với hắn mà nói, là tuyệt đối không thể tha thứ. Kỳ thật hắn cũng biết, dùng cừu hận giữa hắn cùng với Tam gia này, đối phương cũng không có khả năng cùng hắn hòa giải. Dù bọn hắn tỏ thái độ hòa giải, mục đích khẳng định cũng là vì mê hoặc hắn. Xa xa, nhìn thấy một màn trong sân, trong nội tâm Nhiếp Thanh lập tức buông lỏng, nàng lo lắng nhất là Dương Diệp cùng những thế gia này đột nhiên đánh nhau, cũng may hiện tại xem ra, loại tình huống này chắc có lẽ không xảy ra. Tuy còn có ba gia tộc không có tỏ thái độ cùng Dương Diệp hòa giải, nhưng ba gia tộc này thực lực đều yếu kém, chỉ cần Nhiếp gia ra mặt trấn nhiếp, bọn hắn tuyệt đối không dám sằng bậy. Đến Kình Thiên Phong rồi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người ngừng lại, nhìn xa xa, chỉ thấy phía chân trời đứng vững một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi khổng lồ không chỉ cao vút trong mây, còn rất rộng, dùng tầm mắt mọi người đều nhìn không tới độ rộng, nó như vô biên vô hạn. Nhỏ bé. Ở trước mặt Kình Thiên Phong, mọi người lần thứ nhất cảm giác mình có chút nhỏ bé. Huyền giả, đặc biệt là đến trình độ như mọi người ở đây, đưa tay có thể sơn băng địa liệt, thậm chí hủy thiên diệt địa. Nhưng mọi người đối với một ít quỷ phủ thần công của thiên nhiên, trong lòng vẫn còn có kính sợ. Bởi vì bọn hắn có thể hủy diệt những quỷ phủ thần công này, nhưng lại tạo không ra những quỷ phủ thần công này. Đi thôi. Thân hình Nhiếp Thanh khẽ động, mang theo mọi người bay về phía Kình Thiên Phong. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới đỉnh núi, đi vào đỉnh núi, mọi người có loại cảm giác đi vào đám mây, kỳ thật không phải cảm giác, mà là. Mọi người xác thực đã đi vào đám mây. Bởi vì đỉnh núi của Kình Thiên Phong đã chạm vào mây xanh, quét mắt nhìn, chung quanh đều là mây trắng phiêu động, nếu như ngẩng đầu nhìn, sẽ cho người một loại ảo giác, cái kia chính là thò tay là sờ được trời. Nhiếp Thanh mang theo mọi người đi tới biên giới của Kình Thiên Phong, từ trên đỉnh núi cúi đầu nhìn, phía dưới, một mảnh hoang vu, sau cánh đồng hoang vu, là sa mạc vô biên, ở cuối sa mạc, mơ hồ có thể thấy được vô số sơn mạch. Nhiếp Thanh chỉ cuối sa mạc nói. Bên kia, là địa bàn yêu tộc. Nói xong, nàng chỉ sa mạc cùng cánh đồng hoang vu phía dưới nói. Đây là vùng hòa hoãn giữa chúng ta cùng yêu tộc, chúng ta không thể để cho bọn hắn hủy diệt Kình Thiên Phong, bằng không Kình Thiên Phong vừa vỡ, đại quân yêu tộc không có bất kỳ trở ngại, bọn hắn tiến quân thần tốc, khi đó nhân tộc xong. Thế lực yêu tộc như thế nào? Lúc này, Lâm gia gia chủ Lâm Thiên hỏi. Nhiếp Thanh lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm. Bởi vì từ khi yêu tộc thống nhất, chúng ta phái người đi chưa trở về qua. Chúng ta cũng phái cường giả hư giả cảnh đi tìm hiểu tin tức, nhưng chúng ta phái cường giả hư giả cảnh mới vừa gia nhập sa mạc đã bị phát hiện. Nếu như không phải rút lui kịp thời, chỉ sợ đã chết thảm. Ta cảm thấy, chúng ta nên tiếp tục phái người tiến đến. Đúng lúc này, Nguyên lão bỗng nhiên nói. Chúng ta đối với thực lực của yêu tộc một chút cũng không rõ ràng, loại tình huống này. Nếu như bọn hắn đột nhiên tiến công, nhất định sẽ đánh chúng ta trở tay không kịp. Cho nên ta đề nghị tiếp tục phái người đi tìm hiểu tin tức, ít nhất phải thăm dò chi tiết của yêu tộc. Nhiếp Thanh khẽ lắc đầu nói. Nhiếp gia ta tự nhiên biết rõ điểm ấy, nhưng coi như hư giả cảnh công phu ẩn nấp tốt nhất của Nhiếp gia ta, còn không có tiến vào địa bàn yêu tộc đã bị phát hiện.
Nguyên lão nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Muốn nói công phu ẩn nấp, ai vượt qua Kiếm Minh minh chủ Dương Diệp? Phải biết, lúc trước 4 năm cường giả hư giả cảnh chúng ta đuổi theo giết hắn, ngay cả bóng dáng của hắn cũng không gặp. Nghe Nguyên lão nói, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, tuy tất cả mọi người biết Nguyên lão là cố ý nhằm vào Dương Diệp, muốn mượn đao giết người, nhưng không thể không nói, Nguyên lão nói vẫn có đạo lý. Bởi vì so công phu ẩn nấp, trong chàng không người nào có thể vượt qua Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp nguyện ý đi không? Nếu ở trong địa bàn yêu tộc bị phát hiện, cái kia thật đúng là thập tử vô sinh rồi. Lúc này, Nguyên lão lại nói. Đương nhiên, tiến về nội địa yêu tộc là gặp nguy hiểm, nhưng vì nhân tộc, một chút nguy hiểm lại được coi là cái gì? Ngươi nói đúng không, Dương Minh Chủ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười cười nói. Đương nhiên, như vậy đi, xin mời Nguyên lão cùng ta tiến đến, chúng ta cùng một chỗ vì nhân tộc ra sức, như thế nào? Công phu ẩn nấp của ta không tốt bằng Dương Minh Chủ. Nguyên lão lạnh nhạt nói. Dương Diệp cười nói. Cái này không sao, ta có thể giúp ngươi ẩn nấp. Ta và ngươi cùng một chỗ ẩn nấp, muốn đi vào yêu tộc, còn không phải chuyện dễ dàng. Nguyên lão nheo mắt, giúp hắn ẩn nấp, có lẽ Dương Diệp có thể làm được, nhưng một khi tiến vào yêu tộc, Dương Diệp chuồn mất, vậy hắn chẳng phải là bị yêu tộc vây công. Thấy Nguyên lão không nói lời nào, thần sắc của Dương Diệp lạnh dần nói. Như thế nào, đến thời điểm ngươi vì nhân tộc kính dâng liền ách rồi hả? Nguyên lão lạnh lùng nói. Nếu Dương Minh Chủ không muốn đi, nói rõ là được, làm gì tìm những lý do này qua loa tắc trách? Không. Ngươi đi ta liền đi, như thế nào? Dương Diệp cười lạnh. Nguyên lão nhíu mày, trong mắt hàn mang lập lòe, không nói gì. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên mỉa mai nói. Ngươi muốn quang minh chính đại tới giết ta, ta còn xem trọng ngươi vài phần, chơi những thủ đoạn hạ lưu này, ta cũng cảm thấy hổ thẹn thay ngươi. Bị Dương Diệp ở trước mặt mọi người đối đãi như vậy, Nguyên lão tức đến sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, trên người không ngừng tản ra từng đạo khí thức cuồng bạo. Lúc này, Dương Diệp lại mỉa mai nói. Muốn động thủ, cho ngươi 100 lá gan, ngươi dám động sao? Thanh âm rơi xuống, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Dương Diệp là đang ép Nguyên lão động thủ. Xác thực, Dương Diệp là đang ép Nguyên lão động thủ, chỉ cần Nguyên lão động thủ, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết Nguyên lão. Cho dù Nhiếp Thanh ngăn cản, hắn cũng muốn chém giết đối phương. Bởi vì là đối phương động thủ trước, hơn nữa, dù giết không được đối phương, hắn cũng muốn đối phương trả giá thật nhiều. Bởi vì một khi Nguyên lão động thủ, vậy hắn có thể dùng cái cớ này để cho Nhiếp gia trừng phạt Nguyên lão, nếu như Nhiếp gia không trừng phạt Nguyên lão, hoặc trừng phạt nhẹ, vậy hắn liền có lý do không tuân thủ quy định tạm thời dừng tay của Nhiếp gia. Nói ngắn lại, chỉ cần Nguyên lão dám động thủ, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương vẫn lạc. Sở dĩ hắn không động thủ trước, là vì không có nắm chắc có thể một kích tất sát Nguyên lão, một khi hắn không thể một kích tất sát đối phương, Nhiếp gia nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản hắn, hơn nữa sẽ bởi vì mặt mũi đứng ở bên Nguyên gia, khi đó cục diện biến thành không thể vãn hồi, nếu như chỉ một mình hắn, hắn ngược lại không sợ, nhưng hiện tại sau lưng hắn còn có Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các. Lúc này để Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các không duyên cớ đắc tội một cường địch, đúng là không khôn ngoan. Nghe Dương Diệp khích tướng, Nhiếp Thanh biến sắc. Nàng làm sao không biết suy nghĩ của Dương Diệp. Một khi Nguyên lão động thủ trước, khi đó Nhiếp gia không có lý do gì ngăn cản Dương Diệp xuất thủ, mà một khi cho Dương Diệp lý do, như vậy Nguyên lão không chết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thanh muốn nói chuyện, nhưng lúc này, Nguyên lão đột nhiên thu khí thế lại, khẽ cười nói. Tuy lão phu rất muốn cùng Dương Minh chủ luận bàn một chút, nhưng hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Lão phu có thế nào vì bản thân tự dục mà để cho tộc ta tốn thất một vị thiên tài? Rõ ràng là không dám động thủ, còn nói dễ nghe như vậy. Lúc này, Lâm Ấu Huyên ở một bên nhếch miệng, nói khẽ. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng tất cả mọi người đều nghe được. Nguyên lão nguyên bản còn tươi cười trong chốc lát âm trầm lên, hắn nhìn về phía Lâm Ấu Huyên, nhưng Lâm Thiên lại kéo Lâm Ấu Huyên về phía sau, sau đó nhìn Nguyên lão ôm quyền nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, có chỗ đắc tội, kính xin Nguyên huynh rộng lòng tha thứ. Nguyên lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Thiên, không nói gì. Một bên,
Dương Diệp nhún vai nói. Trước kia có người nói ta vô sỉ, ta cảm thấy, ta vô sỉ so với Nguyên tiền bối vẫn chênh lệch rất nhiều a. Nguyên lão hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Dương Diệp cũng không có hứng thú cùng đối phương đánh võ miệng, lập tức lui qua một bên. Tuy trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng không sao, muốn giết đối phương, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Một bên Nhiếp Thanh thở dài một hơi, nàng nhìn Dương Diệp một cái, trước kia nàng còn cảm thấy người này dễ ở chung, không nghĩ tới bây giờ đã bắt đầu nháo sự, hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn, về sau khẳng định còn có thể nháo sự. Nhiếp Thanh thu hồi suy nghĩ, lắc đầu nói. Chư vị, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, nhân tộc chúng ta thật sự không thể nội đấu, ân oán cá nhân, kính xin tạm thời bỏ xuống, đợi đánh lui yêu tộc, mọi người muốn giải quyết như thế nào, Nhiếp gia ta quyết không nhúng tay. Nhưng hiện tại, kính xin mọi người dùng đại cục làm trọng. Nói xong, nàng nhìn lướt qua mọi người nói. Đi thôi, Nhiếp gia gia chủ muốn gặp chư vị. Nói xong, quay người đi về phía xa xa. Nguyên lão nhìn bọn người Dương Diệp một cái, sau đó đi theo. Hiện tại hắn cũng đã nhìn ra, Dương Diệp là muốn giết hắn, một khi cho Dương Diệp cơ hội, Dương Diệp là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu như là trước kia, hắn tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại, ba đại thế gia cùng ba đại tông môn đã đứng ở bên Dương Diệp, bên hắn chỉ còn lại có bốn hư giả cảnh, hơn nữa Vân gia cùng Tần gia còn không nhất định sẽ giúp hắn. Cho nên, hiện tại vạn lần không thể cho Dương Diệp cơ hội, bằng không thì Kình Thiên Phong vô cùng có khả năng chính là nơi táng thân của hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nguyên lão theo sát Nhiếp Thanh, cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo mọi người đi theo. Đi một hồi, một thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người, thành trì cũng không phải rất lớn, nhưng không nhỏ, không sai biệt lắm có thể chứa mấy ngàn vạn người. Mới vừa vào thành, liền có 15 đạo thần thức đảo qua ở trên thân mọi người. Toàn bộ là cường giả hư giả cảnh. 15 vị hư giả cảnh. Tất cả mọi người biến sắc, mặc dù biết Nhiếp gia rất mạnh, nhưng mọi người không ngờ, Nhiếp gia vậy mà có được 15 vị cường giả hư giả cảnh, hơn nữa cái này còn có thể chỉ là mặt ngoài, thực lực chân chính của Nhiếp gia, khả năng không chỉ 15 vị hư giả cảnh. Giờ khắc này, một ít thế gia nguyên bản còn có chút ngạo khí, lập tức thu liễm ngạo khí của mình. Đồng dạng là thế gia, Nhiếp gia này so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Thần sắc của Dương Diệp cũng ngưng trọng, hắn không nghĩ đến thực lực của Nhiếp gia khủng bố như vậy, 15 vị hư giả cảnh, đây cũng không phải đế giả, mà là hư giả cảnh. Có thể nói, trừ khi Tam Tông Sáu Thành tăng thêm Thiên Sát Các liên hợp lại, bằng không thì, căn bản không cách nào chống lại Nhiếp gia. Rất nhanh, một đoàn người đi tới Hạo Nhiên Điện. Mới vừa vào điện, một lão giả mặc hoa bào tiến nhập trong tầm mắt của mọi người. Đây là Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thanh giới thiệu xong, sau đó đi tới bên cạnh lão giả hoa bào, không nói chuyện. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người Nhiếp Thiên. Thâm bất khả trắc. Đây là cảm giác của tất cả mọi người lúc này. Dương Diệp nhíu mày, vẻ ngưng trọng càng đậm đặc, thực lực lão giả trước mắt này, tuyệt đối trên Nguyên lão cùng Vạn Túc Công. Bởi vì lão giả trước mắt này cho hắn cảm giác nguy hiểm, mà Nguyên lão lại không có cho hắn loại cảm giác này. Nhiếp Thiên nhìn đám người Dương Diệp, cười nói. Hoan nghênh chư vị đi vào Kình Thiên Phong. Mọi người cũng không dám lãnh đạm cường giả bực này, vội vàng ôm quyền chào hỏi. Hàn huyên một hồi, Nhiếp Thiên nói. Chư vị, hiện tại tình cảnh của nhân tộc chắc hẳn mọi người cũng tin tưởng, ta không nói thêm cái gì. Một khi Kình Thiên Phong bị yêu tộc công phá, nhân tộc tất phong. Cho nên vì nhân tộc, chúng ta phải giữ vững Kình Thiên Phong. Đương nhiên, ta biết rõ trong nội tâm mọi người khẳng định có chỗ cố kỵ Nhiếp gia ta sẽ lấy mọi người làm bia đỡ đạn, ta có thể nói cho chư vị, ngày sau nếu phát sinh đại chiến, cường giả Nhiếp gia ta đứng ở phía trước nhất, nếu chết, người Nhiếp gia ta chết trước. Nghe Nhiếp Thiên nói, rất nhiều người bắt đầu kính nể, nói thực ra, trong lòng rất nhiều người có chút hổ thẹn, bởi vì như Nhiếp Thiên nói, trước kia bọn hắn xác thực có chút cố kỵ Nhiếp gia gọi bọn họ tới là để làm bia đỡ đạn. Nhưng hiện tại, người ta lại muốn cho người mình xông ở phía trước, dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, không thể không nói, Nhiếp Thiên rất biết lôi kéo nhân tâm. Bởi vì những lời này, người của Tam Tông Sáu Thành đề phòng Nhiếp gia sẽ giảm bớt rất nhiều. Có thể nói, lão giả trước mắt này không phải đại thiện chính là đại ác. Lúc này, ánh mắt Nhiếp Thiên đột nhiên rơi vào trên người Dương Diệp, hắn đánh giá Dương Diệp một cái, cười nói.
Không tệ không tệ, không nghĩ tới ẩn vực xuất hiện nhân vật tuyệt thế như tiểu hữu. Đáng tiếc, nếu như tiểu hữu sinh ra sớm 10 năm, yêu tộc sẽ không dám xâm phạm tộc ta. Nghe vậy, sắc mặt mọi người biến hóa, hiển nhiên, đều không nghĩ tới Nhiếp Thiên cho Dương Diệp đánh giá cao như vậy. Dương Diệp cười cười nói. Tiền bối quá khen. Chưa từng quá khen. Nhiếp Thiên lắc đầu nói. Tiểu hữu kỳ tài ngút trời, không kém kiếm vô cực tiền bối năm đó, nếu cho tiểu hữu 10 năm, đại lục sẽ không có bất kỳ người nào là đối thủ của tiểu hữu. Cho dù là hiện tại, đại lục có thể giết tiểu hữu, chỉ sợ không cao hơn 3 người. Dương Diệp cười nói. Trong 3 cái này, tiền bối tính toán một cái, đúng không? Nhiếp Thiên nhìn Dương Diệp mấy tức, sau đó cười nói. Tiểu hữu thực lực cường hãn, lão phu cũng không nắm chắc có thể chiến thắng. Nói xong, lời nói hắn xoay Chu Yển. Nghe nói phương pháp ẩn nấp của tiểu hữu có chỗ độc đáo, cho dù là cường giả hư giả cảnh cũng không thể phát giác, có thật không? Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, sau đó nhẹ gật đầu nói. Ở phương diện ẩn nấp, ta xác thực có chút công phu. Tiểu hữu có nguyện thay nhân tộc ta tiến về yêu tộc tìm hiểu chi tiết hay không? Nhiếp Thiên hỏi. Dương Diệp nhìn Nhiếp Thiên, biểu lộ của Nhiếp Thiên chân thành tha thiết, trong mắt còn mang theo một tia khẩn cầu. Nhìn Nhiếp Thiên nửa ngày, Dương Diệp cười nói. Đi yêu tộc tìm hiểu tin tức, không phải là không thể được, chỉ là, ngươi cũng thấy đấy, ta mới bán đế, nếu đi, nguy hiểm vô cùng. Ta nghĩ tiền bối hẳn không phải là cố ý để cho ta đi chịu chết, đúng không? Nhiếp Thiên cười cười nói. Ta như thế nào sẽ để cho tiểu hữu đi chịu chết? Chỉ là, tiểu hữu có lẽ cũng minh bạch, ngoại trừ tiểu hữu, mặc kệ người phương nào tiến về yêu tộc, khả năng đều bị phát hiện, nếu như ta có thể đi, ta khẳng định sẽ đi, nhưng ta bị vị kia của yêu tộc thời khắc nhìn chằm chằm, chỉ cần ra Kình Thiên Phong, đối phương sẽ lập tức tìm tới. Cho nên, ta sợ chết. Dương Diệp lắc đầu nói. Đi, nếu như bị phát hiện, dùng thực lực của ta, thập tử vô sinh, ta sợ chết, tiền bối mời cao nhân khác đi. Dáng tươi cười trên mặt Nhiếp Thiên cứng ngắc, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ nói như vậy, đừng nói hắn, những người khác cũng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ nói như vậy. Sợ chết, không thể không nói, có chút nát. Trầm mặc nửa ngày, dáng tươi cười trên mặt Nhiếp Thiên lại khôi phục nói. Tiểu hữu, nhân tộc cần ngươi trợ giúp. Ta cũng cần nhân tộc trợ giúp. Dương Diệp nói. Nhiếp Thiên nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Không biết tiểu hữu cần trợ giúp gì, nói ra nghe một chút, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định làm. Dương Diệp giang tay ra nói. Tiền bối cũng nhìn thấy, vãn bối ngay cả đồ vật phòng thân cũng không có, đi yêu tộc, nếu như bị phát hiện, ngươi xem. Ngươi không phải có u linh thuẫn của nguyên gia ta sao, sao nói không có vật phòng thân? Một bên, nguyên lão lạnh lùng nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nguyên lão nói. Nếu ta giống như ngươi sống hơn một vạn năm, đừng nói một yêu tộc, ngay cả cấm chế kia ta cũng tiện tay phá nát. Ngươi! Nguyên lão chán nản, nhưng Dương Diệp lại khoát tay áo nói. Đừng ngươi ngươi ta, không dám đi yêu tộc, thì câm miệng của ngươi lại. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên nói. Nhiếp tiền bối, ta thật sự rất sợ chết, nếu như tánh mạng không có bảo đảm, người đánh chết ta cũng sẽ không đi yêu tộc. Nhiếp Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói. Tiểu hữu băn khoăn cũng phải. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một vật phẩm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Vật ấy, không biết tiểu hữu có thỏa mãn không? Nhìn vật phẩm kia, Dương Diệp ngẩn người, sau đó nghiêm mặt nói. Vì nhân tộc, Dương Diệp ta nguyện ý lên núi đao, xuống biển lửa, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Ở trước mặt Dương Diệp chính là một đôi cánh, cánh do từng mảnh lân phiến thật nhỏ chế tạo thành, những lân phiến này toàn thân trong suốt, bóng loáng như gương, tựa như một cái gương. Hư cấp! Nhìn thấy đôi cánh này, trong nội tâm mọi người đều cả kinh, hiển nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ cầm bảo vật hư cấp đi ra cho Dương Diệp, cái này cũng quá hào phóng đi. Ngay cả Nhiếp Thanh cũng không nghĩ tới, ở trong mắt, ngoại trừ khiếp sợ còn có nghi hoặc. Cảnh này tên Thuận Không Chi Dực, do lân phiến của Thượng Cổ Phượng Hoàng cùng mảnh vỡ không gian tổ hợp thành, dùng tốc độ của tiểu hữu, mang lên cánh này, coi như là lão phu cũng đuổi không kịp ngươi. Nhiếp Thiên cười nói.
Hiện tại có lẽ tiểu hữu không còn lo lắng ha. Đương nhiên. Dương Diệp cười cười, sau đó do dự một chút nói. Nhiếp tiền bối, lần này vãn bối đi yêu tộc, những thuộc hạ của ta ngươi cũng biết, có người cùng vãn bối là sinh tử đại thù, một khi ta rời đi, vạn nhất người ta. Nhiếp Thiên cười nói. Yên tâm, ai dám động đến người Thiên Sát Các, là tử đờ dịch của Nhiếp gia ta. Dương Diệp nhìn Nhiếp Thiên mấy tức, sau đó cười nói. Ngày mai ta sẽ xuất phát. Chúng ta chờ tin tức tốt của ca tiểu hữu. Nhiếp Thiên cười nói. Ta đi chuẩn bị một chút. Dương Diệp nói xong, nhìn Nhiếp Thiên ôm quyền, sau đó mang theo người Thiên Sát Các quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, trên mặt Nhiếp Thiên như trước mang theo dáng tươi cười, nhưng trong mắt lại nhiều một tia ý tứ hàm xúc không hiểu. Ly khai Hạo Nhiên Điện, rất nhanh liền có một trung niên đi tới trước mặt đám người Dương Diệp nói. Chư vị, tại hạ quản sự Nhiếp gia, vâng lệnh tộc trưởng, mang chư vị tiến về trước chỗ nghỉ ngơi. Nói xong, hắn quay người bay vút đi. Đám người Dương Diệp lập tức đi theo, rất nhanh, ở dưới trung niên dẫn dắt, mọi người đi tới một ngọn núi nhỏ, ở trên đỉnh núi chỉ có một cung điện. Trung niên đưa đám người Dương Diệp tới trước cung điện, nhìn đám người Dương Diệp ôm quyền, sau đó xoay người biến mất ở phía chân trời. Tiến vào đại điện, Dương Diệp nhìn về phía Tử Nhi khẽ gật đầu, hai tay nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, không gian chung quanh rung rung, một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Không gian đã gia cố, không có thần thức người nào có thể quét đến nơi đây, dù có, ta cũng có thể cảm nhận được. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua đám người Thiên Lan không nói. Có cái gì muốn hỏi hay không? Không. Thiên Lan không trầm giọng nói. Là có điểm gì là lạ? Thủy Lâm Lang cũng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng thấy không đúng. Nhiếp Thiên kia vì để cho hắn đi yêu tộc. Vậy mà không tiếc lấy ra bảo vật hư cấp, đối phương thật vì nhân tộc đại nghĩa. Dù sao hắn là không tin tưởng lắm, nhưng nếu như đối phương có mục đích khác, như vậy mục đích này là cái gì? Giết hắn. Cũng không có lý do này, bởi vì hắn cùng Nhiếp gia tầm đó, không có cửu hận gì. Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp vung tay, lấy thuấn không chi dực ra, hắn nhìn về phía Tử Nhi nhẹ gật đầu, tay đặt ở trên thuấn không chi dực. Hồi lâu, Tử Nhi biến sắc. Nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Có vấn đề. Quả nhiên. Dương Diệp nhíu mày hỏi. Vấn đề gì? Tử Nhi trầm giọng nói. Ở trong chút hít mảnh vỡ không gian, có một cấm chế, che giấu vô cùng sâu, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không phát giác được. Hừ, lão gia hỏa này, vậy mà muốn ám hại ngươi. Cấm chế gì? Dương Diệp hỏi. Tử Nhi khẽ lắc đầu nói. Ta không biết. Bất quá đơn giản là hai loại, một là khống chế ngươi, hai là hủy diệt ngươi. Sắc mặt Dương Diệp âm trầm lên, hắn cùng với Nhiếp gia không oán không cừu, vậy mà Nhiếp Thiên muốn hại hắn. Chỉ là hắn không rõ, tại sao đối phương phải làm như vậy. Hắn hẳn là muốn khống chế ngươi. Lúc này, Thiên Lan không bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan không, ra hiệu nàng nói tiếp. Thiên Lan không trầm giọng nói. Ai cũng biết. Dùng thiên phú cùng tiềm lực của ngươi, ngày sau nhất định là một vị cường giả tuyệt thế. Nếu như Nhiếp gia có thể khống chế ngươi, vậy thì ý nghĩa ngày sau Nhiếp gia nhiều một vị cường giả tuyệt thế. Ta suy đoán, đây không đơn thuần là một cấm chế khống chế, còn là một cấm chế hủy diệt, một khi ngươi đối địch Nhiếp gia, vậy bọn họ có thể đánh đòn phủ đầu. Nói đến đây, Thiên Lan không nhìn về phía Dương Diệp nói. Thiên phú cùng tiềm lực của ngươi để cho người kiêng kỵ. Cử động lần này của Nhiếp gia là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Về phần bảo vật hư cấp, ha ha, nếu như có thể khống chế ngươi, đừng nói một kiện bảo vật hư cấp, dù 10 kiện hắn cũng cam lòng cho. Lúc này Thủy Lâm Lang cũng nói. Nếu như ta không đoán sai, kỳ thật Nhiếp Thiên kia đã sớm đoán được ngươi sẽ không dễ dàng đáp ứng đi yêu tộc, cho nên trước đó hạ cấm chế ở trong thuấn không chi dực, sau đó chờ ngươi ra điều kiện, kỳ thật. Coi như ngươi không đề cập tới điều kiện, đối phương khẳng định cũng sẽ tìm lý do cho ngươi. Tốt một cái Nhiếp gia. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên cười lạnh, nguyên tắc làm người của hắn là người không phạm ta không phạm người, Nhiếp gia này âm hắn, việc này hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Bọn người Thiên Lan không trầm mặc, đừng nói Dương Diệp có thù tất báo, coi như là trong lòng các nàng cũng có chút khó chịu. Hiện tại Dương Diệp đại biểu là Thiên Sát Các.
cử động lần này của Nhiếp gia chẳng khác gì miệt thị thiên sát các. Thế nhưng các nàng cũng tin tưởng, dù biết âm mưu của Nhiếp gia, bọn hắn cũng không thể làm gì. Bởi vì lúc này thực lực của thiên sát các căn bản kém Nhiếp gia. Dương Diệp tự nhiên sẽ không hiện tại liền giết đến Nhiếp gia, hắn còn không có ngốc đến loại trình độ này. Hắn hiện tại, sau lưng có Kiếm Minh cùng thiên sát các, làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ mang đến tai nạn hủy diệt cho thiên sát các cùng Kiếm Minh. Thuấn không chi dực này người còn mang sao? Lúc này, Thiên Lan không hỏi. Đương nhiên mang. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười nói. Đây chính là hư cấp, sao lại không mang? Nhưng cấm chế kia. Thiên Lan không nói khẽ. Dương Diệp lắc đầu nói. Việc nhỏ. Với hắn mà nói, cấm chế kia xác thực là chuyện nhỏ, chỉ cần đặt vào trong vòng xoáy, cấm chế gì cũng hóa thành hư vô. Bất quá hắn không có trực tiếp để cho vòng xoáy nhỏ diệt cấm chế, bởi vì nếu như hiện tại cấm chế mất mà nói, sẽ đánh rắn động cỏ. Dù sao chỉ cần hắn cùng với Thuấn Không Chi Dực thành lập lên tinh thần liên hệ, hắn có thể trong nháy mắt đưa Thuấn Không Chi Dực đến vòng xoáy nhỏ, cho nên hắn căn bản không sợ đối phương đột nhiên thúc giục cấm chế. Không do dự, Dương Diệp cong ngón búng ra, một tia máu tươi chui vào Thuấn Không Chi Dực, khi máu tươi tiến vào Thuấn Không Chi Dực, nó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp tâm niệm vừa động, ở hai bên bả vai hắn lập tức xuất hiện một đôi cánh, sau đó cả người hắn bay lên. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong chốc lát, toàn bộ đại điện đều là thân ảnh của Dương Diệp, kỳ thật là tàn ảnh, nhưng vì quá nhanh, cái này khiến tàn ảnh thoạt nhìn giống như Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, đám người Thiên Lan không trực tiếp ngây dại. Tốc độ của Dương Diệp cũng đã cực kỳ khủng bố, bây giờ tăng thêm cánh này, có thể nói, nếu như nói Dương Diệp bay, như vậy tốc độ của hư giả cảnh là đi bộ. Đơn giản mà nói, hiện tại tốc độ của Dương Diệp đã vung cường giả hư giả cảnh mấy con phố rồi. Sau nửa ngày, Dương Diệp ngừng lại, nhìn những tàn ảnh vẫn còn như thực chất ở trong tràng, trong mắt Dương Diệp có một tia hưng phấn. Tốc độ của hắn bây giờ, thật là nghiền áp cường giả hư giả cảnh. Có thể nói, nếu như hiện tại hắn đi ám sát một gã cường giả hư giả cảnh, cái kia thật là không cần tốn nhiều sức. Coi như là nguyên lão, hắn cũng có 7-8 phần nắm chắc một kích tất sát đối phương. Dù không ám sát, chính diện cùng đối phương giao thủ, bằng vào Thuấn Không Chi Dực còn có U Linh Thuấn, hắn cũng có nắm chắc chiến thắng đối phương, thậm chí đánh chết đối phương. Thực lực không đủ, trang bị bổ sung. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái, không thể không nói, Dương Diệp có U Linh Thuẫn và cái cánh này, hoàn toàn là muốn thành thần rồi. Đặc biệt là Dương Diệp cũng am hiểu ám sát, có thể nói, coi như là thiên sát các chủ tái sinh, ở phương diện ám sát cũng xa xa không bằng Dương Diệp. Không có biện pháp, khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định, kỹ xảo gì cũng là mây bay. Dương Diệp thu cánh vào, sau đó nhìn về phía Thiên Lan không nói. Trong khoảng thời gian ta ly khai này, các ngươi phải cẩn thận, không thể có chút lười biếng, hiểu không? Ngươi muốn đi yêu tộc? Thiên Lan không hỏi. Đương nhiên phải đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật chính hắn cũng muốn đi yêu tộc nhìn xem thực lực yêu tộc. Nếu như thực lực yêu tộc thật sự vượt qua nhân tộc rất nhiều, vậy hắn nhất định phải vì thiên sát các cùng Kiếm Minh tính đường lui. Mọi thứ, phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thiên Lan không nói. Chỉ cần ngươi không gặp chuyện không may, chúng ta sẽ rất an toàn. Dương Diệp cười nói. Yên tâm, hiện tại đã có cái cánh này, dù ở trong yêu tộc bị phát hiện, ta đều có lòng tin trốn về. Cẩn thận. Thiên Lang không nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, lại khai báo một sự tình, sau đó để cho bọn người Thiên Lang không lui ra ngoài. Trong tràng chỉ còn lại Dương Diệp cùng Tử Nhi, còn có Tiểu Bạch đang ngủ. Ngươi không phải là không muốn mang ta đi chứ? Tử Nhi bỗng nhiên nói. Dương Diệp cười cười, sau đó kéo tay Tử Nhi nói. Ta từng nói qua, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi một mình. Dù chết, chúng ta cũng cùng một chỗ. Tử Nhi đi đến trước mặt Dương Diệp, sau đó ôm lấy Dương Diệp, nói khẽ. Ta cũng sẽ không để ngươi bỏ lại ta. Dương Diệp coi nàng là người thân nhất, nàng không phải cũng như thế sao? Dương Diệp cúi đầu hôn Tử Nhi một cái nói. Vĩnh viễn sẽ không. Dương Diệp vừa nói xong, Tử Nhi đột nhiên ngẩng đầu, sau đó hai tay ôm cổ của hắn, hai cánh môi chạm vào nhau. Thân thể Dương Diệp cứng đờ, lúc này Tử Nhi lại vội vàng buông lỏng ra hắn,
sau đó cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, như ở dưới ánh nắng chiều. Nhìn Tử Nhi thẹn thùng, Dương Diệp cười ha ha, sau đó ôm nàng nói. Đi, chúng ta đi yêu tộc. Trời tờ mờ sáng, Dương Diệp mang theo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đi ra Kình Thiên Phong. Trong Hạo Nhiên Điện, Dương Diệp đã ra. Bên cạnh Nhiếp Thiên, Nhiếp Thanh nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Thuấn Không Chi Dực kia chính là chí bảo của Nhiếp gia ta, cũng là. Nhiếp Thanh muốn nói lại thôi. Nhiếp Thiên khoát tay áo nói. Một bảo vật đổi một cường giả tương lai, chúng ta buôn bán lời. Đi qua bình nguyên, xuyên qua sa mạc, Dương Diệp tiến vào trong núi lớn mênh mông. Để cho Dương Diệp ngoài ý muốn là, một đường đi tới, hắn vậy mà không có gặp phải một yêu thú nào. Dù tiến vào trong núi lớn, hắn cũng không có gặp được yêu thú. Đây chỉ là biên giới. Bên cạnh Dương Diệp, Tử Nhi nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cuối tầm mắt, đều là núi cao phập phồng không ngớt, một tòa đón lấy một tòa, so với Kình Thiên Sơn mạch còn muốn dài, còn muốn lớn hơn. Trầm mặc một lát, Dương Diệp nói. Chúng ta đi. Nói xong, hắn nắm tay Tử Nhi bay đi. Lúc này hắn đã lợi dụng kiếm vực ẩn nặc mình cùng Tử Nhi, Tiểu Bạch, đồng thời mình cũng thời khắc đề phòng chung quanh. Trong mấy ngàn dặm, chỉ cần có bất luận khác thường gì, hắn đều có thể phát giác. Yêu tộc có thể làm cho Nhiếp gia kiêng kỵ như vậy, thực lực là kinh khủng cỡ nào, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Nếu như yêu tộc thật sự rất cường đại, người sẽ làm như thế nào? Tử Nhi nhẹ giọng hỏi. Chạy. Dương Diệp không chút do dự trả lời. Nếu yêu tộc đồ sát nhân đơn loại thì sao? Tử Nhi lại hỏi. Dương Diệp trầm mặc. Nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó vạn nhất thật sự đánh nhau, mà một khi nhân tộc bị thoát, xác định vững chắc tránh không được sẽ bị tàn sát. Đồng dạng, nếu như yêu tộc thua, cũng rơi vào kết cục bị nô dịch hoặc đồ sát. Không phải tộc ta, chắc chắn sinh dị tâm, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, hoặc chủng tộc khác, đều là như thế. Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp nói. Tử Nhi, ngươi phải hiểu được, ta không có năng lực làm chúa cứu thế. Nếu như loạn thế tiến đến, ta có thể làm, chỉ là hết sức bảo trụ người một nhà. Nếu như ta là kiếm vô cực năm đó, ta sẽ không vì Minh Ngục Đại Lục mà hy sinh, ta sẽ mang theo người của kiếm thần cung ly khai Minh Ngục Đại Lục. Trong lòng ta, người một nhà vĩnh viễn ở vị trí thứ nhất. Nếu như dưới tình huống có năng lực, ta không ngại làm chúa cứu thế một hồi, nhưng không có năng lực còn đi làm chúa cứu thế, hại chết không chỉ là mình, còn có thân nhân, bằng hữu, thuộc hạ của mình. Tử Nhi nắm chặt tay Dương Diệp, đầu khẽ tựa vào bờ vai hắn nói. Ta chính là không thích người đi làm anh hùng, kết cục của anh hùng, thường thường đều rất thê thảm, không chỉ mình thê thảm, thân nhân bằng hữu của bọn hắn cũng như thế. Dương Diệp cười cười nói. Ta chính là một người ích kỷ. Ta thích người ích kỷ. Tử Nhi nói khẽ. Dương Diệp cười ha ha, mang theo Tử Nhi tốc độ nhanh hơn, lao về phía Đại Sơn. Lướt qua không biết bao nhiêu ngọn núi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, Tử Nhi cũng nhíu mày. Hai người nhìn nhau, sau đó tốc độ chậm lại, khi hai người bay qua một ngọn núi trước mặt, trực tiếp bị một màn chấn trụ. Ở trước mặt bọn họ, dưới chân núi, là một đám yêu thú hình thể cao lớn, những yêu thú này hình dáng như trâu, nhưng chỉ có hai chân, người đứng thẳng. Thân hình cao lớn, khoảng chừng ba trượng, toàn thân bọc lấy một tầng lân giáp màu đen dày đặc. Dương Diệp nhìn lướt qua, những yêu thú này khoảng chừng 1000, mỗi một cái đều là đế giả. Hơn nữa để cho Dương Diệp khiếp sợ là, trên người những yêu thú này mặc lân giáp, vậy mà đều là chuẩn đế cấp. Bản thân yêu thú phòng ngự cũng đã nghịch thiên, tăng thêm những lân giáp chuẩn đế cấp này, như vậy phòng ngự kinh khủng cỡ nào. Đương nhiên, đối với cường giả hư giả cảnh mà nói, không coi là cái gì, nhưng nếu như đế giả nhân loại đụng phải những yêu thú này, không cần phải nói, ngoại trừ một ít yêu nghiệt, đế giả còn lại, đừng nói chiến thắng những yêu thú này. Có thể phá phòng thủ hay không cũng là vấn đề. Lúc này, một đạo khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, Dương Diệp ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở trước mặt bầy yêu thú xuất hiện một yêu thú mặc lân giáp màu bạc, yêu thú này cùng đám yêu thú kia hình dạng không sai biệt lắm, nhưng hình thể lại gấp ba yêu thú bình thường, hơn nữa trên người mặc lân giáp màu bạc cũng là đế cấp. Yêu thú hư cấp, giống, nhìn thấy yêu thú mặc ngân giáp, những yêu thú mặc lân giáp màu đen lập tức giống lên. Thanh âm tựa như tiếng sấm, chấn ngọn núi xung quanh không ngừng rung động. Yêu thú ngân giáp giơ tay phải lên,
trong chàng lập tức yên tĩnh lại, sau đó Huyên Thuyên không biết nói cái gì. Dương Diệp tự nhiên nghe không hiểu ngôn ngữ của yêu tộc, lập tức nhìn về phía Tử Nhi. Sau nửa ngày, Tử Nhi nói. Chúng đang huấn luyện, hợp cách lưu lại, không hợp đào thải, đạt được top 10, có thể đạt được các loại ban thưởng, ví dụ như kim cương quả, mà đào thải, danh tự sẽ bị khắc vào trên một tảng đá lớn của bộ lạc bọn hắn, để cho tất cả yêu thú phỉ nhổ. Nghe thế, Dương Diệp chảy ra mồ hôi lạnh. Yêu thú không đáng sợ, sợ chính là yêu thú có văn hóa. Khi yêu thú thông minh giống như nhân loại, nhân tộc còn có hy vọng sao? Đặc biệt là một yêu tộc đoàn kết. Đây chỉ là một tộc đàn. Lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nói. Nói cách khác, còn có tộc đàn khác. Dương Diệp hỏi, Tử Nhi nhẹ gật đầu, nói chúng còn giống như muốn tham gia tỉ thí gì đó, cùng tộc đàn khác. Dương Diệp trầm mặc nửa ngày nói. Đi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Nói xong, Dương Diệp mang theo Tử Nhi biến mất. Lướt qua vài ngọn núi, đột nhiên, toàn bộ mặt đất run lên, không chỉ mặt đất, chút ít ngọn núi chung quanh cũng bắt đầu rung lên. Giống. Xa xa, truyền đến từng tiếng giống, âm thanh như tiếng sấm, định tại nhức óc. Hai người nhìn nhau, sau đó thân hình khẽ động, lao về phía xa xa. Rất nhanh, một đám yêu thú xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp cùng Tử Nhi. Những yêu thú này có chút giống hố nha kiếm. Bất đồng duy nhất là hình thể bọn hắn cao lớn hơn rất nhiều, hơn nữa toàn thân đen kịt, giống như bị phun mực tàu. Số lượng vừa lúc là 1.000, giống như đám yêu thú lúc trước, trên người đều bọc lấy một tầng lân giáp màu đen dày đặc, toàn bộ là chuẩn đế cấp. Một versus một, đế giả nhân loại không phải đối thủ những yêu thú này. Bên cạnh Dương Diệp, Tử Nhi nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, những yêu thú này đối chiến nhân loại, hoàn toàn có thể một địch hai. Thậm chí dùng một địch ba, không có biện pháp, phòng ngự của yêu tộc quá kinh khủng, tăng thêm còn có trang bị, nhân loại chống lại chúng, trừ khi số ít thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, bằng không thì, người còn lại căn bản không có khả năng chiến thắng những yêu thú này. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Đi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Tử Nhi nhẹ gật đầu. Hai người Dương Diệp ly khai tiếp tục đi về phía trước, tâm tình của Dương Diệp cực kỳ trầm trọng. Bởi vì yêu tộc không chỉ mạnh hơn hắn tưởng tượng, hơn nữa so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh. Đi hồi lâu, lại một đám yêu thú xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tử Nhi. Lúc này đây, xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tử Nhi là một đám sư tử toàn thân tản ra hỏa diễm mạnh mẽ. Những hỏa diễm sư này hình thể cực lớn, so với hai nhóm yêu thú trước kia còn lớn hơn gấp đôi. Ở trên người hỏa diễm sư đồng dạng mặc một bộ lân giáp, bất quá không phải màu đen, mà màu đỏ rực. Cũng là chuẩn đế cấp. Khí tức của những hỏa diễm sư này so với hai nhóm yêu thú trước còn mạnh hơn, nhưng số lượng chỉ có 500. 2.500 đế giả. Dương Diệp hít sâu một hơi, lôi kéo Tử Nhi vượt qua bọn hỏa diễm sư này, tiếp tục đi đến xa xa. Đi không bao lâu, đột nhiên, một âm thanh chói tai từ phía chân trời truyền đến, Dương Diệp cùng Tử Nhi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy xa xa phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đám đại bằng màu xanh đậm. Những đại bằng này hình thể khổng lồ, hai cánh triển khai dài đến trăm trượng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt liền biến mất. Tuy những đại bằng kia đã biến mất, nhưng Dương Diệp vẫn thấy rõ. Toàn bộ là đế cấp, hơn nữa trên người bọc lấy một tầng lân giáp dày đặc, toàn bộ là chuẩn đế cấp, mà những đại bằng này cũng đều là đế giả. Số lượng 500, 3.000 đế giả. Tuy đế giả hơi nhiều, nhưng yêu thú hư cấp Dương Diệp lại phát hiện hơi ít, dẫn đầu những yêu thú này. Chỉ có một hư cấp, bất quá cũng bình thường, ở trong một tộc đàn, bình thường là không thể nào xuất hiện hai hư cấp, trừ khi một công một mái. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Để cho chúng ta nhìn xem yêu tộc này đến tột cùng khủng bố bao nhiêu. Nói xong, hắn lôi kéo Tử Nhi tiếp tục đi lên phía trước. Bởi vì kiếm vực ẩn nấp, bởi vậy một đường đi tới, cũng không có yêu thú phát hiện bọn hắn. Càng đi vào sâu. Dương Diệp càng kinh ngạc, bởi vì những yêu tộc này cực kỳ có trật tự, giống như quân đội nhân loại, rất có tính kỷ luật. Nếu như tất cả đại quân yêu tộc đều là như thế này, tuyệt đối là rất khủng bố. Yêu vương không đơn giản. Phải biết, yêu tộc đều thích tự do, không thích bị trói buộc, mà đối phương lại có thể làm cho những yêu thú này nghe lời như thế, như quân đội nhân loại có tính kỷ luật, cái này không chỉ thực lực cường đại là có thể làm được. Tựa như hắn, tuy thực lực hắn cường đại, nhưng ở phương diện quản lý kiếm minh lại kém Dạ Lưu Vân rất nhiều.
Yêu tộc yêu vương rất giỏi. Lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Nếu như bọn hắn thật sự muốn đánh nhân loại, không thể không nói, nhân loại thật sự nguy hiểm. Tuy không biết thực lực chỉnh thể của yêu tộc, nhưng hắn biết rõ, thực lực chỉnh thể của yêu tộc tuyệt đối vượt qua nhân loại rất nhiều. Nếu như nhân loại không có Kình Thiên Phong, nhân loại căn bản không có phần thắng. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Nhi nói. Thiếu chút nữa quên, Tử Nhi ngươi cũng là yêu tộc a. Tử Nhi nắm tay Dương Diệp thật chặt nói. Ta đứng ở bên ngươi, nhân loại giết ngươi, ta giúp ngươi giết nhân loại, yêu tộc giết ngươi, ta giúp ngươi giết yêu tộc. Nàng biết rõ, nếu như nhân loại muốn giết nàng, Dương Diệp nhất định sẽ đứng ở bên nàng, mặc kệ đúng sai đều đứng ở bên nàng. Mà nàng cũng đồng dạng. Nhìn Tử Nhi, trong nội tâm Dương Diệp ấm áp, mỉm cười nói. Đi, để cho chúng ta đi xem yêu tộc này, ta đối với bọn họ càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Tử Nhi nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục đi đến. Đi không sai biệt lắm một canh giờ, thần sắc của Dương Diệp càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn cảm nhận được rất nhiều đạo khí tức cường đại hơn nữa mịt mờ, hiển nhiên đây là yêu thú hư cấp. Ngay thời điểm hai người muốn tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên, sắc mặt hai người biến đổi, một giọng nói đột nhiên ở phía sau bọn họ vang lên. Yêu thú, là không gian điêu, làm sao có thể, ồ, thiên địa linh vương. Còn là linh chủ trong truyền thuyết, làm sao có thể, ân. Còn có một nhân loại, cái này, đây là kiếm vực. Tóc gáy toàn thân Dương Diệp đều dựng lên. Có người vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, mà hắn lại một chút cũng không phát giác được. Không chỉ hắn, ngay cả Tử Nhi khống chế không gian chung quanh cũng không phát giác được. Cái này là thần thánh phương nào? Thời điểm nghe thanh âm của đối phương, Dương Diệp nao nao, bởi vì thanh âm này rất thanh thúy. Hơn nữa mang theo một tia non. Nớt, Dương Diệp cùng Tử Nhi liếc nhìn nhau, sau đó xoay người. Ở trước mặt hai người ngoài ba trường, là một tiểu nữ hài, bộ dạng 15-16 tuổi, mặc váy do lân phiên màu tím không biết tên dệt thành, mặt trái xoan, mắt phượng, da thịt trong suốt như tuyết, ngũ quan xinh xắn mà tinh xảo, tuy thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng trên người lại lộ ra một cỗ ung dung quý khí, còn có một tia uy nghiêm. Ở trên cánh tay phải của tiểu nữ hài, quấn quýt một con rắn nhỏ màu sắc rực rỡ, con rắn nhỏ yên tĩnh quấn trên cánh tay tiểu nữ hài, hình như đã ngủ. Dương Diệp cùng Tử Nhi nhìn nhau, hai người đồng thời đề phòng. Ánh mắt của tiểu nữ hài vốn là nhìn Tử Nhi, trong mắt hiếu kỳ, sau đó lại nhìn tiểu bạch ngủ say trên bờ vai Dương Diệp, sau đó nàng lại đánh giá Dương Diệp một cái, trong mắt cũng hiếu kỳ, bất quá cuối cùng, ánh mắt nàng lại rơi vào trên người tiểu bạch. Ở trong mắt nàng, là nghi hoặc, còn có một tia khó có thể tin. Dương Diệp đánh giá tiểu nữ hài, sau đó hỏi. Ngươi là người hay yêu? Hắn không có động thủ, tiểu cô nương trước mắt này có thể vô thanh vô tức đi vào sau lưng hắn cùng với Tử Nhi. Hơn nữa nhìn thấu hắn, Tử Nhi còn có tiểu bạch, đối phương tuyệt đối không phải người bình thường, hoặc là nói, không phải yêu bình thường. Vạn nhất hắn cùng với Tử Nhi không cách nào một kích tất sát đối phương. Vừa nghĩ tới vô số yêu thú rậm rạp chẳng chịt vọt tới, da đầu hắn liền run lên. Nghe Dương Diệp nói chuyện, tiểu nữ hài nhìn về phía Dương Diệp, tiểu nữ hài không nói gì, cứ như vậy nhìn Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lại biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ uy áp vô hình, đây không phải đối phương tận lực làm, mà là trên người đối phương có loại uy áp này. Tiểu cô nương này là ai? Dương Diệp càng hiếu kỳ rồi. Lúc này, tiểu nữ hài không có trả lời Dương Diệp. Mà quay đầu nhìn về phía Tử Nhi. Cái thế giới này, không có khả năng xuất hiện không gian điêu, dùng thực lực của ngươi, cũng căn bản không cách nào từ ngoại vực đến. Nói xong, nàng đột nhiên chỉ tiểu bạch trên bờ vai Dương Diệp, lại nói. Còn có nó làm sao có thể xuất hiện ở thế giới này? Nói xong, nàng lại nhìn về phía Dương Diệp. Nhân loại bán đế, lại có được kiếm vực, hơn nữa kiếm ý đạt đến niết bàn cảnh. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, đã cắt đứt tiểu nữ hài nói. Ngươi biết niết bàn cảnh? Niết bàn cảnh? Phải biết, kiếm vô cực từng nói, cảnh giới này, chỉ có người đạt tới qua mới biết được, chẳng lẽ tiểu cô nương trước mắt ý cảnh nào đó đạt đến niết bàn? Nghĩ vậy, thần sắc của Dương Diệp càng ngưng trọng. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Đánh gãy lời của người khác, rất không lễ phép, hiểu chưa? Dương Diệp. Tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp, lại nói.
Trừ ngươi ra, các nàng đều không nên, cũng không có khả năng xuất hiện ở thế giới này, nhưng các nàng hết lần này tới lần khác xuất hiện. Ta rất nghi hoặc. Dương Diệp trầm mặc, tiểu cô nương này giống như đoán được Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đến từ ngoại vực, đối phương đến tột cùng là ai? Nhân loại, chẳng lẽ ngươi không giải thích cho ta một chút sao? Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói. Khuôn mặt Dương Diệp co lại, giọng điệu này giống như một thượng vị giả đối mặt với cấp dưới, nhưng đối phương lại tự nhiên như vậy, thật giống như hắn vốn nên giải thích cho nàng. Đúng vậy, hiện tại hắn là loại cảm giác này. Dương Diệp nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, đối phương đang nhìn hắn, giống như đang đợi hắn trả lời. Do dự một chút, Dương Diệp nói. Chúng ta là bị người tiễn đưa đến nơi đây. Hắn cũng không có dối gạt đối phương, bởi vì hắn có loại cảm giác, chính là không lừa được đối phương. Hơn nữa, dù nói thật ra cũng không có tổn thất gì. Quả nhiên, tiểu nữ hài một bộ ta đã đoán được, nàng nhìn Dương Diệp một cái, lại nói. Bởi vì nguyên nhân gì? Dương Diệp nói. Bởi vì đắc tội người, sau đó bị tiễn đưa tới nơi này bảo vệ tánh mạng. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn lên trời nói. Người tiễn đưa người đến kia, thực lực rất mạnh. Xác thực rất mạnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ta đã trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại đổi ta hỏi ngươi, có thể chứ? Tiểu nữ hài thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào trên người Dương Diệp nói. Ngươi hỏi, tuy nhiên ta không nhất định sẽ trả lời. Dương Diệp. Nhìn tiểu nữ hài nửa ngày, yết hầu Dương Diệp lăn lăn, sau đó nói. Ngươi là ai? Vấn đề này không trả lời. Tiểu nữ hài nói, ngữ khí rất đương nhiên. Khóe miệng Dương Diệp co lại. Sau đó lại hỏi, vì sao người biết không gian điêu, còn có, linh chủ là cái gì? Đây là sự tình hắn cực kỳ tò mò, Tử Nhi thì thôi, nhưng đối phương giống như ngay cả lai lịch của Tiểu Bạch cũng biết. Phải biết, lai lịch của Tiểu Bạch, là ngay cả đế nữ cũng không biết. Lúc trước đế nữ bái kiến Tiểu Bạch, nếu như đế nữ biết rõ lai lịch CCC Tiểu Bạch, nhất định sẽ nói cho hắn biết. Tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp, không nói gì, giống như đang suy. Nghĩ. Dương Diệp nói. Vấn đề này không thể trả lời sao? Không phải. Tiểu nữ hài lạnh nhạt nói. Ta là đang nghĩ có nên giết ngươi hay không? Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, Tử Nhi ở bên cạnh hắn nghe được tiểu nữ hài nói, thần sắc lạnh xuống, hai tay nổi lên ánh sáng tím nhàn nhạt. Tay trái Dương Diệp khẽ nhúc nhích, cổ sao xuất hiện, hắn nhìn tiểu nữ hài nói. Vậy ngươi nghĩ kỹ chưa? Có chút do dự. Tiểu nữ đài nói. Vì cái gì? Dương Diệp nói. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Tử Nhi cùng Tiểu Bạch nói. Các nàng với ngươi quan hệ rất tốt, giết ngươi, KCC nàng nhất định sẽ hận ta, hoặc là các nàng sẽ cùng chết theo ngươi. Tuy ngươi đáng chết, nhưng các nàng không nên chết. Dương Diệp giận quá thành cười nói. Ta đáng chết, ngươi đến nói một chút, vì cái gì ta đáng chết? Tiểu nữ hài lạnh lùng nói. Nhân loại lòng tham không đáy, luôn muốn đồ đạc không thuộc về mình, không chiếm được, bọn hắn liền đoạt, tựu như nhân loại bên Kình Thiên Phong kia. Bất quá cái này cũng rất bình thường, nếu nhân loại không phải lòng tham không đáy, thì không phải nhân loại rồi. Cũng may bọn hắn sẽ vì chuyện này trả giá thật nhiều. Nhân loại có người xấu, nhưng yêu tộc không có sao. Dương Diệp phản kích, bất kể là nhân loại hay yêu tộc, đều có tốt có xấu, không phải sao. Hơn nữa. Lúc này đây, là yêu tộc các ngươi muốn đánh nhân loại trước, lòng tham không đáy, cũng là chỉ yêu tộc các ngươi a. Yêu tộc đánh nhân loại. Tiểu nữ hài nhíu mày. Nhân loại, ngươi có biết, nếu yêu tộc muốn đánh nhân loại ngươi sớm đã diệt vong trăm lần rồi. Các ngươi không đánh nhân tộc. Dương Diệp nhíu mày. Khóe miệng tiểu nữ hài cười lạnh. Ta ngược lại rất muốn, đáng tiếc, người kia tuân thủ ước định nhân tộc cùng yêu tộc hòa bình gì đó. Bằng không thì đại quân yêu tộc đã sớm san bằng Kình Thiên Phong rồi. Bất quá cũng không sao, cái ước định kia, nhân tộc ngươi rất nhanh sẽ tự mình xé bỏ, đến lúc đó, ồ ồ. Nói đến đây, trong miệng tiểu nữ hài phát ra tiếng cười lạnh quái dị. Thanh âm tràn đầy mỉa mai, còn có một tia chờ mong. Yêu tộc không có ý tứ đánh nhân loại. Dương Diệp nhíu mày, nếu như tiểu cô nương này nói là thật, cái kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa Nhiếp gia có bí mật không thể cho ai biết. Nhiếp gia triệu tập cường giả cả nhân loại đến Kình Thiên Phong, bọn hắn đến cùng muốn làm gì?
Hắn không biết Nhiếp gia đến cùng muốn làm cái gì, nhưng hắn biết rõ, chính là Nhiếp gia muốn lợi dụng Tam Tông Sáu Thành, còn có Dương Diệp hắn cùng Thiên Sát Các. Dương Diệp nhìn về phía tiểu nữ hài, trầm giọng nói. Các hạ, yêu tộc là thật không có ý tứ muốn đánh nhân tộc. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn Dương Diệp, lại không nói, giống như đang nghĩ rốt cuộc ó nên giết Dương Diệp hay không. Bị tiểu nữ hài nhìn chăm chú, Dương Diệp cảm giác rất không thoải mái, bất quá hắn lại không có tâm tình đi so đo cái này. Lập tức nói, các hạ, nếu như nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh đại chiến, dù nhân tộc bại, nhưng yêu tộc các ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Ngươi thân là yêu tộc, chẳng lẽ nhẫn tâm trông thấy vô số yêu thú chết thảm sao? Nói xong, Dương Diệp thở ra một hơi, khóe miệng cười khổ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ đi vì toàn bộ nhân tộc nói chuyện, vẫn là câu nói đó, hắn không muốn làm chúa cứu thế, cũng không có lực làm chúa cứu thế, nhưng nếu như ở trong phạm vi năng lực, có thể vì nhân tộc làm chút chuyện, hắn sẽ không ngại. Cần phải nói là nhân loại đánh yêu tộc chúng ta à? Tiểu nữ hài nói. Dương Diệp ngẩn người nói. Làm sao có thể, nhân tộc không ngốc, sao sẽ không đánh yêu tộc? Thực lực yêu tộc viễn siêu nhân tộc, nếu như nhân tộc còn muốn tới đánh yêu tộc, cái kia không thể không nói, đầu nhân tộc đều bị cửa kẹp rồi. Tiểu nữ hài lại không nói, nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp, giống như lại nghĩ có nên giết Dương Diệp hay không. Nhìn thấy ánh mắt này của tiểu nữ hài, Dương Diệp vô cùng căm tức, cả giận nói. Ngươi đến cùng đã nghĩ xong có nên giết ta hay không chưa? Tiểu nữ hài không để ý tới Dương Diệp, mà nhìn về phía Tử Nhi nói. Ngươi có muốn ly khai thế giới này không? Tử Nhi nhìn tiểu nữ hài, không nói gì. Tiểu nữ hài lại nói. Đi theo hắn, không có tiền đồ, đi theo ta, ngươi muốn cái gì ta cho cái đó, hơn nữa, về sau ta có thể mang theo ngươi ly khai thế giới này. Dương Diệp ngẩn người, lời này sao nghe quen thuộc như vậy? Lừa dối. Tiểu cô nương này lại lừa dối Tử Nhi. Dương Diệp nhất thời mặt đen lại, đối phương vậy mà ở trước mặt hắn thọc gậy bánh xe. Hắn đang muốn nói chuyện, tiểu cô nương kia lại nói. Cái thế giới này rất nhỏ, thế giới bên ngoài rất lớn, đi theo ta, ngươi sẽ. Tử Nhi trực tiếp cắt đứt tiểu nữ hài nói. Ta sẽ không theo ngươi. Tiểu nữ hài nao nao, lập tức nói. Vì cái gì, là vì nhân loại này sao? Ta cho ngươi biết, nhân loại thích nhất hoa ngôn xảo ngữ, ngươi đi theo hắn, về sau khẳng định sẽ hối hận. Tử Nhi nhìn thoáng qua tiểu nữ hài nói. Đó là chuyện của ta. Không. Tiểu nữ hài lắc đầu nói. Đều là yêu tộc cao quý, ta không thể để ngươi tiếp tục sa đọa, ta có nghĩa vụ cứu vớt ngươi. Nói xong, ánh mắt nàng rơi vào trên người Dương Diệp nói. Chỉ có ngươi chết, nàng mới có thể không tiếp tục sa đọa. Thanh âm rơi xuống, tay phải nàng nâng lên, khi tay nâng lên, con rắn nhỏ quấn ở trên cánh tay nàng đột nhiên mở mắt, sau một khắc, nó trực tiếp hóa thành một chùm tia sáng màu sắc rực rỡ kích bắn ra. Thời điểm tiểu nữ hài nâng tay lên, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau đó không chút nghĩ ngợi oanh ra. Giới hạn. Thân thể giới hạn. Sở dĩ vừa ra quyền liền dùng thân thể giới hạn, là vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Tiểu cô nương này vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, hắn căn bản không dám khinh thường hoặc khinh thị, cho nên vừa ra tay là giới hạn. Quyền ra, một cổ lực lượng kinh khủng như hồng thủy bộc phát, lực lượng cường đại trong đó làm cho Lâm Mộc ở chung quanh hóa thành hư vô. Oanh! Theo một âm thanh nổ vang vang lên, hai chân Dương Diệp lui về sau. Một bên, Tử Nhi biến sắc, hai tay xoay tròn, ánh sáng tím thoáng hiện, không gian chung quanh lập tức rung rung, mà lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh nàng, sau đó không gian chung quanh lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Trong nội tâm Tử Nhi cả kinh, quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài nói. Yêu tộc chúng ta, chú ý công bình đối chiến, nếu ngươi xuất thủ, là phạm quy A. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn lướt qua bốn phía, lúc này mặt đất chung quanh đang run, vô số khí tức cường đại lướt đến. Hiển nhiên, chiến đấu trước kia kinh động đến cường giả yêu tộc. Đều không được tới gần, bằng không thì ta lột da của các ngươi. Thanh âm của tiểu cô nương vang lên. Tiểu nữ hài nói xong, chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tuy những khí tức kia không có rời đi, nhưng lại không dám tiếp tục chạy đến. Tử Nhi nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trong tràng,
Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, trong mắt vô cùng ngưng trọng, bởi vì quả đấm của hắn vậy mà đỏ lên, hơn nữa cả cánh tay còn nhức mỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, con rắn nhỏ kia đã biến lớn vô số lần, to khoảng chừng gần 5 người trưởng thành. Hiện tại đã không thể xưng hô nó là xà, có lẽ xưng hô nó là mãng. Dương Diệp đánh giá cự mãng kia, hiện tại hắn mới nhìn rõ, màu sắc rực rỡ trên người đối phương, kỳ thật đều là lân phiến màu sắc rực rỡ, mỗi một khối đều rất dày, khoảng vài chục cm, hơn nữa trên lân phiến màu sắc rực rỡ còn mang theo đường vân thần bí. Trừ đó ra, ở hai bên bụng cự mãng, hắn còn phát hiện một đôi cánh chim màu sắc rực rỡ. Cự mãng hư cấp. Hơn nữa còn là một hư cấp cự mãng còn mạnh hơn vạn túc công. Tiểu Dực, đánh hắn. Lúc này, nữ hài bỗng nhiên nói. Hích hà zz his. Cự mãng nhổ ra lưỡi rắn, sau một khắc, thân thể nó bãi xuống, đuôi rắn bay thẳng đến Dương Diệp. Chỗ đuôi rắn đảo qua, không gian rạn nứt, hơn nữa rung động kịch liệt, phảng phất như sau một khắc sẽ sụp đổ, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Đuôi rắn chưa tới. Dương Diệp cảm giác được một cổ uy áp kinh khủng nghiền áp đến, muốn nghiền nát hắn. Không dám khinh thường, tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện, cùng lúc đó, cổ sao cũng xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm vào vỏ, thời điểm đuôi rắn đi vào bên cạnh hắn, hắn đột nhiên quay người rút kiếm chém. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng, kiếm trong tay Dương Diệp chạm ở trên đuôi rắn và kiếm đồng thời run lên kịch liệt, sau đó Dương Diệp cùng đuôi rắn đồng thời bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh, không gian sau lưng Dương Diệp run lên, sau đó Dương Diệp ngừng lại, nhưng không gian phía sau hắn lại nhẹ nhàng nát ra, đây là hắn thi triển không gian pháp tắc tháo bỏ xuống lực lượng trên người tạo thành. Một kiếm phá vạn pháp. Một bên, tiểu nữ hài bỗng nhiên nói. Thanh âm của tiểu cô nương vang lên. Tiểu nữ hài nói xong, chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tuy những khí tức kia không có rời đi, nhưng lại không dám tiếp tục chạy đến. Tử Nhi nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trong tràng, Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, trong mắt vô cùng ngưng trọng, bởi vì quả đấm của hắn vậy mà đỏ lên, hơn nữa cả cánh tay còn nhức mỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, con rắn nhỏ kia đã biến lớn vô số lần, to khoảng chừng gần 5 người trưởng thành. Hiện tại đã không thể xưng hô nó là xà, có lẽ xưng hô nó là mãng. Dương Diệp đánh giá cự mãng kia, hiện tại hắn mới nhìn rõ, màu sắc rực rỡ trên người đối phương, kỳ thật đều là lân phiến màu sắc rực rỡ, mỗi một khối đều rất dày, khoảng vài chục cm, hơn nữa trên lân phiến màu sắc rực rỡ còn mang theo đường vân thần bí. Trừ đó ra, ở hai bên bụng cự mãng, hắn còn phát hiện một đôi cánh chim màu sắc rực rỡ. Trong nội tâm Tử Nhi cả kinh, quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài nói. Yêu tộc chúng ta, chú ý công bình đối chiến, nếu ngươi xuất thủ, là phạm quy A. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn lướt qua bốn phía, lúc này mặt đất chung quanh đang run, vô số khí tức cường đại lướt đến. Hiển nhiên, chiến đấu trước kia kinh động đến cường giả yêu tộc. Lúc này, nữ hài bỗng nhiên nói. Hích hà zz his. Cự mãng nhổ ra lưỡi rắn, sau một khắc, thân thể nó bãi xuống, đuôi rắn bay thẳng đến Dương Diệp. Chỗ đuôi rắn đảo qua. Không gian rạn nứt, hơn nữa rung động kịch liệt, phảng phất như sau một khắc sẽ sụp đổ, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Đuôi rắn chưa tới, Dương Diệp cảm giác được một cổ uy áp kinh khủng nghiền áp đến, muốn nghiền nát hắn. Không dám khinh thường, tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện, cùng lúc đó, cổ sao cũng xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm vào vỏ, thời điểm đuôi rắn đi vào bên cạnh hắn, hắn đột nhiên quay người rút kiếm chém. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng. Kiếm trong tay Dương Diệp chạm ở trên đuôi rắn và kiếm đồng thời run lên kịch liệt, sau đó Dương Diệp cùng đuôi rắn đồng thời bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh, không gian sau lưng Dương Diệp run lên, sau đó Dương Diệp ngừng lại, nhưng không gian phía sau hắn lại nhẹ nhàng nát ra, đây là hắn thi triển không gian pháp tắc tháo bỏ xuống lực lượng trên người tạo thành. Một kiếm phá vạn pháp. Một bên, tiểu nữ hài bỗng nhiên nói. Còn có chút bộ dáng. Xa xa. Thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, hắn xác thực là một kiếm phá vạn pháp, nhưng lực lượng của đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như không phải hắn có thân thể kỳ nguyên cảnh, một kiếm này của hắn, chẳng những không thể đẩy lui đối phương, mình còn có khả năng bị đối phương đánh chết. Bất quá cũng may, tuy lực lượng của đối phương rất mạnh,
nhưng còn chưa tới trình độ nghiền áp hắn. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì hắn có thân thể kỳ nguyên cảnh. Nếu như chỉ dựa vào kiếm đạo, hắn căn bản không cách nào chống lại yêu thú này. Kỳ thật đối với Dương Diệp mà nói, cự mãng đáng sợ nhất không phải lực lượng, mà là phòng ngự, bởi vì một kiếm vừa rồi của hắn, vậy mà không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, chỉ ở trên lân phiến đối phương để lại một vết kiếm. Xa xa, trong mắt cự mãng cũng có một tia ngưng trọng, hiển nhiên, thực lực Dương Diệp làm cho nó có chút khiếp sợ, đặc biệt là nhân loại trước mắt này mới bán đế. Một người một mãng ánh mắt chạm vào nhau, sau một khắc, cả hai đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía cự mãng, cùng lúc đó, kiếm thần ấn sáng lên, thời điểm kiếm thần ấn phát sáng, kiếm quang càng thêm chói mắt. Trong mắt cự mãng có một tia hung quang, không chung, thân thể nó cuốn lại, như một ngọn núi nhỏ đụng về phía kiếm quang của Dương Diệp. Một bên, ánh mắt của tiểu nữ hài nhìn thoáng qua cổ sao còn có kiếm thần ấn trên trán Dương Diệp, sau đó cười quái dị nói. Bảo bối còn rất nhiều. Xa xa, kiếm quang xẹt qua trời cao, cuối cùng cùng cự mãng oanh lại với nhau. Oanh! Một âm thanh nổ vang ầm ầm vang lên, sau đó một người một mãng lần nữa bay ngược ra, lúc này đây, song phương lập tức bay ra hơn 1000 trượng. Trên không trung, Dương Diệp ho nhẹ một tiếng, máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra. Một bên, nhìn đi thấy khóe miệng Dương Diệp chảy máu, Tử Nhi nheo mắt, trong hai tròng mắt có ánh sáng tím lập lòe. Mà tiểu nữ hài ở bên cạnh nàng thì sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nàng thỉnh thoảng đảo qua cổ cao còn có kiếm thần ấn trong tay Dương Diệp, sau đó khóe miệng nổi lên dáng tươi cười kỳ dị. Không chỉ Dương Diệp bị thương, cự mãng cũng bị thương, tại phần eo của nó, đã nứt ra một lỗ hổng dài đến mấy chục cm. Chỗ đó lân phiến đã bị chảm nát, máu tươi không ngừng từ trong đó tuôn ra. Sau khi kiếm tăng thêm kiếm ý niết bàn cảnh còn có kiếm thần ấn tăng phúc, đối với Dương Diệp mà nói, muốn phá phòng ngự của cự mãng, cũng không phải khó như vậy. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, lúc này cự mãng cũng đang nhìn hắn, ở trong mắt đối phương, ngoại trừ hung quang, còn có một tia lệ khí. Không có chút nói nhảm nào, thân hình Dương Diệp khẽ động. Bắn mạnh về phía cự mãng, lúc này đây, hắn không có lựa chọn cùng cự mãng liều mạng, mà lựa chọn đánh du kích. Bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, yêu thú hình thể khổng lồ, ở phương diện tốc độ đều là rất chậm. Nhưng hắn thất vọng rồi. Tốc độ của cự mãng một chút cũng không chậm, đặc biệt là khi nó đột nhiên tập kích, tốc độ kia làm cho Dương Diệp cũng biến sắc. Cứ như vậy, một người một mãng ở giữa sân đại chiến gần nửa canh giờ, song phương xem như lực lượng ngang nhau. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như tiếp tục chiến, Dương Diệp nhất định sẽ dần dần rơi xuống hạ phong, thậm chí là bị thua, bởi vì Dương Diệp chỉ là bán đế, huyền khí không nhiều, một khi huyền khí hắn khô kiệt, vậy hắn sẽ không cách nào chống lại cự mãng. Đây là nhược điểm của hắn. Dương Diệp tự nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy sau khi một kiếm bước lui cự mãng, hắn ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương kia nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Khóe miệng tiểu nữ hài tươi cười, nàng chỉ Tử Nhi cùng tiểu bạch, sau đó chỉ cổ sao còn có kiếm thần ấn trên trán Dương Diệp nói. Ngươi đưa chúng cho ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống, chỉ là cân nhắc, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao ta đối với ngươi không có hảo cảm gì. Sắc mặt Dương Diệp lập tức đen lại, nhìn tiểu nữ hài nửa ngày, hắn nói. Ngươi thật không phải cường đại bình thường. Nói xong, hắn không nói nhảm. Tâm niệm vừa động, một đôi cánh xuất hiện ở phía sau hắn. Thời điểm tiểu nữ hài nhìn thấy đôi cánh này, ánh mắt của nàng sáng ngời nói. Ngươi còn có bảo bối, đáng tiếc, cái này so với vỏ kiếm và đồ vật trên trán thì kém xa. Bất quá, ngược lại cũng không phải kém cỏi, có thể chơi đùa. Dương Diệp không có cùng tiểu nữ hài nói nhảm, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trong chốc lát, trong tràng xuất hiện vô số tàn ảnh, rậm rạp chằng chịt. Ít nhất hơn vạn, mỗi một tàn ảnh đều như thực chất, vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó, trong tràng đột nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm quang răng khắp nơi, tựa như một tấm lưới. Áp chế. Hoàn toàn áp chế. Lúc này tốc độ Dương Diệp đã vượt xa cự mãng, mà kiếm của hắn lại có thể phá phòng ngự của cự mãng, bởi vậy cự mãng ở trước mặt Dương Diệp, cơ hồ chỉ có thể bị động ăn đòn. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Những lời này là cực kỳ có đạo lý. Trong chàng, nhìn thấy một màn này,
dáng tươi cười của tiểu cô nương kia dần dần lạnh xuống, bởi vì cự mãng phát ra âm thanh xì, xì. Thống khổ. Tiếp tục như vậy, dù cự mãng bất tử, cũng bị cắt thành lát. Không do dự, tiểu nữ hài đi về phía trước, mà đúng lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nói, yêu tộc chúng ta, chú ý công bình quyết đấu, nếu như người xuất thủ, sẽ để cho yêu tộc trơ trẽn. Khóe miệng tiểu nữ hài cười lạnh, yêu tộc cao quý, chưa bao giờ cần để ý cái nhìn của người khác. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, Tử Nhi. Thời điểm tiểu nữ hài biến mất tại nguyên chỗ, trong chàng xuất hiện một màn quỷ dị, chỉ thấy chút ít tàn ảnh cùng kiếm quang của Dương Diệp phảng phất như bị đọng lại, toàn bộ định ngay tại chỗ, yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên canh một tiếng, sau đó những kiếm quang cùng tàn ảnh kia hóa thành hư vô. Bành! Một tiếng rên rỉ vang lên, sau đó Dương Diệp nguyên bản cầm kiếm đâm về phía cự mãng bị đánh bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn tiểu nữ hài, trong mắt hiện lên lệ khí, không có chút nói nhảm, trường kiếm trong tay kề sát mi tâm, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Hắn cũng chưa dùng tới cánh, dùng cánh mà nói, tuy uy lực của nhất niệm thuận sát bản trung cực sẽ tăng lên vô số lần, nhưng tốc độ kia thật sự quá nhanh, nhục thể của hắn sẽ chịu không nổi. Tốc độ vượt qua cực hạn mà thân thể mình có khả năng thừa nhận, nhẹ thì thân thể văng tung tóe, nặng thì thân thể nát bấy. Nhìn Dương Diệp bay đến, tiểu nữ hài mặt không biểu tình, trong mắt lạnh lùng, tay phải nàng chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy Dương Diệp nguyên bản tốc độ cực nhanh bỗng nhiên chậm lại, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, thời gian dần trôi qua, trên người hắn tựa như đè ép mây vạn tòa đại sơn, mỗi đi một bước đều cần gần hai tức thời gian. Đây là thần thông gì? Trong nội tâm Dương Diệp hoảng hốt, lúc này, mặc kệ hắn thúc giục kiếm khí, kiếm ý, hay cánh sau lưng như thế nào, đều không thể cải biến tình cảnh trước mắt. Biết rõ đây là cái gì không? Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên chậm rãi đi về phía Dương Diệp, tốc độ của nàng là bình thường, nhưng tốc độ của Dương Diệp lại càng ngày càng chậm. Nàng đi đến bên cạnh Dương Diệp nói, đây là thời gian pháp tắc chỉ cường giả hư giả cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Thời gian pháp tắc, trong tất cả pháp tắc trên thế gian, có thể sắp xếp top 5. Khi thời gian ngược dòng, cái gì kiếm ý niết bàn cảnh, cái gì bảo vật hư cấp, cái gì huyền kỹ hư cấp, đều là mây bay. Nói xong, tiểu nữ hài đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp nói. Tuy ngươi có chút không tệ, nhưng kỳ thật rất yếu. Xa xa, khi nhìn thấy Dương Diệp bị nhốt, Tử Nhi lập tức lao đến, nhưng tốc độ của nàng cũng biến thành rất chậm. Đây là thời gian pháp tắc. Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài hỏi. Bất quá tiếng nói của hắn cũng biến thành rất chậm. Ta đã nói qua. Tiểu nữ hài nói. Nguyên lai là pháp tắc chi lực. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện. Khi cỗ lực lượng này xuất hiện, trong sân hết thảy đều khôi phục bình thường. Kiếm vực. Kiếm vực có thể áp chế hết thảy pháp tắc. Ở trong đó, tự nhiên cũng kể cả thời gian pháp tắc. Khi thời gian pháp tắc của tiểu nữ hài không còn áp chế, Dương Diệp không chút nói nhảm, trường kiếm trong tay mạnh mẽ chém ra. Cái chém này, trực tiếp chạm đến đầu đối phương, nhưng tiểu nữ hài đã không thấy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, tiểu nữ hài đã xuất hiện ở hơn trăm trượng. Kiếm vực. Tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp nói. Ngược lại quên người biết kiếm vực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, một cặn bã chỉ là bán đế, vậy mà lĩnh ngộ kiếm vực. Lão Thiên là mắt bị mù sao? À, ở đây không có Lão Thiên. Dương Diệp lạnh lùng nhìn tiểu nữ hài, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, thực lực của tiểu cô nương này rất khủng bố. Nếu như không có kiếm vực, lần này hắn liền xong. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp hỏi. Trước ngươi nói cường giả hư giả cảnh có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, vì sao trước kia ta gặp được hư giả cảnh không có ai lĩnh ngộ thời gian pháp tắc? Tại sao ta phải trả lời ngươi? Tiểu nữ hài cười lạnh. Được, được. Dương Diệp khoát tay áo nói. Ngươi ngạo kiều, ngươi lợi hại, ta không hỏi được chưa? Ngươi không hỏi, ta càng muốn trả lời. Tiểu nữ hài lạnh lùng nói. Ngươi gặp được chút ít hư giả cảnh kia, đều chỉ có thể coi là ngụy hư giả cảnh, chỉ có hư giả cảnh lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, mới tính toán hư giả cảnh chính thức. Sở dĩ ngươi không biết, đó là bởi vì cấp độ của ngươi không đủ, hiểu chưa? Dương Diệp nói. Lúc này, ánh mắt của tiểu nữ hài rơi vào cổ sao trong tay Dương Diệp nói. Nhân loại,
vỏ kiếm này của ngươi ở đâu ra? Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp cảnh giác lên, từ bắt đầu đến bây giờ hắn liền phát hiện, tiểu cô nương này thỉnh thoảng theo dõi cổ sao còn có kiếm thần ấn trên trán hắn. Tiểu nữ hài nói, vỏ kiếm này của ngươi không tệ, vật trên trán cũng không tệ, bất quá so với vỏ kiếm lại chênh lệch chút ít, nhưng cũng rất tốt. Nếu như ngươi cho ta vỏ kiếm và kiếm ấn kia, ta muốn nói, ta vừa ý tất cả đồ vật của ngươi, kể cả không gian điêu, còn có linh chủ, ta đều coi trọng. Ngươi xem rồi xử lý a. Dương Diệp. Lúc này, tiểu nữ hài lại nói. Trừ ngươi, tất cả đồ vật của người ta đều coi trọng. Dương Diệp yết hầu lăn lăn nói. Theo như ý của ngươi, ngươi coi trọng những vật này của ta, sau đó ta nên hai tay dâng, có phải như vậy hay không? Chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Tiểu nữ hài hỏi lại. Ngươi vô địch rồi. Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài giơ ngón tay cái lên, hắn thật sự cảm thấy tiểu cô nương này vô địch rồi. Tiểu nữ hài không phải trang, mà là nàng thật sự cảm thấy nàng coi trọng đồ vật của mình, sau đó đồ đạc của mình nên hai tay dâng cho nàng. Nàng nói, làm, hết thảy đều đương nhiên như vậy. Tâm tính kia là cường đại bực nào a? Tiểu nữ hài nhíu mày nói. Người tựa hồ không muốn làm như thế, ta nói đúng không? Dương Diệp cười nói. Tất cả đồ vật của ta đều cho ngươi, sau đó ngươi còn không xác định sẽ bỏ qua ta hay không, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Tiểu nữ hài nói. Đây là sự tình không có khả năng, bởi vì không ai có thể đoạt đồ đạc của ta. Tay Dương Diệp khẽ động, huyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn nói. Ta cũng thấy không ai có thể đoạt đồ đạc của ta. Tiểu nữ hài không nói gì, tay phải vung lên, hỏa diễm kim sắc đột nhiên xuất hiện, khi hỏa diễm xuất hiện, độ ấm lập tức tăng lên, cùng lúc đó, không gian chung quanh tiểu nữ hài bắt đầu vặn vẹo, phảng phất như không chịu nổi hỏa diễm. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, thân sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, kiếm trong tay hắn phảng phất như cũng cảm nhận được hỏa diễm uy hiếp, không ngừng rung động. Thiên địa linh vương, Dương Diệp biết rõ. Hỏa trong tay tiểu nữ hài giống như U Minh Linh Hỏa lúc trước, thuộc về thiên địa linh vương, chỉ là hỏa diễm kim sắc này mạnh hơn U Minh Linh Hỏa không biết bao nhiêu lần. Tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp, hỏa diễm trong tay bắt đầu xoay tròn, thần sắc của Dương Diệp đề phòng, kiếm thần ấn phát sáng. Đúng lúc này, tiểu bạch đột nhiên động, chỉ thấy nàng dùng đầu của mình nhẹ nhàng cọ sát đôi má của Tử Nhi, sau đó mở ra hai mắt nhập nhèm. Khi nàng mở to mắt, nàng nhìn trái, nhìn phải. Cuối cùng ánh mắt rơi vào hỏa diễm kim sắc trong tay tiểu nữ hài, khi nhìn thấy hỏa diễm kim sắc, ánh mắt của nàng sáng ngời, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Nhìn thấy tiểu bạch nhìn chằm chằm vào hỏa diễm kim sắc, xa xa sắc mặt của tiểu cô nương kia lập tức biến đổi, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, cổ tay nàng khẽ động, thu hỏa diễm kim sắc vào. Tiểu bạch mở to mắt, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài, tiểu chảo bắt đầu vung vẩy. Dương Diệp đã minh bạch. Tiểu Bạch đang bảo đối phương nhanh phóng xuất hỏa diễm. Dương Diệp có chút mộng, Tiểu Bạch giống như không sợ ngọn lửa này. Phải nói, tiểu cô nương rất kiêng kỵ Tiểu Bạch. Chẳng lẽ Tiểu Bạch có thể tạo thành uy hiếp với ngọn lửa kia? Xa xa, tiểu cô nương kia hiển nhiên cũng minh bạch ý tứ của Tiểu Bạch, sắc mặt có chút cổ quái. Thấy tiểu nữ hài không để ý tới mình, Tiểu Bạch hiển nhiên có chút gấp, nàng nhảy tới trên bờ vai Dương Diệp, tiểu chảo chỉ tiểu nữ hài. Sau đó tả hữu vung vẩy. Khuôn mặt Dương Diệp co lại, Tiểu Bạch bảo hắn chém giết đối phương cướp đồ. Thấy Dương Diệp không động, Tiểu Bạch càng nóng nảy. Nàng ôm cổ Dương Diệp, không ngừng dùng đầu mình cọ lấy cái cằm của Dương Diệp, nhưng tiểu chảo nàng lại chỉ tiểu nữ hài, không ngừng vung vẩy, giống như bảo Dương Diệp nhanh đi đoạt. Nhìn Tiểu Bạch làm nũng, Dương Diệp cười khổ, tiểu cô nương kia không phải loại lương thiện a. Chém giết nàng, không bị nàng đoạt đã tốt lắm rồi. Tuy không thể đoạt đối phương, nhưng Dương Diệp lại minh bạch một sự kiện, chính là Tiểu Bạch có thể tạo thành uy hiếp với ngọn lửa kia. Phải biết, Tiểu Bạch là gan thỏ, gặp đồ vật nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không tới gần. Mà bây giờ, nàng lại yêu cầu Dương Diệp chém giết đối phương đoạt ngọn lửa kia, cái này chứng minh ngọn lửa kia đối với nàng căn bản không có uy hiếp. Hơn nữa, ngọn lửa kia đối với nàng có trợ giúp, bằng không thì nàng căn bản không có khả năng hưng phấn như vậy, kích động như vậy. Tiểu nữ hài hiển nhiên cũng minh bạch cái này, bởi vậy khi nhìn thấy tiểu bạch tỉnh giấc, nàng quyết đoán thu hỏa diễm lại. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tiểu bạch, sau đó nói.
cái này không thể đoạt. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, giống như đang hỏi vì cái gì. Dương Diệp chỉ tiểu nữ hài nói. Rất lợi hại. Đây cũng không phải nói dối, tuy tiểu cô nương này chỉ ra một chiêu, nhưng một chiêu là đủ rồi. Hơn nữa, tiểu cô nương này thần bí lại cổ quái, tóm lại đối phương vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ tiểu nữ hài, bên cạnh còn có một yêu thú hư cấp A. Đây chính là tồn tại không kém Bách Túc Công A. Nghe Dương Diệp nói, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, nàng trừng mắt nhìn, đột nhiên, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nhẹ nhàng khẽ hấp. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Dương Diệp, chỉ thấy trong cơ thể tiểu cô nương kia đột nhiên chui ra càng nhiều hỏa diễm này đúng là hỏa diễm kim sắc trước kia. Sau khi hỏa diễm xuất hiện, con mắt Tiểu Bạch lập tức phát sáng lên, sau đó dùng sức hút. Mà hỏa diễm kim sắc lại điên cuồng run rẩy, phảng phất như gặp sự tình đáng sợ gì, cùng lúc đó, Dương Diệp phát hiện, hỏa diễm màu vàng giống như trở thành nhạt rồi. Vù vù vù, trong mắt Tiểu Bạch tràn đầy vẻ hưng phấn, đồng thời nàng hút càng ra sức. Dương Diệp cảm thấy, năng lượng trong hỏa diễm kim sắc kia giống như bị Tiểu Bạch hút đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhớ tới, Tiểu Bạch ưa thích hấp thu năng lượng tinh thuần, mà thiên địa linh vật đều là các loại năng lượng tinh thuần ngưng tụ thành. Nói cách khác, phàm là đồ vật năng lượng ngưng tụ, cho dù là thiên địa linh vật, Tiểu Bạch đều có thể hấp thu. Nghĩ mà sợ. Nếu quả thật như vậy, Tiểu Bạch không khỏi quá kinh khủng a. Cái này tương đương với khắc tinh của tất cả năng lượng thể a. Đúng lúc này, xa xa tiểu cô nương kia đột nhiên thò tay bắt được hỏa diễm kim sắc, sau đó lại thu vào. Nàng nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt có một tia ngưng trọng. Dương Diệp lần thứ nhất nhìn thấy trong mắt đối phương có vẻ ngưng trọng, cho dù là lúc trước hắn thi triển kiếm vực, đối phương cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Nhưng hiện tại, trong mắt đối phương lại có vẻ ngưng trọng. Tiểu cô nương này biết rõ lai lịch của Tiểu Bạch, hơn nữa lai lịch của Tiểu Bạch nhất định rất đáng sợ. Nhìn thấy tiểu nữ hài thu hỏa diễm lại, Tiểu Bạch ngẩn người, sau đó nàng nổi giận. Nàng nắm chặt tiểu chảo, nhìn hằm hằm tiểu nữ hài, hàm răng không ngừng cọ sát. Giống như là muốn xông lên cùng tiểu nữ hài đánh một trận. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, do dự một chút, cổ tay khẽ động, một trái cây màu tím xuất hiện ở trên tay nàng nói. Ngươi hút cái này. Trái cây lớn cỡ đầu người, toàn thân màu tím, mặt ngoài có lưu quang nhàn nhạt bao bọc. Thời điểm tiểu nữ hài lấy ra trái cây, ánh mắt cự mãng nhìn chằm chằm, trong mắt có một tia hâm mộ. Ánh mắt Tiểu Bạch rơi vào trái cây màu tím, khi thấy trái cây. Nàng trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo chậm rãi nới lỏng ra, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng chiêu chiêu, trái cây bay tới trước mặt nàng. Nhìn trái cây, nàng vươn đầu lưỡi liếm bờ môi, muốn cắn ăn, nhưng lúc này nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp cùng Tử Nhi. Nhìn, nàng ôm trái cây bay đến trước mặt Dương Diệp cùng Tử Nhi, sau đó một tiểu chảo chỉ trái cây, một cái khác chỉ Dương Diệp cùng Tử Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười sáng lạn. Dương Diệp cùng Tử Nhi nhìn nhau, trong lòng hai người ấm áp, Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó ánh mắt rơi vào trên trái cây, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn vốn cho rằng trái cây này là đế cấp, nhưng hắn sai rồi. Đây không phải đế cấp, đây là trái cây hư cấp. Thiên địa linh bảo hư cấp. Khó trách Tiểu Bạch ưa thích như vậy. Dương Diệp nhìn về phía tiểu nữ hài, tiểu cô nương này cũng quá hảo phóng a. Trái cây hư cấp, cứ như vậy đưa ra. Dương Diệp ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, nhìn Tiểu Bạch không ngừng đưa trái cây đến trước mặt hắn, hắn cười cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch nói. Chính ngươi ăn, ta không ăn. Tuy quả này khẳng định đối với hắn cũng có trợ giúp, nhưng da mặt hắn còn không có dày đến đi chia đồ ăn với Tiểu Bạch, đây là tiểu nữ hài đưa cho Tiểu Bạch, mà không phải đưa cho hắn. Nếu ăn, sẽ bị tiểu cô nương kia khinh bỉ. Nhưng Tiểu Bạch lại lắc đầu. Sau đó đưa trái cây cho hắn cùng với Tử Nhi. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này, Tử Nhi nhận lấy trái cây, sau đó bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vẽ một cái, chia trái cây ra làm hai nửa, một nửa đưa cho Tiểu Bạch nói. Người ăn, chúng ta về sau lại ăn. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó gật đầu, nàng ôm lấy trái cây gặm. Không đến một hồi, nửa quả cây đã bị Tiểu Bạch ăn không còn. Sau khi ăn xong, nàng còn liếm liếm tiểu chảo. Có chút chưa thỏa mãn. Khóe miệng Dương Diệp co lại, Tiểu Bạch là ăn hàng thứ thiệt a. Ăn xong trái cây, Tiểu Bạch bay đến trên bờ vai Dương Diệp,
đầu cọ sát đôi má Dương Diệp, sau đó con mắt đóng lại, chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng hít thở. Dương Diệp! Sao nàng sẽ theo ngươi? Lúc này, tiểu nữ hài bỗng nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài nói. Duyên phận! Cùng tiểu bạch gặp nhau, xác thực là duyên phận. Ngươi biết rõ lai lịch của nàng không? Tiểu nữ hài nói. Dương Diệp lắc đầu. Xoàn xoạt. Khóe miệng tiểu nữ hài cười lạnh, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị. Nghe được thanh âm này, sắc mặt Dương Diệp tối sầm, hắn thật sự có chút căm tức tiểu cô nương kia, vì không có nắm chắc đánh thắng đối phương, bằng không thì, hắn nhất định sẽ đánh tiểu cô nương này một trận. Nàng đến tột cùng có lai lịch gì? Bên cạnh Dương Diệp, Tử Nhi hỏi. Nàng cũng đã nhìn ra, Dương Diệp cùng tiểu cô nương này rất trái tính trái nết, hai người căn bản không cách nào trao đổi bình thường. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua tiểu bạch đã ngủ say, trầm mặc một lát, sau đó nói. Tại đại thế giới, có câu nói, trời sinh vạn vật, linh chủ vi tôn, nàng là linh chủ. Đợi nàng hơi trưởng thành, nàng một hơi có thể hút sạch toàn bộ linh khí trên đại lục, nếu như nàng lớn lên, một hơi có thể hút sạch tất cả linh khí trong tinh vực. Nghe vậy, thân thể của Dương Diệp cứng đờ, Tử Nhi cũng ngây người. Một hơi hút sạch linh khí toàn bộ đại lục, đây là cái khái niệm gì? Linh khí toàn bộ đại lục a, nếu như nàng thật sự hút sạch linh khí một đại lục, tương đương với ở trong nháy mắt hủy toàn bộ đại lục a. Mà nếu như hút sạch linh khí cả tinh vực, tương đương với hủy diệt vô số thế giới. Ít hầu Dương Diệp lăn lăn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu bạch gần trong gang tấc, tiểu gia hỏa này có thể lợi hại như vậy. Năng lực chính thức của nàng, so với ta nói còn muốn đáng sợ. Lúc này, tiểu nữ hài lại nói. Nhân loại, nàng đi theo người, là phúc khí của ngươi, nhưng cũng là bất hạnh của ngươi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, tiểu nữ hài nói. Sẽ có rất nhiều người muốn giết người, kể cả ta. Nói xong, tay phải nàng nâng lên, muốn động thủ. Xa xa, Dương Diệp nheo mắt, hiển nhiên hắn không nghĩ tới tiểu cô nương này nói động thủ liền động thủ. Dương Diệp tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, huyền khí trong cơ thể tuôn ra, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tiểu Mạt, để cho bọn họ tới gặp ta. Thanh âm một nữ tử vang lên. Nghe thanh âm này, tiểu nữ hài nhíu mày, nhìn biểu lộ của nàng, hiển nhiên rất không tình nguyện, nhưng nàng lại không có động thủ, lạnh lùng nhìn Dương Diệp nói. Nói cho ngươi biết. Hết thảy của ngươi đều là của ta, đều là của ta đấy. Nói xong, tay phải nàng khẽ vẫy, xa xa cự mãng lập tức hóa thành con rắn nhỏ quấn ở trên tay nàng, sau đó xoay người biến mất ở xa xa. Đi không? Bên cạnh Dương Diệp, Tử Nhi nói khẽ. Đương nhiên đi. Dương Diệp hít sâu một hơi, hiện tại hắn đã bạo lộ, trốn. Tại sao phải trốn? Đối phương hiển nhiên không có ý tứ muốn giết hắn, bằng không thì... Những yêu thú hư cấp chung quanh kia đã sớm lên rồi. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là nhân tộc Nhiếp gia làm loạn, hay là yêu tộc thật sự muốn đánh nhân tộc. Dương Diệp mang theo Tử Nhi đuổi kịp tiểu cô nương kia, bất quá tiểu cô nương kia không biết là cố ý hay vô tình, tốc độ cực nhanh, thiếu chút nữa bỏ qua Dương Diệp cùng Tử Nhi, cũng may Dương Diệp có thuấn không chi dực, bằng không thì hắn thật đúng là bị đối phương vung rất xa. Không biết bay qua bao nhiêu sơn mạch, rốt cuộc. Một đại thành xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp cùng Tử Nhi. Thành rất lớn, cực kỳ lớn, tường thành cao khoảng chừng hơn 1.000 trượng, lớn hơn rất nhiều ngọn núi. Yêu tộc vậy mà cũng có thành. Dương Diệp nói khẽ. Tử Nhi nói. Nhân tộc rất thông minh, hình thể bọn hắn không bằng yêu tộc, nhưng ở phương diện khác lại lợi hại hơn yêu tộc nhiều, ví dụ như đan dược, thành trì, trận pháp, cũng chính bởi vì như thế, nhân tộc mới có thể chống lại yêu tộc. Thậm chí nhiều khi, yêu tộc hoàn toàn bị áp chế. Bởi vậy, yêu tộc cuối cùng học tập nhân tộc, bất quá có chút khó, dù sao yêu tính khó sửa đổi. Bất quá, yêu tộc ở đây hiển nhiên học vô cùng tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, vẫn là câu nói đó, yêu tộc không đáng sợ chính là yêu tộc có văn hóa. Một đường đi tới, hắn gặp được một ít yêu thú, những yêu thú này đều rất có kỷ luật, hoàn toàn không giống yêu tộc hắn chứng kiến ở Huyền Giả Đại Lục hay Thanh Châu. Thực lực chỉnh thể của yêu tộc vốn vượt qua nhân loại, nếu như lại đoàn kết, tăng thêm kỷ luật, nhân tộc ở trước mặt yêu tộc, không có một chút ưu thế. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp nắm tay Tử Nhi, thân hình khẽ động, bay vút về phía đại thành. Cửa thành mở rộng, không có yêu thú thủ hộ,
Dương Diệp mang theo Tử Nhi trực tiếp tiến vào thành. Lớn, cực kỳ lớn. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Trong thành rất ít kiến trúc, chỉ rải rác mấy kiến trúc, bởi vậy nội thành rất rộng lớn, tựa như một bình nguyên. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiếp tục mang theo Tử Nhi đi đến. Trên đường đi, ngẫu nhiên sẽ có yêu thú nhìn về phía bọn hắn, nhưng bọn hắn chỉ nhìn xem, không có đi tới. Chỉ chốc lát, một cung điện xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tử Nhi. Mà đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên từ xa đánh úp lại, cuối cùng rơi vào trước mặt hai người Dương Diệp. Bành! Toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt. Dương Diệp cùng Tử Nhi ngừng lại, ở trước mặt bọn họ, là một nam tử khôi ngô, dáng người nam tử cực kỳ khôi ngô, ít nhất bằng hai Dương Diệp, cơ bắp toàn thân gồ lên, tràn đầy lực lượng. Ánh mắt nam tử rơi vào trên người Dương Diệp, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một quyền oanh tới. Dương Diệp nhíu mày, sau một khắc, Táng Thiên xuất hiện ở trong tay, sau đó mạnh mẽ chém. Oanh! Kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt, Dương Diệp lui tầm 10 bước, mà nam tử khôi ngô thì lui hơn 10 trượng. Trong mắt nam tử khôi ngô hiện lên một tia lệ khí, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, Dương Diệp lại biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nam tử khôi ngô, cùng lúc đó, một thanh kiếm chỉ vào mi tâm hắn. Thân thể nam tử khôi ngô cứng ngắc, không dám động. A-man, đã nói với ngươi rồi, mặc kệ nhân tộc hay yêu tộc, một đời trẻ tuổi, đã không có người nào là đối thủ của hắn, hiện tại tin chưa? Lúc này, trong đại điện đột nhiên truyền đến một giọng nói. Nam tử khôi ngô nhìn Dương Diệp ôm quyền, sau đó lui qua một bên. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Tử Nhi đi vào trong cung điện. Trong cung điện, chỉ có một nữ tử. Khi thấy nữ tử này, Dương Diệp sững sờ. Làm sao có thể, ngươi là... Ở trước mặt Dương Diệp cùng Tử Nhi là một mỹ phụ mặc váy xanh, từ bên ngoài đến xem, mỹ phụ ước chừng 30 tuổi. Mày liễu mắt hạnh, da trắng như ngọc, lạnh nhạt đoan trang. Dáng người nàng có chút đầy đặn, nhưng lại có lồi có lõm, giơ tay nhấc chân mang theo một tia quý khí cùng ung dung khó có thể nói rõ. Ở trước mặt nàng, là một ít hoa hoa thảo thảo. Tay phải nàng đặt trên một đóa hoa màu trắng, một tia huyền khí không ngừng từ lòng bàn tay nàng chút xuống đóa hoa. Huyền khí. Mỹ phụ có huyền khí. Nhân loại. Yêu tộc yêu thú tự nhiên là không có huyền khí, mà cô gái trước mắt này có huyền khí, nói cách khác, đối phương không phải yêu thú, mà là nhân loại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dương Diệp khiếp sợ. Ta nghe qua ngươi, Mỹ phụ đột nhiên nói. Không có ai biết lai lịch của ngươi. Chỉ biết người đột nhiên quật khởi ở trên Minh Ngục Đại Lục, tốc độ quật khởi còn nhanh hơn kiếm vô cực năm đó. Thiên phú so với hát kiếm vô cực, chỉ có hơn mà không kém. Hiện tại Minh Ngục Đại Lục, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, một đời trẻ tuổi, không có đối thủ của ngươi, không đúng, đừng nói một đời trẻ tuổi, thế hệ trước có thể thắng ngươi, cũng không cao hơn một tay. Ngươi là nhân loại. Dương Diệp trầm giọng nói. Mỹ phụ nhìn Dương Diệp một cái, khóe miệng vui vẻ. Ta xác thực là nhân loại, chúng ta là đồng loại. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Mỹ phụ cười cười, sau đó đi tới trước một đóa hoa màu xanh đậm, bàn tay đặt lên đóa hoa, huyền khí từ trong lòng bàn tay tràn ra, cuối cùng chui vào trong đóa hoa kia. Qua mấy tức, Mỹ phụ mới nói. Sự tình có chút dài, ta nói đơn giản thoáng một phát a. Còn trẻ vô tri, tự ý vào địa bàn yêu tộc, thiếu chút nữa táng thân ở trong núi sâu. May mắn được phu quân ta, là yêu vương lúc trước cứu. Cứ như vậy, ta đến yêu tộc, trở thành yêu tộc yêu hậu. Muốn trở thành yêu tộc yêu hậu, cũng không phải một chuyện đơn giản, bất quá những sự tình này đã không cần phải nói. Yêu vương lúc trước? Dương Diệp nhíu mày nói. Bây giờ phu quân ngươi không phải là yêu vương. Tay Mỹ phụ có chút dừng lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường nói. Hắn vẫn lạc. Dương Diệp. Mỹ nữ nói, rất bình thường a, ở thế giới này, không cách nào càng tiến một bước, cuối cùng sẽ có ngày hóa thành bụi đất. Hiện tại ngươi là yêu vương. Dương Diệp hỏi, bọn hắn đều thích xưng hô ta là yêu hậu. Mỹ phụ cười nói, ngươi cũng có thể xưng hô ta như vậy. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, ta có một chuyện không rõ, Kình Thiên Phong nhiếp ra nói yêu tộc muốn tiến công nhân loại, việc này là thật. Là thật thì như thế nào?
Là giả thì như thế nào? Mỹ nữ hỏi. Dương Diệp nói. Nếu như là giả, ta sẽ mang theo người của ta đi. Nếu như là thật. Mỹ phụ cười nói. Nếu như là thật, người cũng không cải biến được cái gì, không phải sao? Nếu như cho ngươi 5 năm, có lẽ ngươi có thể cải biến, nhưng hiện tại, thứ cho ta nói thẳng, bất kể là đối với Nhiếp gia, hay đối với yêu tộc ta, ngươi đều không tạo được uy hiếp gì, ít nhất bây giờ là như vậy. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì đối phương nói không sai. Nếu như yêu tộc thật sự muốn đánh nhân loại, chẳng lẽ hắn có thể diệt toàn bộ yêu tộc? Khả năng sao? Dù tăng thêm cùng kỳ cùng kiếm linh cũng khó có khả năng. Hắn là người, không phải thần. Lúc này, Mỹ Phụ lại nói. Nhiếp gia nói yêu tộc ta muốn đánh nhân loại, bọn hắn có nói tại sao yêu tộc ta phải làm như vậy hay không? Dương Diệp lắc đầu. Mỹ Phụ cười cười nói. Bọn hắn tự nhiên sẽ không nói, bởi vì yêu tộc ta chưa bao giờ nghĩ tới đánh nhân loại. Không đúng, lúc trước không nghĩ tới, hiện tại, chúng ta không phải nghĩ. Mà đã chuẩn bị xong. Dương Diệp lắc đầu nói. Yêu hậu, ta là người thẳng tính, không thích quanh co lòng vòng. Ta đến yêu tộc, ngoại trừ đến tìm hiểu chi tiết yêu tộc, còn có một nguyên nhân, là muốn biết rốt cuộc là yêu tộc muốn đánh nhân loại, hay Nhiếp gia có mục đích gì khác. Ta không muốn thủ hạ cùng ta bị lợi dụng, kính xin yêu hậu nói thẳng. Yêu hậu nhìn Dương Diệp một cái, trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Yêu tộc có một vật, là chí bảo yêu tộc. Vật ấy chính là năm đó kiếm vô cực từ ngoại vực mang về, sau khi kiếm vô cực vẫn lạc, vật ấy bị yêu tộc đoạt được, bất quá khi đó vật ấy còn chưa thành thục, bởi vậy không có tác dụng quá lớn. Mà bây giờ, vật ấy đã lớn, rất nhanh sẽ triệt để thành thục. Quên nói một điểm trọng yếu nhất, vật ấy có tỷ lệ giúp người đột phá hư giả cảnh, đạt tới trên hư giả cảnh. Nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp co lại, đạt tới trên hư giả cảnh. Đạt tới trên hư giả cảnh với hắn mà nói, không có sức hấp dẫn gì, bởi vì hắn mới bán đế, trên hư giả cảnh, cách hắn còn có chút xa. Nhưng cái này đối với những lão quái vật hư giả cảnh ở Minh Ngục Đại Lục mà nói, tuyệt đối là một hấp dẫn không cách nào cự tuyệt. Hư giả cảnh là cực hạn của thế giới này, nói cách khác, không cần biết ngươi là ai, sau khi đạt tới hư giả cảnh, chờ đợi người đúng là tử vong. Tu luyện vạn năm, cuối cùng lại hóa thành một đống bụi đất, ai cam tâm. Ai cũng sẽ không cam lòng, mà bây giờ, đã có bảo vật có thể làm cho bọn hắn đột phá xuất hiện, bọn hắn làm sao có thể nhịn được không ra tay. Không, phải nói, vì thứ này, vô số người tuyệt đối sẽ lựa chọn không từ thủ đoạn. Nếu như yêu hậu không nói dối, hành vi của Nhiếp gia cũng có thể nói thông. Nhiếp gia muốn đạt được bảo vật yêu tộc, nhưng dùng thực lực của Nhiếp gia căn bản không cách nào chống lại yêu tộc, cho nên bọn hắn triệu tập cường giả cả nhân loại đến Kình Thiên. Phong, đơn giản mà nói, Nhiếp gia muốn lợi dụng thực lực toàn bộ nhân tộc, đến giúp bọn hắn đạt được bảo vật yêu tộc. Vì bảo vật này, Nhiếp gia không tiếc làm cho cả nhân tộc lâm vào tuyệt cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi nói. Còn có một nghi vấn, tuy thực lực Nhiếp gia rất mạnh, nhưng muốn chống lại yêu tộc, có lẽ không đủ. Không chỉ Nhiếp gia, dù tất cả cường giả nhân loại cộng lại, so với yêu tộc vẫn có không ít chênh lệch. Nhưng bọn hắn vẫn làm như vậy. Là bí quá hóa liều, hay bọn hắn còn có át chủ bài? Đều có. Mỹ Phụ lạnh nhạt nói. Đầu tiên, người đánh giá thấp thực lực của Nhiếp gia. Đây là một thế gia cổ xưa, nội tình rất sâu. Hiện tại tăng thêm tam tông sáu thành, tuy thực lực chỉnh thể còn không bằng yêu tộc, nhưng thực sự không kém bao nhiêu. Hơn nữa, vì vật kia, đừng nói không kém bao nhiêu, chỉ sợ dù chênh lệch rất nhi dều, bọn hắn cũng sẽ bí quá hóa liều thử xem. Liều. Khả năng còn có cơ hội, nếu như không liều, đối với bọn họ mà nói, là chờ chết. Người tam tông sáu thành không biết mục đích của Nhiếp gia. Dương Diệp trầm giọng nói. Mỹ Phụ cười cười nói. Đây cũng không phải sự tình ta muốn quản. Ta chỉ biết, khi bọn hắn tiến vào địa bàn yêu tộc, là tuyên chiến với yêu tộc, khi đó, yêu tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát người xâm phạm. Hơn nữa, hủy diệt Kình Thiên Phong, tiến quân thần tốc. Giết chết hết thảy mọi người ở ẩn vực. Dương Diệp biến sắc, mặc dù nữ nhân này mặt ngoài vui vẻ, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, đối phương tuyệt đối không phải nói giỡn. Nếu như nhân tộc thật sự dám xuất thủ trước, nàng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Trầm ngâm mấy tức, Dương Diệp nói. Ngươi cũng là nhân loại. Hắn cảm thấy, mình nên vì nhân tộc nói vài câu. Nhân tộc có câu nói.
Mỹ phụ cười nói. Gọi lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Ta đã gả cho yêu tộc, hiện tại, ta là người yêu tộc. Hơn nữa, yêu tộc là con dân của phu quân ta, nếu là con dân của phu quân ta, vậy thì là con dân của ta, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ suy nghĩ cho bọn hắn. Vẫn là câu nói đó, nếu nhân tộc dám động thủ trước, yêu tộc chắc chắn hết toàn lực diệt nhân tộc. Nhổ cỏ, phải trừ tận gốc, ngươi cảm thấy đúng không? Dương Diệp trầm giọng nói. Yêu tộc cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Sự tình không thể tránh khỏi. Mỹ nữ nói. Hơn nữa, nếu diệt nhân tộc, như vậy đại lục chỉ còn yêu tộc, dùng không được bao lâu, yêu tộc sẽ khôi phục nguyên khí. Ngươi có nắm chắc yêu tộc diệt nhân tộc, mà không phải nhân tộc diệt yêu tộc như vậy? Dương Diệp hỏi. Mỹ phụ cười nói. Đây cũng không phải sự tình ta muốn quản. Ta chỉ biết, khi bọn hắn tiến vào địa bàn yêu tộc, là tuyên chiến với yêu tộc, khi đó, yêu tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát người xâm phạm. Hơn nữa, hủy diệt Kình Thiên Phong, tiến quân thần tốc, giết chết hết thảy mọi người ở ẩn vực. Dương Diệp biến sắc, mặc dù nữ nhân này mặt ngoài vui vẻ, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, đối phương tuyệt đối không phải nói giỡn. Nếu như nhân tộc thật sự dám xuất thủ trước, nàng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Trầm ngâm mấy tức, Dương Diệp nói. Ngươi cũng là nhân loại. Dương Diệp hỏi. Mỹ phụ cười nói. Nếu như nhân tộc thật sự đoàn kết, cực kỳ đoàn kết, nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó, thắng bại phân chia 5-5. Nhưng nhân tộc đoàn kết sao? Ví dụ như ngươi cùng Nhiếp gia, nếu như ngươi cùng Nhiếp gia có thể chân thành hợp tác, tất cả mọi người các ngươi không có tư tâm, đồng tâm hiệp lực, yêu tộc ta muốn diệt nhân tộc, xác thực sẽ rất khó. Nhưng các ngươi đoàn kết sao? Không, các ngươi đều có tư tâm, đều có mưu đồ của mình, lực lượng nhân tộc căn bản không cách nào chính thức ngưng tụ thành một cỗ. Mà yêu tộc ta có thể, ta ra lệnh một tiếng, toàn tộc xuất động, bọn hắn không có do dự chút nào. Dương Diệp lắc đầu, không có nói chuyện nữa. Nói cái gì, người ta đã nói rất rõ ràng, nhân tộc không đánh yêu tộc sẽ không xuất thủ. Yêu tộc không có mau bệnh a. Biết rõ vì cái gì ta nói với ngươi nhiều như vậy không? Ánh mắt yêu hậu rơi vào trên người Dương Diệp. Bởi vì ngươi không giống rất nhiều nhân loại, ta cảm giác được, ngươi đối với yêu thú không có ác ý, từ tiểu nữ oa bên cạnh ngươi có thể thấy được. Nếu như ngươi giống như nhân tộc khác, có ý nghĩ tàn sát yêu tộc, tin tưởng ta, ngươi không đến được đây. Dương Diệp nhìn yêu hậu, sau đó nói. Ta sẽ trở về nhân tộc, sau đó mang theo người của ta ly khai Kình Thiên Phong, cũng sẽ nói chân tướng cho mọi người. Nếu hắn thật sự trở về nói Nhiếp gia mưu đồ làm loạn, những thế gia cùng tông môn nhân tộc kia chắc chắn sẽ không tin, thậm chí hắn còn có thể bị Nhiếp gia vu hãm hắn đầu phục yêu tộc, khi đó ở dưới Nhiếp gia dẫn dắt, tam tông sáu thành rất có thể sẽ liên thủ xuất thủ với Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các. Nếu quả thật như vậy, Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các thật sự xong. Lúc này, yêu hậu đột nhiên nói, đi thôi, lúc gặp lại, có lẽ là địch nhân rồi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, một vấn đề cuối cùng, tiểu nữ hài bại hoại kia là ai? Tiểu nữ hài bại hoại. Yêu hậu nao nao, lập tức cười nói. Cái này từ của ngươi, dùng rất phù hợp. Nàng gọi mà tiểu lãnh, là một tiểu nữ hài từ trên trời giáng xuống. Từ trên trời giáng xuống. Dương Diệp nhíu mày. Nàng đến từ ngoại vực. Yêu hậu mỉm cười nói. Đối với lai lịch của nàng, ta cũng không rất rõ ràng, cũng không hỏi qua, ta coi nàng như tiểu muội muội đối đãi. Đúng rồi, người cũng đừng trêu chọc nàng, nàng nha, tính tình cũng không phải táo bạo bình thường, ở trong yêu tộc, những yêu thú kia sợ nhất không phải ta, mà là nàng. Phải biết, đắc tội ta, nhiều lắm là ăn chút trừng phạt, mà đắc tội nàng, chậc chậc. Dương Diệp cười khổ nói. Ta đã đắc tội nàng. Vậy sao? Yêu hậu cười cười nói. Vậy chỉ có thể chúc ngươi may mắn rồi. Dương Diệp nhìn yêu hậu nói. Hy vọng chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Tuy nữ nhân trước mắt này rất bình dị gần gũi, phải nói là rất hòa ái dễ gần, nhưng hắn sẽ không ngốc đến cho rằng đối phương không có bản lãnh gì. Có thể dùng thân phận nhân loại trưởng quản toàn bộ yêu tộc, này sẽ là người bình thường sao? Thế gian khó liệu, vạn sự tùy duyên a. Yêu hậu cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Cáo từ. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Yêu hậu nhìn bóng lưng Dương Diệp rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Vì cái gì không giết hắn? Lúc này,
một giọng nói đột nhiên vang lên, nói chuyện đúng là tiểu cô nương trước kia. Yêu hậu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, cười nói. Tại sao phải giết hắn? Người biết rõ nguyên nhân còn hỏi. Tiểu nữ hài nói. Yêu hậu nói. Trong nhân tộc, có bốn người đối với yêu tộc có uy hiếp cực lớn, một là lão gia hỏa Nhiếp gia kia, hai cái khác người cũng biết, bất quá hai người kia ở thế giới này đều có mục đích riêng, chỉ cần yêu tộc không đi quấy rầy bọn hắn, bọn họ sẽ không tới quản yêu tộc cùng nhân tộc. Mà một cái còn lại, là Dương Diệp, đúng không? Mặc dù hiện tại hắn có chút yếu, nhưng sau này sẽ rất cường đại. Tiểu nữ hài trầm giọng nói. Kỳ thật, hiện tại hắn cũng không yếu. Yêu hậu đi đến trước mặt tiểu nữ hài, sau đó nắm tay tiểu nữ hài đi ra ngoài điện nói. Trên trán hắn chính là kiếm thần ấn. Hiển nhiên, hắn đi qua kiếm thần đảo. Mặc dù có chút nghi hoặc vì cái gì vị kia không giết hắn, bất quá cái này đối với chúng ta mà nói, không trọng yếu. Quan trọng là, hắn là kiếm ý niết bàn cảnh, nếu như hắn thúc giục kiếm thần ấn, kiếm ý của hắn tăng lên tới trên niết bàn cảnh, tăng thêm hắn lại có kiếm vực có thể trấn áp thời gian pháp tắc. Khi đó hắn có thể uy hiếp được chúng ta. Thế nhưng chúng ta vẫn có thể giết hắn đi, không phải sao? Tiểu nữ hài nói. Yêu hậu nắm tay tiểu nữ hài đi ra ngoài điện, nàng nhìn chân trời xa xa, dưới ánh chiều tà, có mấy đóa mây trắng trôi nổi. Sau nửa ngày, nàng nói. Nhưng sẽ trả một cái giá rất lớn. Hơn nữa, thiên tài như thế, tất nhiên là người có đại tạo hóa, lá bài tẩy của hắn, khả năng còn muốn khủng bố hơn kiếm thần ấn. Tùy tiện xuất thủ, chúng ta khả năng giết không được người, ngược lại còn có thể tổn thất thảm trọng. Nói đến đây, nàng cúi đầu nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu nữ hài nói. Hơn nữa, tại sao chúng ta phải giết hắn? Hắn còn sống, đối với chúng ta càng có trợ giúp. Phải biết, hắn tuyệt sẽ không cam lòng bị Nhiếp gia lợi dụng, mà nếu như hắn phản kháng, tất nhiên sẽ cùng Nhiếp gia trở mặt, cho nên hắn hãy để cho Nhiếp gia giải quyết a. Không quản bọn hắn làm khỉ gió gì ai thắng ai thua, đối với yêu tộc chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt, không phải sao? Tiểu nữ hài trầm mặc. Ngươi rất thích tiểu sủng vật của hắn. Yêu hậu bỗng nhiên nói. Đó là linh chủ. Tiểu nữ hài nói. Yêu hậu cười nói. Về sau có cơ hội, ta thay ngươi lấy tới. Không được. Tiểu nữ hài nhìn yêu hậu nói. Trừ khi nàng tự nguyện, bằng không thì... Ngày sau sẽ vì yêu tộc ngươi mang đến đại họa ngập trời. Yêu hậu nhíu mày nói. Nàng đến tột cùng là tồn tại gì? Tiểu nữ hài trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Một tồn tại rất lợi hại rất lợi hại. Yêu hậu. Ly khai yêu thành, Dương Diệp mang theo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch bay về Kình Thiên Phong. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng yêu hậu nói. Hắn không ngốc, đối phương nói những lời kia, không chừng là muốn hắn cùng với Nhiếp gia đổ máu. Sau đó yêu tộc được ngư ông thủ lợi. Nhưng Nhiếp gia nhất định là có mục đích không thể cho ai biết. Bất quá hắn còn không quá xác định, nhưng hắn biết rõ, nếu như Nhiếp gia đúng như yêu tộc nói, là muốn cướp lấy bảo vật yêu tộc, như vậy kế tiếp, Nhiếp gia nhất định sẽ có động tác. Nói ngắn lại, bất kể là yêu tộc thật sự muốn đánh nhân loại, hay Nhiếp gia mưu đồ làm loạn, đối với hắn cùng Kiếm Minh còn có Thiên Sát Các đều không phải chuyện tốt. Đặc biệt là hiện tại Thiên Sát Các cùng hắn đều tham dự trong đó, dù bọn hắn muốn bước ra cũng rất khó. Nếu như chỉ có hắn, thiên hạ to lớn, hắn ở đâu cũng có thể đi. Nhưng hiện tại sau lưng hắn còn có Thiên Sát Các cùng với Kiếm Minh, gây chuyện không tốt, Thiên Sát Các cùng Kiếm Minh sẽ có tai họa ngập đầu. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng Tử Nhi đột nhiên ngừng lại, bởi vì tiểu nữ hài mà Tiểu Lãnh xuất hiện ở cách đó không xa. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Tiểu cô nương này không phải là còn muốn cướp đồ đạc của hắn chứ? Mà Tiểu Lãnh chỉ vào Tiểu Bạch trên bờ vai Dương Diệp nói. Người đưa nàng cho ta, ta cho ngươi thứ tốt. Dương Diệp. Mà Tiểu Lãnh khẽ đảo lòng bàn tay, hỏa diễm kim sắc xuất hiện ở trong tay nàng nói. Hỏa diễm này rất lợi hại, ở trong tất cả thiên địa linh vật, nó có thể sắp xếp top 10. Nếu người cảm thấy chưa đủ, ta còn có. Nói xong, tay trái nàng lật lên. Một đóa hỏa diễm màu xanh đậm xuất hiện. Cái này cũng rất lợi hại, sắp xếp top 10, ta lấy bọn chúng đổi nàng, hai cái đôi một cái, người buôn bán lời. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai đóa hỏa diễm trong lòng bàn tay của tiểu nữ hài, không thể không nói, đây tuyệt đối là thứ tốt, nếu như có thể đạt được, gia trì kiếm ý, uy lực kia tuyệt đối rất điên. Cuồng, nhưng hắn sẽ cầm tiểu bạch đi đổi sao?
Tự nhiên là không. Dương Diệp lắc đầu nói. Nàng ở trong lòng ta, là bằng hữu, là thân nhân, không phải bất kỳ vật gì có thể so sánh, hiểu chưa? Tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp một cái nói. Là ngại không đủ sao? Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài nói. Coi như ngươi lấy ra thần khí nghịch thiên, ta cũng sẽ không đổi nàng. Còn nữa, ta muốn nói một điểm. Nàng không phải vật sở hữu tư nhân của ta, ta không có quyền cầm nàng làm hàng hóa ra bán, cũng sẽ không làm như vậy. Nếu như nàng nguyện ý đi theo ngươi, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. Bên cạnh Dương Diệp, Tử Nhi nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy nhu tình. Năm đó nàng đi theo Dương Diệp, thích nhất một điểm ở Dương Diệp là hắn chưa từng coi nàng là sủng vật, càng không có cho rằng nàng là của hắn. Cho tới nay, tình cảm của Dương Diệp đối với nàng, không phải chiếm hữu, mà là trả giá. Dương Diệp là một người ích kỷ, nhưng đồng thời, hắn cũng là một người có nguyên tắc. Nàng tin tưởng, dù Tiểu Bạch là một tiểu gia hỏa bình thường, hắn cũng không dùng Tiểu Bạch đi trao đổi với tiểu cô nương kia. Nghe Dương Diệp nói, tiểu nữ hài lắc đầu nói. Thế nhưng nàng không muốn. Vậy ta không có biện pháp. Dương Diệp nói. Nhưng nàng rất nghe lời ngươi, ngươi có thể bảo nàng đi theo ta, cái này không được sao? Tiểu nữ hài nói. Tại sao ta phải làm như vậy? Dương Diệp hỏi. Ta thích nàng. Tiểu nữ hài nói. Ngươi ưa thích nàng, ta liền tặng nàng cho ngươi. Dương Diệp kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không nên như thế sao? Tiểu nữ hài nhíu mày hỏi lại. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, sau nửa ngày, hắn lắc đầu nói. Ngươi, cái logic này của ngươi, thật sự là rất lợi hại. Không thể không nói, Dương Diệp rất bội phục tiểu cô nương này, bởi vì nàng thật không phải cường đại bình thường. Nàng ưa thích, cho nên nên là như vậy, hơn nữa còn đương nhiên như vậy. Tiểu nữ hài không nói gì, nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, thấy ánh mắt này của tiểu nữ hài, Dương Diệp lập tức đề phòng. Tiểu nữ hài tánh khí táo bạo cũng không phải loại lương thiện, đối phương nhìn xem hắn như vậy, không chừng lại đang nghĩ có nên sát nhân đoạt bảo hay không a. Ra ngoài ý định chính là tiểu nữ hài không có xuất thủ, mà lấy ra một quả trái cây màu tím nói. Cái này tặng cho nàng ăn, nói với nàng, về sau nếu muốn ăn, có thể tới tìm ta có rất nhiều rất nhiều. Nói xong, bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vung tới, trái cây màu tím lập tức bay đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, do dự một chút, hắn thu trái cây vào. Nếu như là đưa cho hắn nhất định sẽ không nhận, nhưng đối phương là đưa cho Tiểu Bạch, mà hắn biết rõ, Tiểu Bạch nhất định sẽ muốn. Đối với Tiểu Bạch mà nói, nàng sẽ không nghĩ sự tình phức tạp, chỉ cần ưa thích, nàng liền lấy. Đơn thuần a, ta thay nàng cảm ơn. Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài ôm quyền nói. Tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp một cái nói. Đi nhanh đi. Dương Diệp khẽ giật mình nói. Vì cái gì? Ta sợ ta sẽ nhịn không được giết ngươi. Tiểu nữ hài nói. Khóe miệng Dương Diệp co lại, hiện tại hắn xem như minh bạch, tiểu cô nương này từ đầu đến cuối đều nghĩ giết hắn. Dương Diệp lắc đầu, không cùng đối phương rong dài, muốn ly khai, lúc này tiểu nữ hài bỗng nhiên nói. Về sau nếu ngươi không bảo vệ được nàng, thì đưa nàng đến chỗ ta, ân, còn ngươi thì đừng tới, ta sẽ không bảo hộ ngươi. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài nói. Ngươi có bị người đánh qua hay không? Ai dám? Khóe miệng tiểu nữ hài cười lạnh. Cuối cùng có một ngày ta sẽ đánh sưng mông ngươi. Dương Diệp nói xong, ôm Tử Nhi thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Nhìn Dương Diệp xem đã biến mất, khóe miệng tiểu nữ hài cười lạnh. Dương Diệp không có dừng lại ở yêu tộc, mang theo Tử Nhi thi triển tốc độ đến nhanh nhất. Mà những yêu thú kia giống như đã nhận được mệnh lệnh của yêu hậu, bởi vậy không có yêu thú ngăn đón hắn. Chưa tới một canh giờ, Dương Diệp đã đi ra yêu tộc, đi tới phiến sa mạc dưới Kình Thiên Phong. Khi đi vào sa mạc, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì trên vách Kình Thiên Phong, xuất hiện rậm rạp chằng chịt hỏng pháo, khoảng chừng hơn vạn. Không phải tộc ta, chắc chắn sẽ sinh dị tâm, diệt yêu tộc, bảo vệ nhân loại. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trên Kình Thiên Phong truyền ra. Thanh âm rơi xuống. Oanh! Những khẩu pháo cực lớn kia đột nhiên bắn ra từng tia sáng màu vàng, gần vạn tia sáng màu vàng như lưu tinh xẹt qua chân trời, cuối cùng chui vào trong dãy núi yêu tộc. Nhìn thấy một màn này, tay Dương Diệp khẽ run lên. Nhân tộc, đã xong. Trước đó,
hắn còn không có hoàn toàn tin tưởng yêu hậu nói, nhưng hiện tại, hắn không thể không tin rồi. Nhân tộc chủ động xuất kích, đây tuyệt đối là chủ ý của Nhiếp gia. Nhiếp gia đối với thực lực yêu tộc thật sự không rõ ràng sao. Hắn tự nhiên là không tin, Nhiếp gia khẳng định tin tưởng thực lực của yêu tộc. Nhưng ở ngoài sáng dưới tình huống biết thực lực của yêu tộc, bọn hắn vẫn chủ động khơi mào chiến tranh trước, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Nhiếp gia muốn để cho cả nhân loại không có đường lui, xác thực, một khi nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến, tam tông sáu thành cùng vô số cường giả nhân loại có đường lui sao? Không có. Khi đó, tất cả mọi người sẽ theo Nhiếp gia đối kháng yêu tộc, cũng chỉ có thể đi theo Nhiếp gia. Buộc chặt cả nhân loại. Cái này là mục đích của Nhiếp gia. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Trên đỉnh núi Kình Thiên Phong. Ở biên giới đỉnh núi, là cường giả Nhiếp gia, ngoại trừ Nhiếp gia, còn có cường giả tam tông sáu thành. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào phía chân trời xa xa. Vạn trùng tia sáng xẹt qua phía chân trời, cuối cùng chui vào trong núi non trùng điệp, chỉ chốc lát, xa xa truyền đến từng tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, những núi non chập trùng kia ầm ầm sụp đổ, từng cột khói bụi phóng lên trời, bao phủ chân trời. Trong tràng, huyền khí của tất cả mọi người bắt đầu khởi động, thần sắc đề phòng, giống như đang đợi yêu tộc xuất thủ. Nhưng để cho mọi người bất ngờ là, không có cường giả yêu tộc xuất thủ. Một lát sau, tay phải Nhiếp Thiên nâng lên, lập tức, các họng pháo bắt đầu rung động. Tay phải Nhiếp Thiên rơi xuống. Công! Thanh âm rơi xuống, gần vạn chùm tia sáng lần nữa bắn về phía yêu tộc. Một bên, Lâm Thiên do dự một chút, sau đó nói. Nhiếp tộc trưởng, chúng ta làm như thế, có thể chọc giận yêu tộc hay không? Nhiếp Thiên vẫn không nói gì, Nguyên lão lại mở miệng nói. Lâm tộc trưởng, lời này của ngươi nói có chút buồn cười. Tộc ta cùng yêu tộc là tử địch, nếu là tử địch, như vậy chính là không phải ngươi chết chính là ta sống. Đến trình độ này rồi, tự nhiên phải thiên hạ thủ vi cường. Nhiếp Thiên cười nói. Nguyên huynh nói cực kỳ đúng, nhân tộc chúng ta đã cùng yêu tộc nhất định có một trận chiến, vậy vì sao chúng ta không chủ động xuất thủ trước, nắm giữ quyền chủ động? Chờ đợi yêu tộc tiến công, sẽ chỉ làm chúng ta ở vào bị động. Lâm Thiên nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, có chút trầm ngâm, sau đó nói. Nhiếp tộc trưởng, có một chuyện ta có chút nghi hoặc, cái kia chính là, vì sao yêu tộc muốn đánh nhân tộc chúng ta? Nghe Lâm Thiên nói, một ít người trong tràng lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, đây cũng là địa phương bọn hắn hiếu kỳ, bởi vì Nhiếp Thiên chưa bao giờ nói qua nguyên nhân. Yêu tộc muốn đánh nhân tộc, dù sao cũng phải có lý do a. Nhiếp Thiên nhíu mày, dáng tươi cười trên mặt thu liếm, hắn không nói gì, mà nhìn thoáng qua Nguyên lão, lúc này Nguyên lão cười nói. Lâm huynh, vấn đề này của ngươi quá buồn cười, không phải tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Yêu tộc muốn đánh nhân tộc chúng ta, còn cần lý do sao? Như thế nào không cần lý do? Lâm Thiên lạnh lùng nói. Hai tộc khai chiến, song phương nhất định tổn thất thảm trọng, nếu như không có một lý do nào, yêu tộc sẽ nổi điên đến đánh nhân tộc chúng ta. Nguyên lão cười lạnh nói. Tại sao không có lý do? Đương kim đại lục, chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc chúng ta, nếu như diệt đi nhân tộc chúng ta, như vậy đại lục chính là của yêu tộc bọn họ, lý do này không được sao? Lâm Thiên đang muốn nói chuyện, lúc này Nhiếp Thiên nói. Nguyên huynh nói không sai, chư vị, một núi không thể chứa hai cọp, đại lục này chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc chúng ta, một khi bọn hắn diệt nhân tộc chúng ta, như vậy toàn bộ đại lục đều là của yêu tộc, một khi bọn hắn nắm giữ tài nguyên của đại lục, đến lúc đó muốn khôi phục nguyên khí, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, chư vị có lẽ cũng biết, không chỉ tộc ta không có hảo cảm gì với yêu tộc đối với nhân tộc ta cũng như thế. Nói xong, hắn nhìn lướt qua mọi người trong tràng nói. Chư vị, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, bằng không thì, nếu chúng ta nội loạn, lẫn nhau nghi kỵ, nhân tộc tất vong. Nhiếp huynh nói rất đúng. Nguyên lão nói, lúc này đúng là thời điểm nhân tộc chúng ta sinh tử tồn vong, chúng ta vạn lần không được nghi kỵ lẫn nhau, bằng không thì chúng ta ở trước mặt yêu tộc đoàn kết, không có một chút phần thắng. Lâm Thiên nhíu mày, ai cũng nhìn ra được, Nguyên lão cùng Nhiếp gia đi lại với nhau. Bất quá cũng đúng, hiện tại Nguyên gia chỉ còn lại có hắn một gã hư giả cảnh, nếu như không tìm cái đùi đến ôm, vạn nhất Dương Diệp nổi điên,
vậy nguyên ra hắn sẽ biến mất khỏi Minh Mục Đại Lục. Công! Đúng lúc này, thanh âm của Nhiếp Thiên lại vang lên. Oanh! Nhiếp Thiên vừa nói xong, lại gần vạn chùm tia sáng bắn về phía yêu tộc. Thấy một màn như vậy, Lâm Thiên khẽ lắc đầu, tuy hắn cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng lúc này nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Đã qua hồi lâu, yêu tộc vẫn không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên cau mày nói. Trong mắt mọi người cũng đầy nghi hoặc, theo đạo lý mà nói, dù yêu tộc không tiến công, cũng có thể có chút biểu thị mới phải, nhưng lúc này yêu tộc một chút động tĩnh cũng không có. Cái này quá khác thường. Xa xa, Nhiếp Thiên nhíu mày trầm tư, sau một lát hắn nói. Ta đi xem. Thanh âm rơi xuống, thân hình hắn khẽ động, lao về phía chân trời, nhưng hắn vừa lướt ra kình thiên phong, một đạo hỏa diễm kim sắc từ phía chân trời thoáng hiện, tốc độ của hỏa diễm kim sắc cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt Nhiếp Thiên. Sắc mặt Nhiếp Thiên biến hóa, tay phải hóa trưởng đánh ra. Oanh! Hỏa diễm kim sắc nổ tung, toàn bộ chân trời biến thành biển lửa, mà Nhiếp Thiên thì về tới kình thiên phong. Mọi người biến sắc, bởi vì trên tay phải của Nhiếp Thiên còn mang lên hỏa diễm. Ước chừng qua mấy tức, ngọn lửa kia mới bị Nhiếp Thiên đánh tan. Mà lúc này, tay của hắn đã huyết nhục mơ hồ. Rác rưởi! Phía chân trời, truyền đến một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Là giọng nữ, còn có chút non nớt, nhưng lại tràn ngập khinh thường cùng mỉa mai. Thần sắc Nhiếp Thiên khó coi, muốn xuất thủ lần nữa, lúc này Nguyên lão đột nhiên chặn hắn nói. Nhiếp huynh, không thể hành động theo cảm tình, yêu tộc có chút khác thường, chúng ta trước thăm dò lai lịch của bọn hắn D9A4. Nhiếp Thiên trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Yêu tộc có cường giả chú ý bên chúng ta, người của chúng ta cần bản không cách nào đi ra ngoài. Dương Diệp kia đâu? Nguyên lão quay đầu nhìn về phía đám người Thiên Lan Không, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đi ra tìm hiểu tin tức, sao đến bây giờ còn không có tin tức? Không biết. Thiên Lan Không không chút nể mặt nói. Không biết. Nguyên lão cười lạnh một tiếng nói. Dương Diệp này, không phải là đầu phục yêu tộc chứ? Thiên Lan Không nói. Nguyên gia chủ, nói chuyện có thể dùng đầu óc không? Đầu nhập vào y rêu tộc. Dương Diệp có lý do gì đầu nhập vào yêu tộc? Còn nữa, người ở chỗ này đều biết ngươi cùng chúng ta không hợp, cho nên, ngươi muốn đả kích chúng ta, thì rõ rệt ra, đừng chơi tiểu xế chảo, bằng không thì sẽ chỉ làm người xem thường ngươi. Đả kích các ngươi. Nguyên lão lạnh lùng nói. Ta thừa nhận, ta xác thực cùng Thiên Sát các ngươi có cửu hận không nhỏ, nhưng bây giờ là thời khắc nhân tộc sinh tử tồn vong, lão phu làm việc vẫn biết rõ đúng mực. Còn nữa, Dương Diệp kia đi lâu như vậy, dùng tốc độ của hắn, đầy đủ đi dạo khắp yêu tộc một lần, nhưng đến bây giờ một điểm tin tức cũng không có, việc này, chẳng lẽ không kỳ quặc sao? Kỳ quặc! Thiên Lan Không cười lạnh nói. Ta chỉ biết, hắn dám đi, mà ngươi lại chỉ có thể như rùa đen co đầu rút cổ ở chỗ này, sau đó chơi một chút âm mưu quỷ kế. Làm càn! Nguyên lão gầm lên một tiếng, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân hình hắn khẽ động. Bắn mạnh về phía Thiên Lan Không, cùng lúc đó, Vân gia gia chủ Vân Linh Nguyên bản ở một bên trầm mặc không nói, còn có hai hư giả cảnh của Tần gia cũng đột nhiên lao về phía Thiên Lan Không cùng với Thủy Lâm Lang. Bốn hư giả xuất thủ. Tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì đều không nghĩ tới bốn người Nguyên lão lại đột nhiên xuất thủ. Nhìn thấy bốn người Nguyên lão đột nhiên xuất thủ với hai người mình, sắc mặt của Thiên Lan Không cùng Thủy Lâm Lang đại biến, không cần phải nói. Mục đích của bốn người Nguyên lão ngay từ đầu căn bản không phải chỉ trích Dương Diệp, mà là muốn tru sát các nàng. Chỉ cần tru sát hai nàng, cường giả hư giả cảnh ở Kình Thiên Phong, Thiên Sát Các chỉ còn lại có Dương Diệp, khi đó dùng thực lực của Dương Diệp, căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp đối với Tam gia bọn họ. Chỉ một cái chớp mắt, Thiên Lan Không cùng Thủy Lâm Lang đã minh bạch ý đồ của đám người Nguyên lão. Mà lúc này, bốn người Nguyên lão đã đi tới trước mặt các nàng, cùng lúc đó không gian chung quanh bị ngưng cố, nói cách khác, lúc này các nàng căn bản không cách nào dung nhập không gian. Chỉ có thể đối bính. Hai nữ không chút do dự, tay cầm dao găm, quyết đoán xuất thủ. Nhưng các nàng sao có thể là đối thủ của bốn hư giả cảnh? Rầm rầm. Vừa mới giao thủ, Thiên Lan Không cùng Thủy Lâm Lang bị đánh bay ra ngoài, mà lúc này, Vân Linh cùng một hư giả của Tần gia đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Thiên Lan Không cùng Thủy Lâm Lang. Khóe miệng hai người dữ tợn, trực tiếp đánh tới.
Hai nữ kinh hãi, đang muốn quay người phòng ngự, mà lúc này, bốn cổ khí thế hư giả cảnh kinh khủng đột nhiên đặt ở trên người hai nữ, thân thể hai nữ bị khí thế đè ngoặt. Mà lúc này, bàn tay của Vân Linh cùng hư giả cảnh Tần gia đã đi tới sau gáy Thiên Lan Không cùng Thủy Lâm Lang. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Nguyên lão nổi lên dáng tươi cười dữ tợn, mà trong mắt Vân Linh cùng Tần gia hư giả cũng xuất hiện nụ cười. Trong mắt Thiên Lan Không cùng Thủy Lâm Lang xuất hiện vẻ tuyệt vọng, các nàng là sát thủ, chính diện giao thủ vốn rất yếu, mà bây giờ đối phương bốn cường giả hư giả cảnh vây công các nàng, trong đó một gã còn là lão quái vật, các nàng như thế nào địch qua. Các nàng cũng không phải Dương Diệp. Nghĩ đến Dương Diệp, khóe miệng Thiên Lan Không nổi lên dáng tươi cười, bởi vì nàng biết rõ, Dương Diệp nhất định sẽ báo thù cho bọn nàng. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên. Cẩn thận! Nguyên lão kinh hãi. Xùy! Nguyên lão vừa dứt lời, ánh mắt của Vân Linh trợn lên, ở giữa mi tâm hắn, có một kiếm động nhỏ như châm. Mà hư giả cảnh của Tần gia nghe Nguyên lão nói, hắn không chút do dự, quyết đoán thu tay, sau đó thân hình khẽ động, bay đến bên cạnh Nguyên lão. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía sau lưng Thiên Lan Không. Đây đúng là Dương Diệp. Miểu sát. Một kiếm miểu sát hư giả cảnh. Trong nội tâm tất cả mọi người rời sông lấp biển. Dương Diệp không có để ý mọi người, ánh mắt của hắn nhìn về phía ba người Nguyên lão, lúc này Nhiếp Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp, việc này chỉ là một hiểu lầm, cái này. Dương Diệp đột nhiên chỉ vào mặt Nhiếp Thiên nói. Ngươi cầm miệng cho ta. Hôm nay, nếu Nhiếp gia ngươi dám ngăn ta, ta nhất định chơi chết các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Nhiếp Thiên lập tức âm trầm lên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện. Bốn người Nguyên lão xuất thủ, hắn tự nhiên là biết, bởi vì hắn cũng có ý tứ này. Mục đích của hắn tự nhiên là suy yếu lực lượng của Dương Diệp, chỉ cần hai gã sát thủ này vẫn lạc, như vậy Thiên Sát Các ở Kình Thiên Phong, cường giả hư giả cảnh chỉ còn lại có Dương Diệp. Khi đó, muốn khống chế Dương Diệp sẽ đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, bởi vì hắn ngầm đồng ý, Nguyên gia còn có Vân gia, cùng với Tần gia đều biểu thị nguyện ý về sau duy Nhiếp gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể nói, Chu Sát Thiên Lan Không cùng Thủy Lâm Lang đối với Nhiếp gia mà nói, là nhất cử lưỡng tiện. Về phần Dương Diệp, đợi giải quyết Thiên Lan Không cùng Thủy Lâm Lang, Dương Diệp chính là một người cô đơn, hắn lại có thể thế nào? Hết thảy đều tính kỹ, nhưng hắn không nghĩ tới Dương Diệp đột nhiên xuất hiện. Mọi người nghe Dương Diệp nói, cũng biến sắc, bởi vì chuyện này không có cách nào thiện rồi. Dương Diệp, người có ý tứ gì? Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp cười cười, dáng tươi cười có chút dữ tợn nói. Trước khi ta đi, người nói với ta như thế nào? Người nói người sẽ bảo đảm người Thiên Sát Các vô sự, người là nói như vậy, đúng không? Ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ ra tay. Nhiếp Thiên nói. Hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận, nếu thừa nhận, như vậy chút ít thế gia cùng tông môn còn lại nói không chừng sẽ đứng ở bên Dương Diệp. Chuyện cười. Dương Diệp cười nói. Tốt, coi như ngươi không biết bọn hắn sẽ ra tay, nhưng ngươi có năng lực xuất thủ tương trợ a. Nhưng ngươi không làm, ngươi trơ mắt ra nhìn người Thiên Sát Các ta bị bọn hắn giết. Được rồi, ngươi không xuất thủ tương trợ cũng không sao, ta không trách ngươi, bởi vì ngươi không ra tay, là tự do của ngươi. Nhưng hiện tại, nếu ngươi dám ngăn ta ngay cả ngươi cũng giết. Thanh âm rơi xuống, đôi cánh sau lưng Dương Diệp dập dờn. Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận! Nguyên lão kinh hãi, tốc độ của Dương Diệp vốn đã cực nhanh, bây giờ tăng thêm cái cánh này, coi như là hắn cũng bắt không đến quỹ tích của Dương Diệp. Xa xa, sắc mặt Nhiếp Thiên vô cùng âm trầm, lúc này, trên người hắn có hơn 10 vết kiếm thương. Thực lực Dương Diệp xa xa không bằng hắn, nhưng lúc này tốc độ của Dương Diệp, so với hắn còn nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì tốc độ, hắn lại bị Dương Diệp áp chế. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chính thức hắn tức giận là Dương Diệp không cho Nhiếp ra mặt. Mũi, Dương Diệp đang coi rẻ Nhiếp ra. Nhưng Dương Diệp không có lý Nhiếp Thiên, tay cầm Táng Thiên Kề sát giữa mi tâm, sau một khắc, cả người hắn hóa thành kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm Dương Diệp biến mất, từng đạo tàn ảnh như thực chất xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Nguyên lão cùng tên hư giả cảnh Tần gia kia hoảng hốt, lúc này tốc độ của Dương Diệp đã nhanh đến làm cho người tức lộn ruột rồi. Mà thời điểm Dương Diệp biến mất, Nhiếp Thiên cũng biến mất ngay tại chỗ.
Oanh! Một âm thanh nổ vang vang lên, không gian run rẩy kịch liệt. Sau đó những tàn ảnh kia của Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, Dương Diệp cùng Nhiếp Thiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, lúc này, hai người cách xa nhau trăm trượng. A! À, thời điểm Dương Diệp cùng Nhiếp Thiên vừa dừng lại, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, mọi người tranh thủ nhìn về phía kia. Ở cách đó không xa, hai hắc y nhân xuất hiện ở bên cạnh lão giả Tần gia, ở trên gáy cùng yết hầu của lão giả, phân biệt cắm một thanh dao găm. Rất nhanh, Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang biến mất ở trong tràng, không ai có thể cảm nhận được khí tức của hai nữ. Không đến một hồi, ba hư giả cảnh vẫn lạc. Thần sắc của Nhiếp Thiên vô cùng khó coi, tay phải hắn vung lên, rất nhanh, hơn 10 đạo khí tức khủng bố xuất hát diện ở trong tràng. Tăng thêm Nguyên Lão, Nhiếp Thanh cùng với Nhiếp Thiên, bên Nhiếp Thiên tổng cộng đã có 13 hư giả cảnh. 13 hư giả cảnh. Nhiếp Thiên nhìn Dương Diệp, lạnh giọng nói. Dương Diệp, người quả thực là phát rồ, bọn họ đều là cường giả tộc ta, đều là tinh anh tộc ta, bọn hắn không có chết ở trên tay yêu tộc, nhưng lại chết ở trên tay ngươi, ngươi. Dương Diệp khoát tay áo, trực tiếp đánh gãy Nhiếp Thiên nói. Theo như ý của ngươi, người của ta bị bọn hắn giết chết là nên phải đúng không? Người của ngươi không có chết. Nhiếp Thiên hung dữ nói. Người của ngươi còn sống, không phải sao? Dương Diệp cười lạnh nói. Vạn nhất ta không về kịp thì sao? Ta không về kịp mà nói, người của ta chẳng phải chết rồi. Khi đó, ngươi sẽ báo thù cho bọn nàng không? Ngươi sẽ làm sao? Ngươi sẽ không? Nhiếp tộc trưởng, tất cả mọi người là người thông minh, xé rách ra mặt nói thẳng a. Các ngươi vốn liên hợp muốn suy yếu thực lực của ta, không phải sao? Nhiếp Thiên nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Việc đã đến nước này, ta cũng không nhiều lời. Dương Diệp, ta niệm tình ngươi là một nhân tài, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận lầm, hơn nữa giao ra một hồn một phách, ta có thể. Nếu ta không muốn thì sao? Dương Diệp lần nữa cắt đứt lời của đối phương. Nhiếp Thiên nhíu mày nói. Không phải do ngươi rồi. Thanh âm rơi xuống, hai tay của hắn kết thủ ấn kỳ dị, hai cánh sau lưng Dương Diệp rung động, một tia lưu quang từ trên cánh hiện ra. Sau đó quấn quanh về phía Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, hai cánh bị Dương Diệp ném vào vòng xoáy nhỏ. Khóe miệng Nhiếp Thiên nổi lên mỉa mai. Người cho rằng thu lại có thể vô sự sao? Ở trong cơ thể người, chính hợp ý ta, ta. Nói đến đây, sắc mặt Nhiếp Thiên đột nhiên biến đổi, trong mắt hắn. Tràn đầy khó tin. Ngươi làm sao làm được? Hắn phát hiện, hắn nguyên bản ở trong hai cánh gieo xuống cấm chế vậy mà đột nhiên mất đi liên hệ. Dương Diệp lau đi cấm chế rồi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên nói. Ngươi đoán thử coi. Nhiếp Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp, sau một lát, tay phải hắn vung lên nói. Xiết toàn bộ. Thanh âm rơi xuống, hắn cùng cường giả Nhiếp ra thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía Dương Diệp. 13 hư giả cảnh. Xa xa, Dương Diệp bẻ bẻ cổ, trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Đến. Thanh âm rơi xuống. Kiếm thần ấn đột nhiên bộc phát ra kiếm quang chói mắt, kiếm quang lăng lệ ác liệt, làm cho tất cả mọi người trong tràng đều không dám nhìn thẳng. Âm, một kiếm ý khủng khiếp xuất hiện ở trong không trung. Sau khi kiếm ý này xuất hiện, hơn 10 người hư giả xông về phía đám người Dương Diệp trực tiếp bị kiếm ý này đẩy lui đến ngoài nghìn trượng, còn lại những cường giả cảnh giới hư giả bên cạnh cũng bị kiếm ý chấn động liên tục lùi lại phía sau, mãi đến khi xa mấy trăm trượng, mọi người mới dừng lại được. Trong lòng mọi người bao gồm cả Nhiếp Thiên phía xa cũng thấy hoảng hốt, bởi vì kiếm ý này rõ ràng không phải kiếm ý cảnh giới hư vô thượng, mà còn cao hơn kiếm ý cảnh giới hư vô thượng. Đó là kiếm thần ấn có thể nâng cao kiếm ý. Lúc này, một cường giả Nhiếp ra nhìn chằm chằm kiếm thần ấn trên trán Dương Diệp, tay hắn run rẩy. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó lập tức biến sắc. Kiếm thần ấn. Bọn họ dĩ nhiên đã từng nghe qua về vật này. Đây chính là bảo vật hư giai đứng đầu đại lục minh ngục năm đó. Nếu như bảo vật này rơi vào trên tay người khác, tuyệt đối không có mấy tác dụng, nhưng rơi vào trên tay kiếm tu thì tuyệt đối là thần khí. Kiếm thần ân có thể nâng cao kiếm ý của bản thân Dương Diệp đã là cảnh giới trên hư vô, bây giờ lại nâng cao kiếm ý. Nghĩ đến đây, vẻ mặt cường giả Nhiếp gia và Nguyên Lão đều rất khó coi. Nếu như chỉ là kiếm ý cảnh giới hư vô thượng, tuy có uy hiếp với bọn họ, nhưng cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Nhưng bây giờ,
kiếm ý này của Dương Diệp có thể nghiền ép bất kỳ người nào trong bọn họ. Dương Diệp không để ý tới đám người Nguyên gia, mà nhìn về phía Thiên Lan Không, nói. Dẫn theo tất cả người của Thiên Sát Các đi tới Đại Lục Minh Ngục. Thật ra, trước khi tới Kình Thiên Phong, hắn vẫn luôn suy nghĩ xem làm thế nào lá mặt lá trái cùng Nhiếp gia, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi Kình Thiên Phong. Nhiếp gia có âm mưu, đó là chuyện của Nhiếp gia, hơn nữa âm mưu của Nhiếp gia cũng chỉ nhằm vào yêu tộc, cho nên suy nghĩ của hắn chỉ là muốn dẫn người của Thiên Sát Các rời đi, hắn sẽ không tham dự vào chuyện giữa Nhiếp gia cùng yêu tộc. Nhưng hắn không ngờ được, Nhiếp gia tự nhiên liên kết đám người Nguyên gia này muốn giết người của Thiên Sát Các. Trước đó, nếu nghe hắn trở về chậm một chút, hai người Thiên Lan Không nhất định đã bỏ mạng. Chuyện này làm cho Dương Diệp hiểu rõ, Nhiếp gia không chỉ đang nhằm vào yêu tộc, còn đang nhằm vào Dương Diệp hắn. Nếu Nhiếp gia đã bắt đầu ra tay với hắn, vậy hắn còn nhẫn nhịn làm gì nữa? Lúc này, hắn không muốn chơi hoa chiêu cùng Nhiếp gia nữa. Làm. Chính là làm. Chơi nhiều hoa chiêu, còn không hữu hiệu bằng một kiếm. Thiên Lan Không nghe thấy Dương Diệp nói vậy thì không hề do dự, lập tức cùng Thủy Lâm Lang dẫn theo người của Thiên Sát Các lui lại. Lúc này, nàng tất nhiên sẽ không nói hắn đi cùng hay không, nàng không ngốc. Cho dù nàng cùng Thủy Lâm Lang đều là hư giả, nhưng bọn họ ở chỗ này chỉ làm liên lụy tới Dương Diệp mà thôi. Nực cười. Lúc này, một hư giả của Nhiếp gia đứng dậy và phẫn nộ quát. Các ngươi cho rằng Kình Thiên Phong này là nơi nào? Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cường giả cảnh giới hư giả này chợt dừng nói, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn từ lúc nào. Cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào giữa chân mày của hắn. Nhìn Dương Diệp trước mặt, ánh mắt hắn trở nên mờ mịt. Được lắm. Âm thanh còn chưa dứt, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm về. Phụt một tiếng, một vòi máu bắn ra từ giữa chân mày của cường giả cảnh giới hư giả này. Tay phải của Dương Diệp vung lên, trực tiếp thu thi thể hắn vào. Làm càn. Đám người Nhiếp Thiên giận dữ liền muốn ra tay, mà lúc này thanh kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên cắm vào vỏ kiếm cổ, sau đó chợt rút kiếm đảo qua. Ong! Tiếng kiếm ngân xé rách khoảng không, một đường kiếm khí chém ngang ra và hiện lên hình bán nguyệt. Cẩn thận! Nhìn thấy đường kiếm khí này, Nhiếp Thiên quá khiếp sợ nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, hắn vội vàng phát ra khí thế cường giả cảnh giới hư giả của mình. Không chỉ có hắn, đám người bên cạnh hắn cũng vội vàng phát ra khí thế của mình tới đối đầu với đường kiếm khí này. Khí thế của 12 tên cường giả cảnh giới hư giả vừa mới tiếp xúc cùng đường kiếm khí kia của Dương Diệp, lại bạo phát ra một tiếng nổ lớn rung trời. Giờ phút này, toàn bộ Kình Thiên Phong đều chấn động nhẹ. Mà ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người Lâm Thiên, đám người Nhiếp Thiên này lại bị một kiếm này của Dương Diệp đẩy lui gần trăm trượng. Một kiếm ép lui 12 tên hư giả. Đám người Lâm Thiên hít một hơi thật sâu, không ngờ thực lực của Dương Diệp đã khủng khiếp đến mức độ này. Lúc này, Dương Diệp một đấu một, ở đây đã không có bất kỳ người bao gồm Nhiếp Thiên là đối thủ của hắn. Nếu như một đấu một, sợ rằng Nhiếp Thiên này không đỡ nổi 10 kiếm của Dương Diệp nữa. Về phần những người còn lại, sợ rằng một kiếm cũng không đỡ nổi. Lâm Thiên liếc nhìn đám người Nhiếp Thiên phía xa và lắc đầu. Không thể nghi ngờ, hành động của Nhiếp gia trước đó quá ngu xuẩn. Tự nhiên ngầm đồng ý cho đám người Nguyên lão ra tay với người của Thiên Sát Các, Dương Diệp này là một kẻ dễ trêu chọc sao. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, Nhiếp gia chắc không ngờ Dương Diệp sẽ điên cuồng như vậy. Theo suy nghĩ của Nhiếp gia, đây là địa bàn của Nhiếp gia, đến lúc đó cho dù người của Thiên Sát Các bị giết chết, Dương Diệp cũng chỉ có thể nén giận, đồng thời còn phải dựa vào Nhiếp gia, bởi vì khi đó Dương Diệp chỉ có một mình. Nếu như Dương Diệp không dựa vào Nhiếp gia, hắn căn bản không phải là đối thủ của bốn người Nguyên lão. Đồng thời, bốn người Nguyên lão cũng cần dựa vào Nhiếp gia, bởi vì nếu như không có Nhiếp gia ngầm đồng ý, bọn họ sẽ không có cách nào giết chết hư giả của Thiên Sát Các. Nói chung, đây là một sách lược cân đối của Nhiếp gia. Nhưng bọn họ rõ ràng đã đoán sai về tính tình của Dương Diệp. Dương Diệp chính là một người điên, một kẻ cái gì cũng dám làm, hơn nữa thực lực cường đại. Có thể nói, lần này Nhiếp gia đã đá phải tấm sắt cứng rồi. Phía xa, đám người Nhiếp gia bị một kiếm của Dương Diệp đẩy lùi thì hoảng hốt, rõ ràng bọn họ không ngờ được thực lực của Dương Diệp đã khủng khiếp đến mức độ này. Sau khi một kiếm ép lui 12 tên hư giả, Dương Diệp cũng không ra tay, mà nhìn về phía đám người Lâm Thiên, nói.
các vị, nơi đây không thích hợp để ở lâu, xin khuyên các vị hãy rời đi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tông chủ của Thiên Lan Tông nhíu mày nói. Dương Diệp đang muốn nói, Nhiếp Thiên đột nhiên phẫn nộ quát. Dương Diệp, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng biết lúc này yêu tộc ở bên ngoài đang như hổ đói nhìn vào, nếu như bọn họ rời đi, Kình Thiên Phong nhất định sẽ thất thủ. Đến lúc đó, tất cả đại lục đều sẽ. Dương Diệp trực tiếp cắt ngang lời Nhiếp Thiên. Đừng nói đường hoàng như vậy, Nhiếp gia ngươi có mục đích gì, ngươi hiểu rõ ràng hơn ai hết. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người Lâm Thiên, nói. Chờ giải quyết xong các ngươi, ta sẽ đi xử lý tên Dương Diệp kia. Lão già vừa dứt lời thì tay phải hơi xoay tròn, không gian ở đó lập tức biến đổi vặn vẹo. Đám người Thiên Lan không hoảng hốt, bởi vì bọn họ phát hiện ra mình căn bản không có cách nào nhúc nhích, không chỉ vậy mà tốc độ dường như bị chậm lại gấp trăm lần, cho dù là một hít thở cũng cần tốn thời vài hơi thở mới làm được. Chờ chết! Đây là ý nghĩ của đám người Thiên Lan không lúc này. Mà vào lúc này, lão già đột nhiên nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới. Một người đang lao về phía Tử Nhi đã rơi xuống lúc trước. Người này chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, đám người Thiên Lan không lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới, Dương Diệp đi tới trong hố sâu nhìn Tử Điêu nằm ở trong hố sâu. Tuy sắc mặt Dương Diệp không đổi, nhưng hai tay hắn lại không ngừng run lên. Lúc này má phải của Tử Nhi đã sưng cao, ở trên đó có một thủ ấn máu. Ngoài ra, xương cốt và kinh mạch toàn thân của Tử Nhi lúc này đều đã vỡ. Đây còn không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất, mà khí tức của Tử Nhi lúc này rất yếu, dường như có thể tắt thở bất kỳ lúc nào. Lão già đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, theo mà Tiểu Lãnh nói, đối phương là cường giả cảnh giới hư giả chân chính. Tử Nhi là thần thông không gian, cơ thể nàng rất yếu. Làm sao có thể chịu đựng nổi một đòn của cường giả cảnh giới hư giả chân chính chứ? Dương Diệp ngồi xổm bên cạnh Tử Nhi, hắn đưa tay ôm lấy Tử Nhi, nhưng tay hắn vừa tiếp xúc đến cơ thể Tử Nhi đã thấy nàng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Xương cốt tê xê toàn thân đã nát hết, hơn nữa kinh mạch cũng bị đánh gãy, đừng nói bị động một cái, cho dù có gió thổi qua, nàng cũng sẽ đau thấu tim. Dù sao nàng không phải là Dương Diệp căn bản đã miễn dịch với đau đớn. Nhưng nàng thì không phải, toàn thân nàng đều rất yếu ớt. Nhìn Tử Nhi đau khổ, Dương Diệp ngẩn người một lát, nước mắt lập tức không ngừng chảy ra. Hai tay hắn đặt ngang ở trên thân Tử Nhi mà không tiếp xúc đến cơ thể nàng, chỉ cách có 1 cm, sau đó tử khí trong cơ thể hắn điên cuồng lao vọt về phía Tử Nhi. Khi hồng mông tử khí vào cơ thể, khí tức của Tử Nhi lập tức ổn định lại một chút. Lúc này, đám người Nhiếp Thiên cũng chạy tới. Nhị thúc. Nhiếp Thiên hơi cúi người, cung kính nói với lão già kia. Lão già khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp bên dưới nói. Dương Diệp, Nhiếp gia ta nhân từ nên cho một mình ngươi cơ hội sống, chỉ cần ngươi bằng lòng giao ra một hồn một phách của mình, Nhiếp gia ta bằng lòng buông tha cho ngươi, còn có nữ nhân của ngươi và những thuộc hạ này, nếu không ngày hôm nay chính là ngày tất cả các ngươi chôn thân. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu như lại giết loại thiên tài giống như Dương Diệp thì thật sự có chút đáng tiếc. Nếu như có thể khiến hắn ra sức cho Nhiếp gia, đừng nói ở đại lục minh ngục này, sau này Nhiếp gia cũng có vị trí ở vực ngoại. Đây chính là yêu nghiệt siêu cấp có thể so sánh với kiếm vô cực đấy. Bên cạnh lão già, Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Nhị thúc, người này sẽ không đầu hàng đâu. Lão già nói. Ta biết, nhưng vẫn muốn thử xem. Nói xong. Hắn nhìn về phía Dương Diệp và tiếp tục nói. Dương Diệp, nếu như ngươi không hàng thì không chỉ những người ở đây, cho dù là kiếm minh của ngươi cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu như ngươi chịu đầu hàng, Nhiếp gia ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa ở trong Nhiếp gia, ngoại trừ hai người ra, ngươi không cần nghe mệnh lệnh của bất kỳ kẻ nào. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp, chờ đợi câu trả lời của hắn. Phía dưới hồng mông tử khí trị liệu. Khí tức của Tử Điêu đã khôi phục bình thường, ngũ tạng cùng một vài kinh mạch cũng đã khôi phục lại rất nhiều. Ngoài ra, Tử Nhi cũng tỉnh táo. Xin lỗi, ta đã tới muộn. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt vẫn còn có chút sưng đỏ của Tử Nhi. Tử Nhi giữ tay của Dương Diệp, dịu dàng nói. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ không thấy được ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải sống sót, nhất định phải sống sót. Dương Diệp lắc đầu, nói. Lần này, ta không thể bảo đảm được, nhưng ta có thể bảo đảm,
người nào đã đánh nàng, ta chắc chắn sẽ giết chết hắn, nhất định sẽ làm vậy dù có phải trả giá lớn thế nào đi nữa. Nói xong, hắn chỉ vào trước ngực của mình và nói. Tiến vào trong, nếu như ta chết, chúng ta lại đi cùng nhau. Tử Nhi nhìn Dương Diệp rất lâu, trong mắt lóe lên ánh nước. Ban đầu ta còn tưởng rằng ta trở nên mạnh mẽ thì có thể giúp được ngươi. Nhưng bây giờ ta vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi một mình đi chiến đấu. Có phải Tử Nhi rất vô dụng không? Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tử Nhi, trên mặt hắn nở một nụ cười. Chờ sau này chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này nhé. Ngoan, nàng mau vào đi, ta sắp bị cắn trả rồi. Tử Nhi giơ tay lau đi nước mắt trên mặt Dương Diệp VSC nói. Nếu như có luân hồi, kiếp sau, ta vẫn muốn làm Tử Nhi của ngươi. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp hóa thành một tia sáng màu tím tiến vào trước ngực của Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người Nhiếp Thiên này. Lúc này, lão già dẫn đầu Nhiếp gia nói. Dương Diệp, lời ta nói trước đó vẫn có tác dụng. Chỉ cần ngươi đầu hàng Nhiếp gia, Nhiếp hồn ta có thể cam đoan với ngươi, địa vị của ngươi ở Nhiếp gia chỉ kém hai người này. Đồng thời sau này Nhiếp gia còn có thể trợ giúp ngươi đột phá đế giả, hư giả. Nếu như ngươi hồ đồ ngu xuẩn, hôm nay Nhiếp gia ta sẽ giết chết tất cả mọi người của Thiên Sát Các cùng với Kiếm Minh. Hai mắt Dương Diệp khép hờ và im lặng vài hơi thở, sau đó đột nhiên mở mắt nhìn về phía đám người Thiên Lan Không, nói. Đi! Các vị, Nhiếp gia nói yêu tộc đánh nhân tộc, nhưng bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy. Là nhân tộc đang tấn công yêu tộc hay là yêu tộc đang tấn công nhân tộc? Nghe vậy, vẻ mặt đám người Lâm Thiên trầm xuống. Trước đó bọn họ thật ra cũng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì từ khi bọn họ đi tới đây thì không có dấu hiệu nào cho thấy yêu tộc muốn đánh nhân. Tộc cả, trái lại là Nhiếp gia phát động công kích với yêu tộc trước. Về phần Thiên Hạ Thủ Vi Cường gì đó mà Nhiếp gia nói trước đó, lý do này thật sự có chút gượng ép. Dương Diệp, có phải người đã biết gì không? Lúc này, Thủy Lão Quỷ của Thiên Lan Tông trầm giọng nói. Khóe miệng Dương Diệp cong lên lộ vẻ châm chọc, nói. Ta chỉ biết là Nhiếp gia vì bản thân mà không tiếc kéo theo tất cả nhân tộc. Nói linh tinh. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói. Dương Diệp, người đừng vội ở đây mê hoặc lòng người. Nhiếp gia ta trấn giữ Kình Thiên Phong hơn vạn năm, nếu như không nhờ có Nhiếp gia chúng ta, nhân tộc đã chết từ lâu rồi. Bây giờ, yêu tộc muốn tấn công nhân loại. Nhiếp gia ta cũng đứng ở tuyến đầu, Dương Diệp ngươi là nhân tộc không bảo vệ nhân tộc thì cũng thôi, trái lại còn muốn nói xấu Nhiếp gia ta, ngươi đáng chết. Lúc này, này Nguyên Lão cũng nói. Các vị, ta thấy rất có khả năng Dương Diệp này đã bị yêu tộc xúi dục, mục đích của hắn chính là để làm tan rã sự đoàn kết của nhân tộc chúng ta. Các ngươi xem đi, đến bây giờ yêu tộc còn không ra tay, chắc chắn là đang chờ bên trong nhân tộc chúng ta nội loạn. Nói đến đây. Giọng hắn lớn hơn và chỉ vào Dương Diệp. Hắn đã phản bội nhân tộc. Nghe được Nhiếp Thiên cùng Nguyên Lão nói vậy, người của những thế gia cùng tông môn bên cạnh lập tức nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét, Nguyên Lão cùng Nhiếp Thiên nói cũng không phải không có lý. Lúc này, Thủy Lão Quỷ của Thiên Lan Tông đứng dậy, nói. Các vị, bất kể như thế nào, chúng ta đều là nhân tộc, lúc này yêu tộc đang giống như hổ đói nhìn vào nhân tộc chúng ta. Chúng ta thật sự không nên tiếp tục nội đấu. Chuyện lúc trước chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi, thật sự không cần thiết phải vì một chút hiểu nhầm mà làm tới ngươi chết ta sống, không bằng mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện. Chúng ta đều nhân tộc có thể có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được chứ? Nói chuyện à? Nhiếp Thiên lạnh lùng nói. Hắn đã giết hư giả của Nhiếp gia ta, chuyện này không gì để nói nữa. Bây giờ hắn không ra tay là bởi vì hắn biết rõ. Dương Diệp dùng ngoại vật mạnh mẽ nâng cao kiếm ý chỉ là tạm thời, cuối cùng Dương Diệp cũng có lúc phải bị đánh quay về nguyên hình. Chỉ cần kiếm ý của Dương Diệp khôi phục bình thường thì nhất định sẽ bị cắn trả, khi đó bọn họ muốn giết Dương Diệp tuyệt đối không cần phải tốn quá nhiều sức lực. Dương Diệp liếc nhìn đám người Thủy Lão Quỷ, nói. Lời đã nói hết, làm như thế nào là chuyện của các ngươi? Nói xong, Dương Diệp đã bắn mạnh về phía chân trời. Thật ra hắn đã sớm đoán được kết quả, những người này nhất định sẽ không tin tưởng lời hắn nói. Dù sao, so sánh với yêu tộc, bọn họ càng muốn tin tưởng Nhiếp gia hơn. Hơn nữa, có lẽ trong lòng những người này vẫn cho rằng hắn đang khích bác, gây xích mích cho quan hệ giữa bọn họ cùng Nhiếp gia, sau đó hắn ngồi thu ngư ông lấy lợi. Thậm chí,
rất nhiều người có lẽ còn cho rằng Dương Diệp hắn thật sự đã nương nhờ yêu tộc. Đúng làm chuyện tốn sức không được cảm ơn. Dù sao nên nói hắn đều đã nói, giống như lời hắn nói, làm như thế nào là chuyện của bản thân bọn họ. Nhìn thấy Dương Diệp ngự kiếm rời đi, Nhiếp Thiên vội vàng nói. Ngăn cản hắn, đừng để cho hắn đi, tối đa một lát nữa thì hắn sẽ bị cắn trả. Vừa dứt lời, cơ thể Nhiếp Thiên thoáng di chuyển và đuổi theo kiếm quang ở phía chân trời kia. Sau lưng hắn, những cường giả Nhiếp gia và cả Nguyên lão cũng vội vàng đi theo. Dương Diệp mạnh mẽ nâng cao kiếm ý nên ắt gặp cắn trả, đây chính là thời điểm tốt nhất để bọn họ tiêu diệt Dương Diệp. Bọn họ làm sao có thể buông tha cơ hội này được? Đám người Lâm Thiên ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào. Một lát sau, Lâm Thiên lắc đầu, nói. Nhiếp gia này luôn miệng nói không nên nội đấu, nhưng kẻ chọn nội đấu lại là bọn họ. Ôi! Đám người Thiên Lan không dẫn theo người Thiên Sát các một đường chạy như điên. Điều bây giờ bọn họ phải làm là mau chóng rời khỏi ẩn vực, đi tới mặt Nhật Thành của Đại Lục Minh Ngục. Qua rất lâu, không gian xung quanh đám người Thiên Lan không đột nhiên chấn động. Sau đó Tử Nhi xuất hiện ở trước mặt đám người Thiên Lan không và nói. Từ đây tới lối ra kết giới của ẩn vực đã không xa, các ngươi tự đi đi. Ta phải đi về tìm hắn. Nàng quyết không bỏ Dương Diệp lại một mình. Trở lại à, không cần trở lại. Đợi lát nữa ta sẽ đưa các ngươi cùng đi. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên từ không gian phía xa đi ra. Nhìn thấy lão già này, sắc mặt đám người Thiên Lan không đều biến đổi. Các ngươi đi trước đi. Hai tay Tử Nhi kéo mạnh, một vết nứt không gian cực lớn đã xuất hiện ở trước mặt đám người Thiên Lan không. Mà vào lúc này, lão già kia lại bước tới một bước, lập tức đi tới trước mặt Tử Nhi. Ngươi chính là nữ nhân của Dương Diệp So. Thật sự đáng đánh. Vừa dứt lời, tay phải của hắn hóa trưởng và tát về phía mặt Tử Nhi. Đồng tử của Tử Nhi co lại, muốn né tránh, nhưng nàng kinh hãi phát hiện ra tốc độ của mình tự nhiên trở nên chậm một cách kỳ lạ. Phút, một âm thanh trong trẻo vang vọng ở nơi đây, Tử Nhi liền phun mấy ngụm máu rời từ trên cao xuống, cuối cùng đập vào trong mặt đất. Đám người Thiên Lan không hơi thi lễ với Dương Diệp, sau đó cơ thể thoáng di chuyển và lao về phía xa. Bọn họ không đi được. Nhiếp Hồn khẽ nói. Thật sao? Dương Diệp nhìn về phía Nhiếp Hồn. Trong phút chốc, hai mắt hắn đột nhiên biến thành màu đỏ. Không chỉ có vậy, toàn thân hắn đều đang bắt đầu biến thành màu đỏ. Chỉ một thoáng, một mùi máu tươi gay mũi cùng lệ khí xuất hiện ở đó. Mà lúc này, trong mắt Dương Diệp đã giống như một biến máu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nhiếp Hồn nheo mắt lại và nói. Giết chết tất cả đám người kia. Lúc này cho dù hắn ngu ngốc cũng biết ý của Dương Diệp. Giống như Nhiếp Thiên nói, Dương Diệp căn bản sẽ không đầu hàng. Nếu Dương Diệp không đầu hàng thì chỉ có thể chết. Đám người Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cơ thể thoáng di chuyển, đuổi theo về phía đám người Thiên Lan không. Mà vào lúc này, một ánh sáng máu đột nhiên từ dưới nền đất phóng lên cao. Ánh sáng máu đi qua nơi nào, tất cả phía chân trời lập tức bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Đám người Nhiếp Thiên này quá khiếp sợ. Muốn dừng lại ngăn cản Dương Diệp. Mà lúc này, Nhiếp Hồn lại đột nhiên nói. Cứ để ta, các ngươi đi đối phó với những sát thủ kia đi. Hắn vừa dứt lời đã bước tới, tay phải khẽ xoay tròn, trong phút chốc, gương kiếm quang huyết sắc phía xa lập tức đứng lại. Pháp tắc thời gian. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đám người Nhiếp Thiên thả lòng. Bọn họ không để ý tới Dương Diệp nữa, tiếp tục lao về phía xa. Mà vào lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở đó. Kiếm quang huyết sắc vốn bị Nhiếp Hồn làm cho đứng yên lại phát ra một ánh sáng máu chói lòa, trong phút chốc kiếm quang chợt lóe lên. Ngoài nghìn trượng, đầu của một cường giả cảnh giới hư giả của Nhiếp gia trực tiếp bay ra ngoài. Đám người Nhiếp Thiên hoảng hốt, bọn họ quyết định bỏ qua việc truy sát đám người Thiên Lan không, lập tức dựa lẫn nhau, để phòng nhìn về phía Dương Diệp đang tản ra ánh sáng đỏ ngoài xa. Sao có thể như vậy được? Lúc này, Nhiếp Hồn ở phía xa nhìn Dương Diệp với vẻ khó tin. Ngươi làm sao có thể áp chế được pháp tắc của ta? Nói đến đây, hai mắt hắn lập tức trợn tròn, dường như nghĩ đến điều gì đó. Ngươi, đây là lực lượng của vực, kiếm vực, ngươi đã lĩnh ngộ kiếm vực rồi sao? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của hắn tự nhiên có phần run rẩy. Kiếm vực, đây là lực lượng của vực, đây là lực lượng của vực vượt qua tất cả pháp tắc.
Trong lòng Nhiếp Hồn chấn động vô cùng, rõ ràng hắn không ngờ được Dương Diệp còn trẻ như vậy đã lĩnh ngộ được kiếm vực. Phải biết rằng, trước đây khi kiếm vô cực ở tuổi của Dương Diệp này, hắn còn chưa lĩnh ngộ được kiếm vực đâu. Phía xa, Dương Diệp cầm huyết kiếm trong tay và kề sát giữa chân mày. Sau lưng hắn có một đôi cánh đỏ như máu đang vỗ nhẹ. Mỗi lần vỗ đều sẽ mang theo từng ánh sáng máu. Hắn không nói gì, cũng không cần thiết để nói gì nữa. Trong phút chốc, một đôi cánh đỏ như máu phía sau Dương Diệp chợt vỗ mạnh, sau đó cả người Dương Diệp hóa thành một ánh sáng máu lập tức biến mất. Cẩn thận! Phía xa, Nhiếp Hồn khiếp sợ kêu lên. Âm thanh vừa dứt. Suy! Một đường kiếm quang huyết sắc đã xuyên thủng giữa chân mày của một hư giả của Nhiếp gia còn chưa lấy lại tinh thần, hai mắt kẻ đó đột nhiên trợn tròn, tắt thở bỏ mạng. Sau đó thi thể lập tức biến mất. Chấn áp hắn! Phía xa, Nhiếp Hồn vội vàng nói. Nghe được giọng nói Nhiếp Hồn, 11 cường giả cảnh giới hư giả chợt phát ra khí thế hư giả của mình, sau đó chân áp về phía vị trí của Dương Diệp. Khi khí thế của 11 hư giả này xuất hiện, một kiếm ý hiện ra giữa không trung, 11 khí thế của cường giả cảnh giới hư giả lập tức bị ngăn cản. Sau khi giằng co một hồi, đột nhiên đám người Nhiếp Thiên này biến sắc. Bởi vì không ngờ 11 khí thế hư giả của bọn họ đã bại trận. Trong lòng mọi người hoảng hốt. Bọn họ không ngờ được khí thế hư giả của 11 người tự nhiên không đè ép được kiếm ý của Dương Diệp, không những vậy, nhìn tình trạng này trái lại còn bị chấn áp ngược lại. Chịu đựng, tối đa một lát nữa thì hắn sẽ bị cắn trả thôi. Phía xa, Nhiếp Hồn trầm giọng nói, hắn mạnh hơn cường giả cảnh giới hư giả bình thường, bởi vì hắn có pháp tắc thời gian, nhưng bây giờ pháp tắc thời gian không có hiệu quả đối với Dương Diệp, bởi vậy, cho dù hắn đối mặt với Dương Diệp cũng không có phần thắng. Dù sao bây giờ kiếm ý của Dương Diệp đã hoàn toàn vượt ra khỏi trình độ hư giả. Nhưng hắn biết rõ, Dương Diệp nhất định sẽ bị cắn trả. Bất kể là sử dụng ngoại vật để mạnh mẽ nâng cao kiếm ý hay là cảnh giới, thậm chí là gì khác đều sẽ có một giới hạn về thời gian, giống như Dương Diệp giờ phút này, một khi đã hết thời gian thì kiếm ý của hắn sẽ khôi phục bình thường, mà lúc đó, hắn nhất định sẽ bị kiếm ý của bản thân cắn trả. Bởi vì lúc này Dương Diệp coi như đang ở tiêu hao lực lượng của chính mình. Phù dung sớm nở tối tàn. Đừng thấy lúc này Dương Diệp không ai bì nổi, thật ra chính là phù dung sớm nở tối tàn. Ở đó, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, chân mày cũng nhíu chặt, trên mặt hắn đã xuất hiện một sự đau khổ. Hắn biết rõ mình không kiên trì được bao lâu, kiếm ý rất nhanh sẽ cắn trả. Trốn sao? Trốn tới chỗ nào? Không có chỗ trốn. Bởi vì những người này sẽ không bỏ qua cho hắn. Trốn thì nhiều lắm cũng chỉ chết chậm một chút mà thôi. Nếu đã chết, vậy còn không bằng kéo người chôn cùng. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn, hắn mở mắt ra và giơ tay chộp về phía trước nói. Giới hạn. Hắn vừa dứt lời, những kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước ở đó lập tức bắt đầu thu vào bên trong. Giới hạn của kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước. Dương Diệp biết rất rõ ràng, giới hạn nửa bước cảnh giới quy nguyên nhất định sẽ làm cho hắn bị cắn trả nhanh hơn, nhưng hắn không có cách nào. Lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác, bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn đi theo cách cực đoan này, nếu không cứ kéo dài nữa thì không cần đối phương ra tay, chính hắn cũng sẽ bị kiếm ý cắn trả cho thành kẻ tàn phế. Khi kiếm ý bắt đầu ép lại, đám người Nhiếp Hồn lập tức biến sắc. Bọn họ không biết Dương Diệp đang làm gì, nhưng không hề nghi ngờ là rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Rút lui. Nhiếp Hồn không hề do dự, lập tức dẫn theo đám người Nhiếp Thiên lùi về phía sau. Mà vào lúc này, một lực lượng khủng khiếp đột nhiên từ trước mặt Dương Diệp cuốn về phía đám người Nhiếp Thiên, lực lượng vừa mới xuất hiện, khí thế của đám người Nhiếp Hồn cảnh giới hư giả lập tức bị chấn động thành hư vô, hai hư giả của Nhiếp gia chưa kịp rút lui trực tiếp bị lực lượng này đánh cho thành một đám nát vụn. Cùng lúc đó, không gian bên trong mấy trăm trượng trước mặt Dương Diệp lại ầm ầm đổ nát. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Rắc 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 rắc. Không gian trong phạm vi gần vạn trượng đột nhiên rạn nứt ra, rất nhiều khe nứt không gian to bằng cánh tay không ngừng lan tràn về bốn phía xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, không gian của cả một khu vực này trực tiếp xuất hiện vết nứt thành mạng nhện. Mà đám người Nhiếp Thiên thì bị trước lực lượng khủng khiếp kia trực tiếp đẩy tới ngoài mấy ngàn dặm. Bởi vì không gian đổ nát. Lúc này đám người Nhiếp Hồn đều chỗ ở trong hố đen không gian, tuy nhiên lực lượng cắn nuốt của hố đen không gian này không có uy hiếp gì đối với những cường giả cấp bậc như bọn họ. Chữa trị không gian. Ở đó,
Nhiếp Hồn trầm giọng nói. Vừa dứt lời, đám người Nhiếp Hồn gồm 9 tên hư giả đều ra tay, không gian lập tức lại được chữa trị, nhưng ngay vào lúc này, Nhiếp Hồn lại biến sắc. Cẩn thận! Nhiếp Hồn vừa dứt lời, một ánh sáng máu lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tốc độ của ánh sáng máu rất nhanh, chẳng mấy chốc đến, gần như là vô hình. Đám người Nhiếp Thiên cảm thấy tóc gáy đều dựng ngược, khi bọn họ muốn ra tay, cơ thể của một nhiếp gia hư giả trực tiếp cứng đờ, ở giữa chân mày của hắn đã xuất hiện một lỗ kiếm máu rất nhỏ. Lúc này, máu tươi từ trong lỗ kiếm kia đang bắn ra như suối. Thoáng qua, thi thể hắn lập tức biến mất. Mà cùng lúc đó, ánh sáng máu lại hiện ra. Làm càn! Nhiếp Hồn giận dữ, hai tay vẫy một cái, không gian bên trong mấy trăm trượng lập tức khẽ run lên. Tiếp theo, tất cả dường như đều bị trói chặt. Lúc này, đám người Nhiếp Thiên thấy rõ Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt một gã nhiếp gia hư giả khác, kiếm chỉ cách tên hư giả này không được mấy tấc. Tên hư giả kia nhìn thấy kiếm của Dương Diệp chỉ cách hắn có mấy tấc thì trực tiếp bị hù dọa, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nếu như không phải Nhiếp Hồn ra tay, có lẽ hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm của Dương Diệp chém giết. Trong lúc hắn thở phào nhẹ nhõm, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở đó. Tiếp theo, Dương Diệp động. Suy. Kiếm quang huyết sắc trực tiếp tiến vào giữa chân mày của tên hư giả kia, hắn trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Rất nhanh, sắc thái trong đôi mắt hắn dần dần tiêu tan và thi thể hắn trực tiếp biến mất. Dương Diệp. Vẻ mặt Nhiếp Hồn dữ tợn kêu lên, hắn vốn cho rằng mình thi triển pháp tắc thời gian thì có thể cứu được tên nhiếp gia hư giả kia. Nhưng pháp tắc thời gian của hắn lập tức đã bị kiếm vực của Dương Diệp trấn áp. Lần này, hắn hiểu rõ lực lượng của vực khủng khiếp thế nào, pháp tắc căn bản không có cách nào đối đầu với lực lượng của vực này. Lúc này ít nhất pháp tắc không làm được. Phía xa, Dương Diệp một kiếm giết chết tên hư giả kia trong nháy mắt, sắc mặt hắn bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Nhiếp Thiên lập tức vui mừng, Nhiếp Thiên nói. Mọi người liên thủ, chờ kiếm ý của hắn cắn trả. Vừa dứt lời, đám người Nhiếp Thiên nhanh chóng tiến lại gần về phía Nhiếp Hồn. Cùng lúc đó, bảy tên cường giả cảnh giới hư giả cũng phóng ra khí thế của mình. Lần này, bọn họ không dùng bảy khí thế đi tấn công Dương Diệp, mà tập hợp thành một rào chắn vô hình chắn ở trước mặt bọn họ. Cẩn thận! Nhiếp Hồn vừa dứt lời, một ánh sáng máu lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tốc độ của ánh sáng máu rất nhanh, chẳng mấy chốc đến, gần như là vô hình. Đám người Nhiếp Thiên cảm thấy tóc gáy đều dựng ngược, khi bọn họ muốn ra tay. Cơ thể của một nhiếp gia hư giả trực tiếp cứng đờ, ở giữa chân mày của hắn đã xuất hiện một lỗ kiếm máu rất nhỏ. Lúc này, máu tươi từ trong lỗ kiếm kia đang bắn ra như suối. Thoáng qua, thi thể hắn lập tức biến mất. Mà cùng lúc đó, ánh sáng máu lại hiện ra. Làm càn! Nhiếp Thiên hối hận vô cùng. Nguyên lão cũng vậy, nếu như sớm biết Dương Diệp biến thái như vậy, kinh khủng như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không vì một thế tử và hư giả của Nguyên gia mà đối địch với Dương Diệp. Đối địch với Dương Diệp kết quả chính là, hư giả của Nguyên gia chỉ còn lại có một mình hắn, đơn giản chính là Nguyên gia kết thúc rồi. Muốn trọng trấn Nguyên gia thì cần ít nhất hơn mấy trăm nghìn năm, thậm chí càng lâu hơn. Bởi vì Rion thời gian ngắn không có khả năng có thể bồi dưỡng ra được một hư giả. Nói chung, Nguyên gia xem như đã kết thúc. Nguyên lão hít sâu một hơi và nhìn về phía xa Dương Diệp, sát ý trong mắt gần như thực chất. Bây giờ, hắn chỉ muốn báo thù. Đám người Nhiếp Hồn không ra tay chỉ sẵn sàng chờ đối địch. Đối với bọn họ, Dương Diệp đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần Dương Diệp gặp cắn trả, bọn họ sẽ giết Dương Diệp dễ dàng như trở bàn tay. Phía xa, hai mắt Dương Diệp nhắm lại và nhíu mày, ngũ quan đã bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cùng lúc đó, kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước xung quanh cũng trở nên cuồng bạo cùng mất trật tự. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Nhiếp Thiên phía xa lập tức vui mừng. Bởi vì bọn họ biết, kiếm ý đã bắt đầu cắn trả. Chuẩn bị. Nhiếp Hồn trầm giọng nói. Mọi người khẽ gật đầu, huyền khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun ra, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Qua khoảng 3 hơi thở, Dương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau khổ, huyết kiếm trong tay hắn đột nhiên rời khỏi trong tay hắn và rơi về phía chân trời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Nhiếp Thiên mừng rỡ, khóe miệng Nhiếp Hồn cũng khẽ cong lên, mỉm cười. Hắn vung tay phải lên, nói. Ra tay. Mọi người vội vàng thu lại khí thế của mình, sau đó xông về phía Dương Diệp. Mà vào lúc này,
Dương Diệp ở phía xa đột nhiên mở mắt, một mảnh ánh sáng máu bắn ra khỏi mắt hắn. Cùng lúc đó, cổ tay hắn thoáng động, thanh huyết kiếm vốn rơi xuống đột nhiên bay trở về trong tay hắn. Trong phút chốc, Dương Diệp đã trực tiếp biến mất. Cẩn thận, hắn còn chưa gặp phải cắn trả. Phía xa, Nhiếp Hồn hoảng hốt kêu lên, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó chợt đánh về phía vị trí của Dương Diệp. Âm! Phía xa, chỗ Dương Diệp đứng vẫn trực tiếp đổ nát, nhưng Dương Diệp lại không còn ở đó nữa. Cách đó mấy chục trượng đột nhiên, vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Nhiếp Hồn quay đầu nhìn lại, hai mắt lập tức trở nên dữ tợn. Bởi vì lúc này Dương Diệp đã ở phía sau một hư giả của Nhiếp gia, về phần tên Nhiếp gia hư giả kia. Dĩ nhiên đã chết. Tay phải của Dương Diệp vung lên, thi thể của tên hư giả kia bị hắn thu vào. Trong phút chốc, Dương Diệp giẫm mạnh chân phải vào trong không trung, một ánh sáng máu bắn ra. Bản thân hắn đã hóa thành một đường kiếm quang huyết sắc và lập tức biến mất. Vào giây phút hắn biến mất, tất cả mọi người ở đó lập tức bị dọa. Cho hồn phi phách tán. Bây giờ Dương Diệp tuyệt đối là muốn giết ai thì người đó phải chết. Giống như trước đó, hoàn toàn không bất ngờ, giây phút kiếm quang xuất hiện thì lại có thân thể của một tên cường giả hư giả Nhiếp gia cứng đờ. Ở giữa chân mày của hắn có một lỗ kiếm máu dễ làm cho người khác chú ý. Lại một tên hư giả ngã xuống. Nhiếp gia chỉ còn lại có 5 tên hư giả, nói cách khác, lần này Nhiếp gia đã chết 7 tên cường giả cảnh giới hư giả ở trong tay của Dương Diệp. 7 tên hư giả chứ không phải đế giả. Nhiếp Hồn cùng Nhiếp Thiên cảm thấy tim đang rỉ máu. Nhị thúc, rút lui thôi. Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Cường giả Nhiếp gia cứ chết như vậy, sẽ hỏng chuyện lớn của lão tổ. Rút lui. Nhiếp Hồn lạnh lùng liếc nhìn Nhiếp Thiên, nói. Nhiều người của Nhiếp gia lại chết vô ích như vậy sao? Còn nữa, nếu hôm nay rút lui, Nhiếp gia ta sẽ thành trò cười cho nhân tộc cùng yêu tộc. Nếu như hôm nay để cho người này bình yên rời đi, chờ tới khi thương thế của hắn khôi phục, hoặc đạt được đế giả, khi đó Nhiếp gia ta sẽ không làm gì được hắn. Nhiếp Thiên còn muốn nói gì, nhưng khi thấy trong mắt Nhiếp Hồn đã đầy vẻ điên cuồng, hắn đành nuốt lời định nói xuống. Thật ra, hắn cũng không muốn rời đi, bây giờ rời đi, Nhiếp gia chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi. Hơn nữa, uy tín của Nhiếp gia chắc chắn cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng nếu như không rời đi, Dương Diệp này, nói chung, nếu như sớm biết rằng Dương Diệp điên như thế, hắn tuyệt đối sẽ không tán thành để đám người Nguyên lão ra tay với Thiên Sát Các. Lần này, cho dù Nhiếp gia có giết Dương Diệp, Nhiếp gia cũng bị thua thiệt lớn. Các ngươi nhìn hắn kia. Đúng lúc này, một hư giả của Nhiếp gia bỗng nhiên nói. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Dương Diệp, chỉ thấy đầu Dương Diệp đầy mồ hôi, gương mặt vặn vẹo, toàn thân hắn cũng đang run rẩy kịch liệt. Cùng lúc đó, mọi người còn cảm giác được những kiếm ý xung quanh Dương Diệp không ngờ từ từ yếu đi. Đang cắn trả. Trong lòng đám người Nhiếp Hồn thầm vui mừng, trong mắt xuất hiện một tia hưng phấn cùng kích động. Bọn họ đợi lâu như vậy, chết nhiều người như vậy, cuối cùng cũng đợi đến khi Dương Diệp gặp phải cắn trả, bọn họ làm sao không hưng phấn, làm sao không kích động được. Ra tay sao? Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Hồn lắc đầu, nói. Tạm thời chờ một lát đã. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thật ra hắn cũng sợ Dương Diệp lại đang giả vờ. Đừng nói hắn, ở đó mấy còn lại hư giả đều sợ. Đám người Nhiếp Hồn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Phía xa, thân thể Dương Diệp run rẩy càng lúc càng lợi hại, kiếm ý xung quanh hắn cũng càng lúc càng yếu. Hiển nhiên hắn đang bị cắn trả, nhưng đám người Nhiếp Hồn vẫn không dám ra tay. Bọn họ thật sự có hơi sợ Dương Diệp, cho dù là Nhiếp Hồn cũng rất kiêng kỵ. Thời gian trôi qua từng chút một, lúc này kiếm ý xung quanh Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Ra tay! Nhiếp Hồn quyết định thật nhanh. Mà lúc này, Dương Diệp phía xa lại đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Nhiếp Thiên vốn muốn ra tay đã lập tức nheo mắt, dừng lại. Ra tay, hắn đã không được rồi. Nhiếp Hồn nói xong, cơ thể thoáng di chuyển và dẫn đầu xông về phía Dương Diệp. Đám người Nhiếp Thiên cũng không do dự nữa, xông về phía Dương Diệp. Phía xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, giờ phút này hắn chỉ muốn ngủ. Lúc này, ánh sáng màu tím hiện lên, Tử Điêu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm Dương Diệp vào trong lòng, sau đó siết chặt. Dương Diệp nhẹ nhàng mở mắt và liếc nhìn 5 tên hư giả từ phía xa xông về phía mình, lại nhìn Tử Nhi. Tử Nhi,
Tử Nhi, trong phút chốc, Dương Diệp, chợt chợt cắn đầu lưỡi của mình, đau đớn kịch liệt làm cho đầu óc hắn đang muốn hôn mê lập tức tỉnh táo lại rất nhiều. Tay trái hắn ôm thật chặt Tử Nhi, tay phải giơ ra phía trước. Đốt! Hắn vừa dứt lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 99.